Chương 1079, mồi nhử. Tề Thiên dĩ nhiên mặt tái đi, hơn nữa, tay chân đều run. Hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái nói. Ba cái hôn sao lại thế này, hay là thôi, tôi còn lo lắng không biết Lạc Hồng có bệnh lây qua đường tình dục không? Không cần lo lắng, cơ thể Lạc Hồng mỗi ngày đều được các chuyên gia kiểm tra, người kiểm tra là bác sĩ có uy tín của quốc vương, việc này anh không cần lo lắng. Lưu Nguyệt cười nói. Nghe nói có bệnh lây qua đường sinh dục có thể ủ bệnh mấy năm thậm chí mười mấy năm mới phát bệnh, sao có thể kiểm tra, không được. Tề Thiên sầm mặt hừ nói. Vậy không có cách nào, nếu không thì anh liếm mông Lạc Hồng nhé. Lô Nguyệt giơ hai tay, Tề Thiên hoàn toàn không biết nói gì, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lão đại, làm thế nào bây giờ? Không việc gì, cậu cứ uyển chuyển một chút, vì việc điều tra án của Phương Viên. Chúng ta phải khuấy đục đầm liên hoàng này rồi nói sau. Tôi nghi ngờ, hội Hắc La này có lẽ có vấn đề. Người đánh lén Phương Viên ngay trong hội Hắc La này. Chúng ta cứ tùy hoàn cảnh mà làm việc. Diệp Phàm giải thích nói. Đại ca, chẳng lẽ việc này là anh cố ý? Tề Thiên cuối cùng cũng hiểu được mình thành mồi nhử. Ha ha, không thể nói như vậy. Người anh em trước hết hy sinh một chút. Về phần nói cùng hôn, việc này cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không để cậu. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, Tề Thiên trợn trắng mắt, hết chỗ nói rồi. Lô Phương Đông đã trở lại, nhìn Diệp Phàm gật gật đầu, tỏ vẻ đã làm thỏa đáng. Mọi người chuẩn bị một chút, kiểm tra súng ống vũ khí, để đề phòng hội Hắc La cứng rắn chiến đấu. Nói xong nhìn Lô Phương Đông. Giám đốc Lô, trước hết mang người của các anh rút khỏi đi, việc này tốt nhất đứng trộn lẫn, dù sao khách sạn Hoàng gia Khải Việt vẫn còn muốn kinh doanh ở Thái Lan. Nếu để hội Hắc La theo dõi thì phiền toái. Không được, anh Diệp, công tử đã dặn dò cẩn thận, nhất định phải trợ giúp các anh. Dù nhà họ Lô phải rút lui về nước cũng không sao cả. Thái độ của Lô Phương Đông kiên quyết. Tuyệt đối không được, giám đốc Lô, việc này quyết định rồi, anh phải nghe theo, nếu không hành động tối này của chúng ta sẽ hủy bỏ. Anh nhanh chóng đi, có mấy người chúng tôi hẳn là không có vấn đề lắm. Diệp Phàm không muốn nợ nhà họ Lô thêm ân tình, nợ nhiều cũng không được. Vậy thì chúng tôi rút khỏi ngồi bên ngoài, nếu có tình huống gì, anh Diệp bất cứ lúc nào cứ gọi điện thoại thông báo. Lô Phương Đông bất đắc dĩ gật đầu. Chú, tôi không đi, dù sao hội Hắc La cũng không biết về cháu, sẽ không ảnh hưởng đến nhà họ Lô. Lô Nguyệt đột nhiên nói. Việc này sợ không ổn về sau anh trách tội tôi gánh vác không nổi. Lô Phương Đông có chút lo lắng nói. Là vì cháu không đi, sau này cháu sẽ nói với ba cháu. Lô Nguyệt quyết không đi nên Lô Phương Đông không có cách nào, gọi điện thoại cho ba cô Lô Thế Tông sau đó dẫn người đi trước. Lô Phương Đông mới vừa đi khỏi không bao lâu thì nữ hoàng ca múa biểu diễn tới tiết mục cuối cùng, chính là hiến ba nụ hôn cho Tề Thiên. Toàn hội trường lập tức nóng lên, tiếng vỗ tay la hét vang lên. Khi Lạc Hồng chậm rãi đi về phía Tề Thiên, Tề Thiên trong lòng chắc bồn chồn. Cuối cùng đến trước mặt Tề Thiên, Lạc Hồng nhợt nhạt cười, Tề Thiên thiếu chút nữa nôn ra hết thức ăn ăn tối hôm qua. Lên, lên. Không biết mấy người trong hội trường ai hô, toàn hội trường lập tức vang lên tiếng lên. Tiếng vỗ tay làm cho không khí phòng khiêu vũ sục sôi. Miệng Lạc Hồng chậm rãi hướng đến mặt Tề Thiên. Thấy Diệp Phàm ra hiệu, Tề Thiên đột nhiên giơ tay, nói. Rất xin lỗi Lạc Hồng tiểu thư, tôi đột nhiên thay đổi ý định. Ba cái hôn này miễn, còn 10.000 tiền đặt cọc kia coi như phần thưởng cho tôi cô đi. Lạc Hồng cười yếu ớt đột nhiên cứng ngắc, bốn người đàn ông đi theo phía sau lập tức đi lên. Mọi người xung quanh trợn tròn mắt, phần lớn đều vui vẻ khi người khác gặp họa, chờ xem người của câu lạc bộ Liên Hoàng sẽ trừng trị Liên Hoàng như thế nào. Tề tiên sinh, câu lạc bộ Liên Hoàng chúng tôi là địa danh giải trí lừng lẫy ở Vương quốc Thái Lan, quy định của chúng tôi anh đã nghe nói qua chưa? Một trong bốn người thanh niên đi phía sau đến nhìn chằm chằm vào Tề Thiên hừ nói. Có nghe nói qua, tuy nhiên bản thân đội nhiên thay đổi ý. Quy định của câu lạc bộ Liên Hoàng các anh là chuyện của câu lạc bộ Liên Hoàng các anh, chưa được pháp luật thông qua, nói như vậy cũng không được quốc vương tôn kính hạ lệnh tán thành. Nếu quốc vương đã đồng ý thì tôi đã thanh toán 10.000 tiền cọc, các anh còn muốn thế nào? Tề Thiên thẳng thắn nói. Rất thức thời, Tề Thiên, nếu không, hừ. Năm người có chút giận, nhưng không ai dám nói chuyện với giám đốc y, còn Lạc Hồng, xấu hổ, việc này quả thực là mấy ông anh gây chiến.
Rất xin lỗi, bản thân vẫn giữ nguyên quyết định vừa rồi. Tề Thiên rất bình tĩnh nói. Bắt! Năm người không dài dòng, vung tay lên bốn tay đấm hướng vào người Tề Thiên. Hừ! Tề Thiên lạnh lùng hừ lên một tiếng, giơ tay lên đỡ. Ba ba ba! Bốn tiếng vang lên, bốn người thanh niên đều lui ba bước, bị đâm cho một bên, bản răng rắc vang lên. Năm người hơi có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tề Thiên hừ nói. Không thể tưởng tượng được ngài là một cao nhân, chúng tôi mượn một bước nói chuyện. Được. Tề Thiên lập tức đáp. Mấy người Diệp Phàm lập tức đuổi kịp, nhằm thẳng lên lối nhỏ mà đi. Đối với địa thế của câu lạc bộ Liên Hoàng Lô Phương Đông đã làm bản đồ trước, mấy người Diệp Phàm tuy lần đầu tiên đi nhưng vẫn nhớ đường đi. Đi vào một phòng rất lớn, bên trong khắc một ít đầu thú, đang muốn vào cửa thì Lô Vĩ không ngờ chạy đến, thằng nhóc này chạy đến. Diệp Phàm đưa mắt nhìn Trần Quân ở lại ngoài lối nhỏ. Năm người kia cười cười không để ý. Tề tiên sinh, tôi là Cái Lạc Đức, giám đốc câu lạc bộ Liên Hoàng. Người trẻ tuổi, thân thủ không tồi, nếu đồng ý gia nhập câu lạc bộ Liên Hoàng của chúng tôi, chuyện trước đây không cần phải nói. Ha ha, chúng tôi không có hứng thú, anh không cần phải nói. Diệp Phàm khinh miệt đưa mắt nhìn Cái Lạc Đức một cái, nói thay Tề Thiên. Không phải chứ, hừ. Cái Lạc Đức cảm thấy thật sự mất mặt, câu lạc bộ Liên Hoàng không ngờ bị người ta khinh bỉ. Lão dùng tiếng Anh nói. Hừ, quanh mình lập tức lòe ra mười mấy người đàn ông vạm vỡ, một đám người trong tay đều cầm theo đao côn, thiết bổng này nọ, cầm súng nhưng thật ra không có. Xa xa trước một màn hình lớn. Hai năm người giơ chén rượu lên đang xem hình ảnh truyền đến. Đột nhiên một người trong đó mở to mắt chỉ phương viên phía sau Diệp Phàm nói. Bác Xế Lốt. Tôi muốn người này, ha ha, vài năm không thấy cuối cùng cũng ló đầu ra. Mạc Dã, người Trung Quốc trước kia anh nói chính là người này sao? Bác Xế Lốt vẻ mặt kỳ lạ lóe lên rồi biến mất. Y bia cái Mạc Dã là người đồng tính luyến ái, thường xuyên đóng giả ái nam ái nữ đi hôn môi một số người đàn ông mà y thích. Tuy nhiên cái Mạc Dã cũng rất thần bí, rốt cuộc y có phải là ái nam ái nữ không, Bác Xế Lốt cũng không muốn làm rõ ràng. Ba năm trước đây từ khi gặp Phương Viên, cái Mạc Dã vẫn lưu luyến không quên, đáng tiếc không tìm được Phương Viên. Có lẽ cái Mạc Dã đã thích người này. Ừ, tôi muốn, cầu người người tự đến, bắt sống người này cho ta. Cái Mạc Dã vươn ngón cái. 100.000 đô la Mỹ phải không? Trên mặt Bác Xế Lốt hiện lên tia vui sướng. Được. Cái Mạc Dã gật đầu, tuy nhiên trên mặt lóe lên một tia rồi biến mất nói. Nói như nãy. Người này nhất định phải bắt sống hơn nữa, không thể làm tổn thương một sợi tóc của y, nếu không anh đã biết thủ đoạn của cái Mạc Dã tôi. Mặc dù là anh lục phẩm quyền vương, tôi đều có cách cho anh sống không được, chết không xong hừ. Ha ha! Bác Xế Lốt cười đi ra khỏi phòng, đi thẳng đến chỗ của mấy người Diệp Phàm. Bác Xế Lốt vừa đi, cái Mạc Dã ở gian phòng bên cạnh hừ nói. Đinh Giáp, theo dõi nếu không được thì giết. Mấy bóng đen hiện lên sát vách phòng bên, cái Mạc Dã nở một nụ cười dữ tợn. Lẩm bẩm nói. Đấu đi, tốt thì cứ đấu đi. Bắt. Cái Lạc Đức giám đốc hừ nói. Hạ Hải Vĩ và Phương Viên xoay người ra, cùng với Tề Thiên ba người hình thành một tam giác. Lô Nguyệt tất nhiên cũng được Diệp Phàm kéo đến bên cạnh để bảo vệ. Hơn 10 thiết bổng lao xuống, Hạ Hải Vĩ, Phương Viên Tề Thiên quét một chân, lập tức có vài người ngã xuống. Ba người bên Tề Thiên công lực cao nhất, không ngờ một côn sắt đập xuống. Bên cạnh không ngừng có người ngã xuống. Tuy nhiên, câu lạc bộ Liên Hoàng tay đấm không ít, một người ngã xuống, lại có hai người bổ sung. Người đàn ông đứng bên cạnh giám đốc cái Lạc Đức liếc mắt nhìn Lô Nguyệt một cái, thấy Diệp Phàm lặng lặng như không muốn red eye, nhân cơ hội quét một đường côn định bắt Lô Nguyệt làm con tin để ép Tề Thiên vào khuôn khổ. Ha ha! Diệp Phàm thản nhiên cười. Côn sắt của người đàn ông đó chưa chạm đến người, đã bị Diệp Phàm một cước vào bụng, cả người giống như quả bóng cao su bay xa đến hơn 3 mét, nhằm thẳng vào người cái Lạc Đức. Diệp Phàm khá mạnh tay, đoạt côn sắt trên tay người đàn ông, nện lên người giám đốc cái Lạc Đức. A! À, cái Lạc Đức kêu lên một tiếng thảm thiết giống như heo bị chọc tiết, mặt đã bị côn sắt đậm một cái trắng bệch, đau đến nỗi không nói được tiếng nào. Đánh đánh! Lô Nguyệt cười hô to. Bên kia cũng truyền đến mấy âm thanh thình thịch, không lâu, Tề Thiên và Hạ Hải Vĩ quét châu thu chân gần chục người đàn ông ngã sấp. Gạo ánh sáng,
cũng loang loáng màu, hừ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng, không ngờ là giọng Trung Quốc rất mượt mà. Diệp Phàm quay đầu nhìn thấy một người đàn ông râu vạm vỡ ria xồm xoàm vẻ mặt lạnh lùng đang đi đến. Đi sau hắn Trần Quân trán đầy mồ hôi, ngã xuống đất giống như bị đau, xem ra bị người tấn công. Diệp Phàm tiến lên nâng Trần Quân lên hỏi. Có việc gì không? Không việc gì, bị đạp một cước vào bụng, mẹ nó, thiếu chút nữa nghẹn khí, chân kia rất nặng, giống như cương lũ, có Thái Sơn áp đỉnh tư thế. Người này có thể có thân thủ lục đẳng, Diệp ca, ngàn vạn lần cẩn thận. Trần Quân nhăn mặt nghiêm giọng nói. Chương 1080, Quyền Hoàng. Ừ. Diệp Phàm khinh miệt đưa mắt nhìn người đàn ông râu quai nón hử nói. Ông là ai? Vì sao vô cớ đánh bị thương bạn tôi? Ai, tôi là Park Selos, người Trung Quốc, các anh cút đi, để lại người kia là được. Park Selos rất tự đại, chỉ vào Phương Viên nhìn mấy người Diệp Phàm nói. Diệp Phàm không để ý đến hắn rất nhanh lấy lại khí lực, điều trị cho Trần Quân một chút, tốt hơn nhiều, Trần Quân đứng dậy được. Có phải đánh lén không? Diệp Phàm lại gần Trần Quân ân cần hỏi. Hẳn là không phải, đạp trong nháy mắt. Trần Quân thử chân nói. Ông muốn cậu ta làm gì? Diệp Phàm chỉ vào Phương Viên nói, nhưng thật ra lúc này rất hứng thú. Nhìn tư thế của người này, hẳn là cao thủ hội Hắc La, sao vừa lên tiếng đã đòi Phương Viên? Chẳng lẽ Phương Viên đúng là bị người của hội Hắc La đánh lén? Không nói lời vô nghĩa, không thì mời mọi người cùng ở lại. Các vị dám đến câu lạc bộ Liên Hoàng gây rối, chắc cũng đã nghe đến hội Hắc La. Park Selos nhìn Diệp Phàm vẻ mặt khinh miệt. Hội Hắc La là ai? Diệp Phàm đứng im, thản nhiên hỏi. Tề Thiên đã sớm đem ghế nhựa lại đây, Diệp Phàm đại mã kim đao ngồi xuống, răng rắc một tiếng, còn rút một cây xì gà Cuba, 10 phần giống xã hội đen Hồng Kông. Cút đi cho tao. Park Selos hiển nhiên không kiên nhẫn, nâng chân lên hướng Diệp Phàm, lực khá mạnh, chân lại to, chân nâng lên kéo theo tiếng không khí nghe khá là dọa người. Hạ Hải Vĩ, Tề Thiên, Lô Vĩ đứng bên cạnh vẻ mặt lo lắng, Lô Nguyệt thì có chút run. Hừ, so sánh với thần chân Nam Hải, thì chân người này kém xa. Diệp Phàm khinh thường hừ một tiếng, thiết quyền nhằm vào bàn chân Park Selos đập một cái. Diệp Phàm ra quyền này nhìn qua không nhiều tư thế, Park Selos lộ ý cười châm chọc. Ba, một âm thanh khá vang, Park Selos chưa kịp phản ứng, bị người đối diện va chạm một cỗ mạnh mẽ. Lùi 4 bước liên tục cơ thể mới có thể đứng vững. Vẻ mặt hiển nhiên kinh ngạc và nghiêm trọng, thằng nhãi này không dám có động tác nữa, nhưng thật ra cẩn thận quan sát Diệp Phàm. Thật ra thằng nhãi này trúng mưu của Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này dùng chính là khai bi thủ của nhà họ Lô, Lô Nguyệt hình như nhận ra, kinh ngạc há to miệng, thắc mắc không biết tại sao Diệp Phàm lại có võ công nhà họ Lô, còn tưởng là Lô Vĩ truyền nhưng không có khả năng, Lô Vĩ chưa được trưởng lão cho phép. Không có khả năng truyền công phu cho Diệp Phàm. Còn Tề Thiên và Lô Vĩ thì trên miệng mỉm cười, chờ xem Diệp Phàm dẹp xác quỷ kia như thế nào. Tốt, tốt, đến đây thêm mấy chân. Park Selos phẫn nộ, dũng mãnh chạy lấy đà, nhảy lên cao đến vài mét, từ trên cao ra chân thế, nhắm thẳng mặt Diệp Phàm bên dưới mà đá. Bởi vì lần này mất mặt hơi nhiều, bởi vì từ trước đến nay lão đều cho mình là cao thủ bậc nhất của hội Hắc La. Không thể tưởng tượng được có một người thanh niên đông phương bản lĩnh như thế. Một quyền đánh ra, không thua bàn chân như sắt của mình tí nào. Tới đây, tốt, thật sự có tài. Diệp Phàm kêu lên một tiếng nhỏ, cất bước, sử dụng khinh thân để túng thuật, nhảy lên so với Park Selos còn cao hơn nửa mét, vừa đúng trên đầu ông ta. Diệp Phàm nặng nề đi xuống, Park Selos trên không không thể linh hoạt né tránh, trơ mắt nhìn Diệp Phàm nặng nề từ trên xuống nhắm nát mặt mình. Diệp Phàm tính toán rất chuẩn, một cước này, giữa lỗ mũi Park Selos lập tức máu mũi tứ tung, lỗ mũi sụp xuống, chắc chắn là đứt cốt mũi. Hơn nữa, còn tùy thế xuống, môi cũng bị mũi dày nhọn của Diệp Phàm đá một cái, tuy là giày thể thao không cứng bằng gầy da, nhưng Diệp Phàm mạnh mẽ đá, mồm miệng vẫn phải sưng lên. Miệng chư, lão kêu lên đau đớn, bốc một tiếng rơi xuống, Diệp Phàm đặt chân lên không thể nhúc nhích. Trần Quân trợn mắt. Vừa rồi Park Selos đá một cái thiếu chút nữa phá hỏng bụng mình, không thể tưởng được mới mấy phút đã bị Diệp Phàm đá mấy cước thành đầu heo. Bản lĩnh của anh Diệp, Trần Quân không dám suy nghĩ. Lô Nguyệt cũng trợn tròn mắt,
liếc trộm Diệp Phàm chằm chằm. Mặt ứng đỏ, đây hẳn là thiếu nữ đang yêu đối xử với hoàng tử của mình. Nói, vì sao lại chỉ tên vị kia? Diệp Phàm hung hăng hỏi, lòng bàn chân cũng dùng lực, phát ra âm thanh răng rắc. Bố muốn ai thì là người đấy. Bác Xế Lốt thân thể cường tráng. Mang đi, nơi này không nên ở lâu. Diệp Phàm hừ chân dùng một chút lực, sau mấy tiếng răng rắc, chặt đứt một cánh tay của Bác Xế Lốt. Tề Thiên và Hạ Hải Vĩ chạy đến. Mọi người cùng đi ra, Trần Quân đi trước dẹp đường, Diệp Phàm và Lô Nguyệt cùng với Lô Vĩ đi phía sau cản đường. Còn muốn chạy, lên trời không có đường xuống đất không có cửa. Một giọng nói vang lên, từ cửa đạn bay lả tả, mấy bóng đen chùm đầu như chơi trò phi tiêu. Nhìn qua thì toàn hướng vào mấy người Tề Thiên. Mấy thứ đồ chơi của trẻ con khoe khoang cái gì? Diệp Phàm hừ một tiếng, toàn thể nằm xuống, tùy thế dùng một chút lực, tiểu lý đao như ảo ánh bình thường chợt lóe lên, mấy phi tiêu đều bị đao đâm cho rơi xuống đất. Tuy nhiên, người cũng bị ngăn lại. Từ cửa xuất hiện 20 người mặc quần áo đen, trước ngực có một đóa hoa thực dược, dấu hiệu là người đàn ông ác, toàn bộ vây quanh mấy người Diệp Phàm. Ba ba. Liên tiếp tiếng vỗ tay trong trẻo truyền đến, một giọng nói vang lên, người đi vào là một người trung niên, dáng người vừa phải, trên tay xăm một hình con bộ cạp ghê tởm. Phương Viên vừa nhìn thấy người này kêu lên. Ông chính là kẻ PD đó. Là hắn đúng không? Diệp Phàm liếc mắt nhìn người thanh niên kia một cái hử nói. Chắc chắn là hắn, đốt thành cho tôi cũng nhận ra hắn. Lúc đó hắn mặc quần tam giác, lạ nhất là ngực hình như rất trống, hôm nay bộ ngực cũng không nhỏ. Phương Viên thận trọng gật đầu. Ha ha, 3 năm trước đây chúng ta đã quen biết, hiện tại vừa gặp hưu duyên quá. Người này cười khan vài tiếng, nói. Tự giới thiệu một chút, tôi là cái Mạc Giã, hội Hắc La là của tôi thành lập. Đừng tưởng tôi không biết, vài năm trước cậu đến Thái Lan, tìm cái Đinh Giáp. Tuy nhiên hắn còn gọi là Đỗ Phong ở thành phố Phổ Hải, người nhà họ Đỗ. Trong tay y có đồ vật này nọ mà các anh hứng thú. Ha ha, cái Mạc Giã, tôi cuối cùng cũng hiểu, ông gọi là cái Mạc Giã, tên thật vốn là Baker Darling có phải không? Hơn nữa, thân phận của ông là một trong những thành viên của tổ chức Lam Sơn của anh. Các ông tiếp xúc Đỗ Phong đơn giản muốn có vật trong tay anh ta. Phương Viên đột nhiên mỉm cười, chuyện lâu nay không hiểu lập tức đã nghĩ ra. Năm đó tổ đặc nhiệm A Gia Quân đến Thái Lan bắt Đỗ Phong, bởi vì Đỗ Phong là một trong những người tranh vị trí cầm lái họ Đỗ với Đỗ Tử Nguyệt. Đỗ Phong thật ra là chú của Đỗ Tử Nguyệt, y không cam lòng nhìn cháu mình nắm trong tay họ Đỗ cho nên mới nghĩ ra cách. Đó là lẻn vào viện nghiên cứu bí mật của nhà nước lấy đi một bản đồ quan trọng. Nghe nói có liên quan đến đạn hạt nhân và các thiết bị tinh vi. Đỗ Phong định đem việc này làm bẩn cháu Đỗ Tử Nguyệt, nào biết người tính không bằng trời tính, vài người theo dõi Đỗ Phong đều phá bỏ, còn lại tổ khoa học năng lượng của tổ đặc nhiệm A không bị phát hiện, câu họ một ít do Đỗ Phong gây nên. Thiết bị mô phỏng, cùng với công cụ nhận dạng đặc biệt của tổ đặc nhiệm A phân biệt đó chính là Đỗ Phong. Đỗ Phong đành phải chạy trốn, vẫn bị đuổi đến Thái Lan. Mà tổ hành động đặc biệt của tổ chức Lam Sơn Anh cũng muốn bản vẽ này, nhận được tin tức đã bảo cái Mạc Giã ra mặt, thu phục Đỗ Phong. Thật ra, cái Mạc Giã cũng không phải người của tổ chức Lam Sơn, quan hệ hai bên chỉ là hợp tác đồng bọn, cái Mạc Giã làm vì tiền, mỗi lần có tin tức tình báo quan trọng đều đổi lấy tiền. Huống chi, cái Mạc Giã cũng chỉ là kinh doanh đơn thuần, chỉ cần có tiền, cái gì của quốc gia y đều đồng ý bán. Nói trắng ra là người buôn bán tin tức tình báo. Tuy nhiên, Đỗ Phong không phải là xảo quyệt bình thường, vẫn không chịu lộ là một chút tin tức nào về bản vẽ. Hôm nay, cái Mạc Giã dự định cho Đỗ Phong và Bác Xế Lốt lưỡng bại câu thương, do đó ngồi làm ngư ông đắc lợi, mà Phương Viên thành nhóm đối tượng. Ha ha, thông minh, nhìn cách ăn mặc cũng đoán được, không tồi, có con mắt. Cái Mạc Giã cười to nói, nắm chắc rằng thân phận của y không bị lộ. Tuy nhiên, người của tổ chức LM Sơn cái gì tôi không hiểu. Bản thân chỉ là cái Mạc Giã, còn Baker Darling chỉ là tên nước ngoài nhất thời hứng khởi nhận thôi. Ông chính là người hạ độc tôi. Phương Viên có vẻ hơi vội, nhìn chằm chằm cái Mạc Giã. No, điểm này cậu đoán sai. Không phải tôi, là một người khác. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn theo tôi sẽ giúp cậu giải độc. Cái Mạc Giã hắng giọng cười nói, nhìn mấy người Phương Viên như chim nhỏ trong lồng.
thực ra trước đó cái Mạc Dã cũng không rõ thân phận đích thực của Phương Viên. Ngày đó tiếp cận Phương Viên chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Bởi vì cái Mạc Dã là người đồng tính luyến ái, ngày đó y giả trang ái nam ái nữ vui chơi đột nhiên thấy Phương Viên. Nhất thời thích, muốn tiếp cận anh ta chơi chơi. Sau phát sinh sự việc, trong lúc vô tình mới phát hiện cái gì đó. Đoán Phương Viên có thể là nhân viên tổ chức bí mật của Trung Quốc. Đáng tiếc chính là lúc đó thuốc thay đổi diện mạo tổ đặc nhiệm A không còn pha chế nữa, nếu không hôm nay y hẳn cũng không nhận ra Phương Viên. Hơn nữa, cái Mạc Dã thích Phương Viên như vậy, y bắt Phương Viên cũng không phải vì đất nước mà thuần túy là vì chữ thích. Nếu Phương Viên hiểu được mục đích thật sự của cái Mạc Dã, không biết có buồn nôn đến chết không? Cái Mạc Dã, hội Hắc La là uy phong nhưng trong mắt tôi, chỉ là một tổ chức mục nát mà thôi. Diệp Phàm vừa lên tiếng. Chương 1081, người nhà họ Đỗ ở Phổ Hải. Cái Mạc Dã ngược lại cũng không tức giận, thản nhiên nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Có chút bản lĩnh, người trẻ tuổi đừng tự cao đến mức nghĩ thiên hạ là của cậu. Tuy là cậu có thể đáng ngã Bắc Xế Lốt ngũ đoạn đỉnh bậc, theo như người Trung Quốc cậu đánh giá thì cậu nhiều nhất cúng thân thủ lục đẳng. Hôm nay tôi xem cậu thế nào, cái gì mới gọi là cao thủ chân chính. Vị kia vừa rồi nói ra Đỗ Phong hẳn cậu cũng đã nghe nói nhà họ Đỗ ở Phổ Hải Đỗ Tử Nguyệt. Một trong bốn người nổi tiếng Trung Quốc, không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài danh tiếng cũng không nhỏ. Đây chính là Đỗ Phong, ha ha, chính là tầng trên của Đỗ Tử Nguyệt. Cái Mạc Dã nói xong, lập tứ nhìn Đỗ Phong cười nói. Bắt thằng nhóc kia lại, làm bị thương thằng nhóc này, $1 triệu không thiếu một đồng. Những người khác, theo tôi tiến lên, chúng ta thỉnh hưng anh hùng, chỉ cần có thể bắt, chính là anh hùng. Thằng nhóc kia chính là nói Phương Viên, thằng nhóc này là nói về Diệp Phàm. Cái Mạc Dã cười, 20 người công lực không kém của hội Hắc La toàn bộ chộp lấy đao và trường côn đánh đến. Tình hình lập tức thành hỗn loạn. Diệp Phàm 10 phần cước dẫm lên, Bác Xế Lốt kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi lập tức phun ra. Bởi vì ngực hắn và hai đù đã bị Diệp Phàm hung hăng đạp vỡ. Sau này có đứng lên được có lẽ cũng giống như Lý Thiết Quải. Đây đương nhiên là giải quyết một người. Tiếp theo, Diệp Phàm bước một bước dài, đến trước mặt Đỗ Phong, hai người thình thịch gánh tam châm, toàn bộ gian phòng rung lên bần bật. Cảm giác chân lực trên người Đỗ Phong phát ra sơ với nhất thần cước Nam Hải còn mạnh hơn một ít, Diệp Phàm rất kinh ngạc, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Đây là người nhà họ Đỗ đi ra Đỗ Phong, xem ra là một trong những đối thủ mạnh nhất mình gặp phải. Hẳn là có thất đẳng trình tự thứ hai, cũng chính là bậc thân thủ tiệt lưu. Còn người áo đen Đỗ Phong, sắc mặt càng khó nhìn. Ban đầu có vẻ khinh thị Diệp Phàm, cho rằng hắn tuy có thân thủ lục đẳng, so với mình thất đẳng kém xa. Bắt thằng nhóc này không cần phí nhiều sức lực, không thể tưởng tượng được khi trên đùi đối phương truyền đến kinh lực trầm ổn, dường như kéo dài không dứt. Thật ra, Diệp Phàm dùng gần 3 kinh lực mà Đỗ Phong cũng dùng 8 phần kinh lực. Đang không ngừng tôi luyện và đối kháng, hơn nữa trải chia trận chiến với gia tộc Câu Trần Nam Hải, cảnh giới đã ổn định ở thất đẳng đỉnh tầng, cách cảnh giới bát đẳng cũng không xa. Chỉ điều kém một cơ hội đột phá thôi. Tuy nhiên, Diệp Phàm nhìn quanh mình khóe miệng không khỏi co giật vài cái, thấy cái Mạc Dã đã nhập bầy sói, mấy quyền mấy chân xuống dưới, những người công lực cao nhất như Trần Quân và Lô Vĩ đã sớm thở hồng hộc, giống như đã không chịu nổi. Mà Tề Thiên và Hạ Hải Vĩ với Lô Nguyệt cứ việc dũng mãnh nhưng như kiến cắn voi. Một tay đâm của hội Hắc La dường như không phải là đối thủ của ba người. Tuy nhiên bọn họ cũng có thân thủ nhị đẳng đỉnh bậc, 7-8 người vây công mô tọ. Lão Hạ và Tề Thiên bọn họ còn có chút luống cuống chân tay. Không thể tiếp tục như thế, phía mình rất bất lợi. Diệp Phàm chờ cơ hội, thừa dịp Đỗ Phong chưa chuẩn bị, nghiêng người làm một hồi quét chân cái Mạc Dã không kịp phòng bị, thân mình bay xa 5 mét vào tường. Đau đến nỗi nước mắt nước mũi của thằng nhóc này chảy hết ra, tạm thời phải dừng lại, cũng cho mấy người Trần Quân có cơ hội. Giết! Đỗ Phong hô to một tiếng, một thiết bổng từ trên không hướng xuống người Diệp Phàm. Hừ, Diệp Phàm không chậm trễ, tùy tay đá một cước vào đoạt lấy một thiết bổng to trong tay một người hội Hắc La đánh đi lên. Loảng xoảng một tiếng vang lên. Lần này Đỗ Phong thua ngầm, bởi vì Diệp Phàm chơi dương. Ngầm đem tiểu đao phi ra ngoài, trực tiếp đánh lên cổ tay Đỗ Phong, máu tươi ứa ra. Cổ tay Đỗ Phong bị thương, đau nên thiết bổng đang khống chế sức cũng yếu đi không ít.
Hơn nữa Diệp Phàm là dùng toàn lực đánh tới, khi hai bổng chạm vào nhau, Đỗ Phong cảm giác ù ù bên tai, một ngụm máu tươi trào ra, cả người lùi lại 5 bước mới đứng vững được. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Không thể tưởng tượng được cậu cũng thất đẳng, điều này sao có thể? Đỗ Phong lẩm bẩm nói, Diệp Phàm rất trẻ tuổi, thật sự làm người ta khó tin. Thất đẳng, mấy người Lô Vĩ Phương Viên tuy đang đánh nhau, nhưng nghe thấy, nhất thời không thể hình dung được. Hơn nữa, đương nhiên là khiếp sợ và mừng như điên, có một lão đại như vậy che chở, có thể đi cả thế giới. Mọi việc đều có khả năng, Đỗ Phong xin chào ngài cũng là người Trung Quốc, như thế nào có thể làm hán gian? Diệp Phàm đột nhiên quát, lấy hóa âm mê thuật nói ra. Quả nhiên hiệu quả. Đỗ Phong hơi sửng sốt, chợt phản ứng lại, quát. Mẹ kiếp, ông đây không phải là hán gian, mặc dù là khi Nhật Bản hoành hành ở Thượng Hải, tổ tiên của ông đây cũng là chí sĩ ái quốc Đỗ Nguyệt Xanh. Ha ha, tổ tiên Đỗ Nguyệt Xanh của ông là bá chủ, kiêu hùng trong xã hội cũ, khen chê đối với ông ấy không giống nhau. Mỗi người một quan điểm mà thôi. Còn ông lấy bí mật quân sự của đất nước bán lấy tiền, đấy không phải hành vi hán gian thì là gì? Diệp Phàm khí thế đang cao chất vấn tiếp. Mẹ kiếp, bố không bán nước, tin tình báo kia tôi không bán, đốt nó cũng không để nước ngoài hủy. Đỗ Phong cảm giác nóng mặt cãi lại. Được tôi thừa nhận ông không phải hán gian, vậy ông đứng sang một bên đi, việc này hôm nay không liên quan đến ông. Chỉ cần ông đem việc ông làm trả cho nhà nước, chuyện cũ trước kia bỏ qua. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái Mạc Can vừa thấy Diệp Phàm và Đỗ Phong hình như đang bàn bạc cái gì, sự có thay đổi phiền phức, đưa mắt nhìn, 4 người công lực mạnh lao vào Diệp Phàm. Tới đây, cầu ngoại quốc. Diệp Phàm gầm lên giận dữ, chút giận xuống thiết bổng, vừa lật ngang quét tới, máu tươi văng ra khắp nơi. Rơi xuống mấy cánh tay, chân gãy đầy máu. Chết nhưng không phải chết không có gì khác lắm. Hừ, không khác gì lừa trẻ 3 tuổi, cậu là ai? Cậu có năng lực gì có thể giải quyết việc này? Hơn nữa, đây cũng là 2 ký hiệu. Hôm nay cậu nói gì cũng vô dụng, cậu nhóc, đừng tưởng cái Mạc dã dễ bắt nạt, y còn có chuẩn bị phía sau. Nói thật với cậu, y còn có cao thủ chưa xuất hiện, công lực không khác gì tôi, nghĩ lại người cậu mang đến, xem ra không trở về được, ha ha. Đỗ Phong cười to, thì một người khổng lồ vọt tiến vào, một quyền đánh cho Hạ Hải Vĩ phun cuồng huyết, một đá làm cho Trần Quân bay 6 mét. Diệp Phàm vội vàng phi thân đá hạ, 2 người thối lui mấy bước mới đứng vững. Thấy người này thật sự lớn, phỏng chừng cao đến 2 mét. Đùi to như 2 cái thùng, cánh tay to hơn cả đùi mình, lõa lổ trên thân lông ngực dài nửa thước, giống như thần nông trong truyền thuyết. Thu hồi! Diệp Phàm giống to một tiếng, Hạ Hải Vĩ, Tề Thiên, Lô Nguyệt Trần Quân, Lô Vĩ 5 người bỏ mệnh chạy đến, toàn bộ đứng sau Diệp Phàm. Cái lãng, làm tốt lắm! Cái Mạc Dã giơ ngón tay cái lên. Cái lãng là người Thái Lan, cái Mạc Dã dùng số tiền lớn mới trở thành thành viên hội Hắc La. Công lực đạt đến thất đẳng tầng thứ nhất. Vì bồi dưỡng cái lãng cái Mạc Dã không tiếc tiền dược vật và giáo luyện. Dưới sự kích thích của thuốc, cái lãng công lực có thể đạt đến thất đẳng trình tự thứ 3 đương nhiên đây là nói dối. Qua chiến đấu người cũng có tổn thương, thật ra chính là thể lực cạn kiệt, mang đến hậu quả nghiêm trọng. Ông em, chuyện hôm nay cao giá. Hạ Hải Vĩ vẻ mặt cười khổ tình thế rõ ràng bất lợi cho bên mình. Đừng nóng vội, chúng ta sẽ thẳng. Diệp Phàm vẫn bình tĩnh, làm Tề Thiên và Hạ Hải Vĩ trong lòng buồn bực, không biết đại ca nắm chắc thế từ cái gì. Đại ca, tôi thấy mọi người vẫn đang có lợi thằng nhóc này hơi đâm tay. Cái lãng chỉ vào Diệp Phàm nói với cái Mạc Dã. Đương nhiên, trừ người kia thì những người khác sống chết không cần để ý. Cái Mạc Dã mỉm cười ý nói để lại Phương Viên. Hình ảnh hỗn chiến lại bắt đầu. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng sinh ra độc ác thủ đoạn vừa ra. Liên thanh trầm đục đi qua, ngầm lập tức ngã xuống một mảnh, Đỗ Phong biến sắc hô lớn. Thằng nhóc có ám khí, toàn bộ nằm xuống. Tuy nhiên quá muộn, Diệp Phàm ra tay đợt sóng thứ 2, có đến 10 người nằm xuống 6. Cậu nhóc, chơi ám khí phải không? Bắn! Cái Mạc Dã cười lạnh một tiếng. Trên trần nhà đột nhiên nhìn thấy chi chít súng trường bắn tỉa, viên đạn lập tức bắn ra. Lão Trần hành động, những người khác toàn bộ nằm sấp xuống. Diệp Phàm hô lên một tiếng. Xích! Đèn trong phòng tắt, không lâu sau truyền đến tiếng ba ba, và tiếng người lăn. Hừ có súng dùng súng,
không có thì đến thiết đồng mục nát cũng dùng. Một lời nói vang lên, đèn lại sáng. Tuy nhiên, có vài người áo đen bị súng trường bắt dập nát. Về phần người nói không thấy bóng, tất nhiên là quân bài chưa lật của Diệp Phàm, ông lão Trần Khiếu Thiên. Mà mấy người Diệp Phàm cũng đã chạy ra ngoài, rút lui. Tuy nhiên, cái Mạc Dã thật sự là không chén đèn cạn dầu, không hiểu y dùng biện pháp gì, vẫn đuổi theo Diệp Phàm. Đuổi theo đến một sườn núi rằng co. Muốn chạy thì cái Mạc Dã tôi còn lăn lộn cái gì? Cái Mạc Dã cười gượng. Cái Mạc Dã, hôm nay rừng cây này chính là một của ông. Lô Nguyệt phát ra tín hiệu, Lô Phương Đông mang theo mấy người áo đen, vây quanh lại. Một trận hỗn chiến Diệp Phàm vì có mắt ưng tai rơi, thính giác và ánh mắt siêu cường. Mấy tay súng của cái Mạc Dã đều bị Diệp Phàm dùng phi đao giải quyết. Đã không có súng, cái Mạc Dã giống như con rắn bị rút răng nọc, chống lại đám người Diệp Phàm hung hăng tấn công. Cái Mạc Dã bên kia có Đỗ Phong và người khổng lồ, Diệp Phàm phi một cánh bay lên, như chim, một cước đạp vào gốc cây to, lập tức bay cao ba thước, từ trên không hướng trên người Đỗ Phong. Hừ! Đỗ Phong hừ lạnh một tiếng, nghiêng người 360 độ, cố tránh cú tấn công của Diệp Phàm. Tuy nhiên đột nhiên cảm giác bắp chân đau đớn, chân lập tức mềm nhũn, cả người phải dựa vào cây. Chương 1082, Cường Phục. Việc này, đương nhiên là Diệp Phàm âm thầm hạ thủ, trong tối sử dụng lạc bảo tiền, đồng tiền này thật ra càng làm càng thuận tay, tất nhiên khống chế thành thạo. Diệp Phàm đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, một chân, đạp trên người Đỗ Phong, lập tức rắc một tiếng một nhánh cây đứt. Tuy nhiên cả người Đỗ Phong rõ ràng bị Diệp Phàm dâm lên theo thân cây rơi thẳng xuống đất. Cước này gần 2.000 kinh lực, Đỗ Phong mặc dù là tay già đời cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, Đỗ Phong dù sao cũng là người của nhà họ Đỗ ở thành phố Phổ Hải, thân thủ tuy ớt nhiên không yếu, hơn nữa, kinh nghiệm rất phong phú. Thấy mình sẽ rơi xuống đất, cơ thể ông ta giống như rắn không có xương cốt, uốn lượn đùa giỡn như tạp kỹ, cả người quấn quanh cây đại thụ. Diệp Phàm chân vừa mới thu về, Đỗ PSNG hướng lòng bàn tiếp theo lấy ra một hồi nước đen như mực từ giày rút ra hung hăng hướng về phía đùi Diệp Phàm. Bỗng két một cái. Diệp Phàm trốn tránh không kịp, cảm giác đùi nóng bỏng một hồi, ống quần lập tức tung ra. Thật sự có tài. Diệp Phàm tùy thế đạp một cái lên cây, đứng dưới lạnh lùng nói. Lúc này cũng không kịp kiểm tra vết thương ở đùi. Cậu cũng không tồi. Đỗ Phong hướng về phía trước cọ sát. Ngồi trên nhánh cây, sờ sờ bắp chân, tay đầy máu. Vừa rồi cậu dùng ám khí gì? Đỗ Phong sắc mặt có chút nhục nhã, phải biết rằng y chỉ dùng ám khí để ám hại mọi người. Bên hông quấn quít mấy phi tiêu, đầu ngón út vẽ tinh tế, mỏng như tờ giấy. Đây là đồ chơi bảo mệnh của Đỗ Phong, bất cứ lúc nào cũng ở trên người. Hơn nữa còn làm bao đựng giống như người lính mang súng bên người. Phi tiêu này, bình thường dùng ở giai đoạn cuối để bảo toàn tính mạng. Cũng vậy, vừa rồi không phải ông cũng dùng rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, tuy nhiên, bất cứ lúc nào cũng cảnh giác, quét mắt nhìn một cái, hiện Trần Khiếu Thiên trổ hết tài năng, thường thường một quyền nhất chân đi xuống, đánh gục người kế tiếp, hoặc người nào đó bị ông ấy đã bay đi mấy mét, âm thanh thình thịch vang lên, tiếng người kêu rên thảm thiết, còn có cả âm thanh xương gãy. Mà Hạ Hải Vĩ hình như rất thích thú, bởi vì anh ta dáng người to cao, gần đây Diệp Phàm đã đốc thúc. Đột phá đến tam đẳng khai nguyên. Anh ta biết sức mạnh của mình, chỉ nhặt một số yếu để ra tay, Diệp Phàm nhìn thấy anh ta vừa đạp vào một người áo đen, hự một tiếng người áo đen bay vào gốc cây lăn trên mặt đất không kêu được tiếng nào. Cái Mạc Dã sắc mặt khá nhục nhã, giống như vận mệnh nghiêng về một phía. Thằng nhãi này thừa dịp người ta chưa chuẩn bị trộm lấy trong giày ra một vậy khẩu súng lục, nhằm vào Lô Vĩ. Tuy nhiên bụp một tiếng, súng lục không ngờ tự động bay đi. Tay cái Mạc Dã đầy máu, tất nhiên là bút tích của Diệp Phàm. Bên kia Trần Khiếu Thiên cũng hiện, tức giận hét lớn một tiếng, lấy bên cạnh một cây bổng to, nhấc bổng nện xuống, cái Mạc Dã trốn không kịp, bắp chân bị bổng đập xuống, lập tức. Đỗ Phong biết tình hình này không xong, vẻ mặt biến đổi không ngừng. Đỗ Phong, tôi biết ông và Đỗ Tử Nguyệt có mâu thuẫn, tôi có thể ra mặt giúp ông điều đình. Diệp Phàm, mâu thuẫn của chúng tôi không thể điều đình. Đỗ Tử Nguyệt là thằng nhóc khốn khiếp quá độc ác, gia sản của nhà họ Đỗ là cha ta lấy được, dựa vào cái gì mà y chiếm đi 6 phần. Tôi chỉ được 1 phần. Nói về thân thủ, tôi có thể kém y. Thằng nhóc đó ngoài mặt trượng nghĩa, thực ra là độc ác.
không ngờ liên hợp mấy cao thủ vây tôi. Cả lãnh đạo cục công an thành phố Phổ Hải cũng bị y mua chuộc, làm tôi là tội phạm giết người bị truy nã, đời này, tôi chưa từng giết ai. Đỗ Phong tức giận kêu lên. Cho nên, ông lấy bản vẽ bí mật của nhà nước, chính là muốn đánh lén Đỗ Tử Nguyệt, thứ hai trong lòng ông có hận với đất nước đúng không? Diệp Phàm hỏi. Hận, tôi còn hận nhiều nữa. Thói đời rất bất công, tôi dốc nhiều sức lực, nhưng được rất ít. Tôi không phạm pháp, nhưng đất nước phạm cái gì phạm tội không bắt, ngược lại bắt tôi không phạm tội. Cục công an thành phố Phổ Hải kia giống như âm hồn, vẫn truy đuổi tôi cùng đường, đây là đạo lý gì? Đỗ Phong trong lòng đầy thù hận, lấy tay đánh mạnh vào gốc cây, trong lòng bất mãn. Ông có thể thông qua con đường chính quy nhờ tòa án giải quyết tranh chấp tài sản giữa ông và Đỗ Tử Nguyệt. Cũng không phải dùng con đường cực đoan này. Với thân thủ của ông, chỗ nào không thể kiếm cơm? Diệp Phàm hỏi. Tất cả đều là khốn kiếp, con đường chính quy có tác dụng tôi lại còn phải đi trốn chật vật vậy sao? Đỗ Tử Nguyệt nắm giữ mạch máu kinh tế của nhà họ Đỗ y có nhiều tiền luật sư nào không thể mời đến. Một phần tài sản chia cho tôi cũng bị y phong tỏa, cậu bảo tôi lấy gì để đấu lại y. Vợ con của tôi, hiện tại chắc cũng bị y đánh lén thù này, chắc chắn không thể thôi như vậy. Tôi còn là người sao? Đỗ Phong có chút điên cuồng. Vợ con của ông hiện tại vẫn khỏe, nhà nước bảo vệ bọn họ, điểm này ông không cần lo lắng. Diệp Phàm nói. Không cần gạt ta, nhà nước đều bị y mua chuộc, nói lời này chỉ là lừa dối. Đỗ Phong cười châm chọc nói. Không tin phải không, bởi vì ông lấy bản vẽ 940, nhà nước vì lấy lại bản vẽ, cho nên trước sau bảo vệ tốt người nhà ông. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Bảo vệ, hai chữ này đặt trong dấu ngoặc kép đi. Đơn giản là áp giải người nhà tôi làm con tin đúng không? Cậu nói có đúng không? Đỗ Phong quát. Ông nói như vậy cũng đúng, tuy nhiên hiện tại ông không có con đường lựa chọn, phải lấy bản vẽ ra đổi lấy vợ con, theo tôi trở về. Tôi thật ra có thể nghĩ đến ông để dàn xếp một chút, về phần tranh gia sản nhà họ Đỗ tôi có thể ra mặt để lấy phần của ông về. Đương nhiên việc này còn do ông muốn mới được. Diệp Phàm đột nhiên ngang ngược nói. Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cậu, cậu làm đến chức vụ gì, không bắt giữ phó cục trưởng thường trực cục công an Phổ Hải, người ta đường đường là lãnh đạo cấp giám đốc sở, ha ha. Đỗ Phong đột nhiên mỉm cười. Chính y nhận tiền của Đỗ Tử Nguyệt đúng không? Diệp Phàm giật mình lạnh lùng hỏi. Chắc chắn, nếu không dựa vào cái gì cục công an thành phố Phổ Hải cử nhiều đặc công và cảnh sát hình sự theo dõi tôi, nếu không làm tôi tức giận tôi sao lấy trộm bản vẽ, đây là các anh ép tôi. Là nhà nước ép tôi. Đỗ Phong lại hét to. Nếu lời ông nói là thật, tôi sẽ điều tra rõ, nói vậy thì nhà nước có tổ chức bí mật hẳn ông đã biết, không cần nói là bắt một phó cục trưởng cục công an thành phố Phổ Hải, bắt cục trưởng cũng không vấn đề gì. Việc này, ông nghĩ đi, nếu tin tưởng tôi thì phối hợp với tôi bắt cái Mạc Dã, chúng tôi có thể tính để lập công. Về chuyện lấy trộm bản vẽ, đều có biện pháp giải quyết, bởi vì, ông là một người có bản lĩnh, nhà nước cần người như ông. Đây là một con đường, còn một con đường là ngoan cố chống lại. Tuy nhiên thân thủ của tôi chắc ông cũng đã biết. Bắt ông chắc chắn không thành vấn đề, nếu thế thì đi tù, vợ con ly tán. Đó chính là do ông lựa chọn. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, lấy trong cặp ra một quyển giấy chứng nhận ném qua. Đỗ Phong chần chừ một chút, né mình tránh, chủ yếu là sợ Diệp Phàm ném ra ám khí, giấy chứng nhận kia không nổ tung mới là không có gì nguy hiểm, mới nhặt lên. Diệp Phàm ngược lại lui ra phía sau vài bước để Đỗ Phong kiểm tra thực hư một chút. Phó trưởng ban quân vụ Bộ Tổng Tham mưu Diệp Phàm, đây là thật hay giả, Bộ Tổng Tham mưu tôi đã nghe nói qua, ban quân vụ là làm gì? Hẳn là cơ cấu bí mật. Đỗ Phong trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Nếu cậu có thể chứng minh vợ con tôi còn sống, tôi có thể suy nghĩ. Thái độ của Đỗ Phong có chút mềm hơn, trong khoảng thời gian này trốn chết. Cũng khiến cho y mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Điều này được sau khi thu thập hoàn toàn cái Mạc Dã mới có thể, lúc này đánh lung tung lộn xộn cũng không có cách nào liên lạc. Diệp Phàm đưa mắt nhìn chiến trường một vòng nói. Được, tôi có thể giúp cậu thu thập cái Mạc Dã, tuy nhiên, cậu ngàn vạn lần đừng gạt ta, trên người tôi có trang bị bom, bất cứ lúc nào cũng có thể cũng bản vẽ đi. Đỗ Phong cắn chặt răng gật đầu. Đỗ Phong đương nhiên thông minh, hắn biết. Nếu không đồng ý thì vào nhà tù, nếu đồng ý có thể nhìn thấy vợ con, ngồi tù ít nhất còn sống.
Trước mắt người thanh niên này thực lực cũng quá dũng mãnh, nếu lão nhân bên kia sau khi thu phục hoàn toàn cái Mạc Dã đến đây hai người cùng đánh, thì mình không có khả năng thoát được. Có Đỗ Phong gia nhập, bên cái Mạc Dã vận mệnh nghiêng về một phía. Không lâu thu thập xong rồi, đương nhiên, Diệp Phàm coi như nhân từ, tất cả mọi người đều đánh cho tàn phế kiểm tra lại không chết một ai. Mấy người ép cái Mạc Dã lập tức bỏ chạy. Không lây thì tới một tầng hầm. Diệp Phàm, nơi này sợ không an toàn, phải nghĩ cách nhanh chóng rời Bangkok mới được. Hạ Hải Vĩ sắc mặt nghiêm trọng. Cái Mạc Dã nghe nói gia tộc khá đáng sợ, nếu người nhà y biết y mất tích, có thể toàn bộ Thái Lan đều lộn tung lên. Ừ, chúng ta không thể để liên lụy đến nhà họ Lô, bọn họ là người làm ăn, còn phải kinh doanh ở Thái Lan. Tuy nhiên, hội Hắc La hẳn là có đối đầu, chúng ta tìm cớ công bố ra ngoài, để trở thành bang phái đấu đá mới được. Diệp Phàm nói, quay sang Lô Phương Đông hỏi rõ tình hình. Lô Phương Đông nói việc này để anh ta sắp xếp, bởi vì hội Hắc La chính là oan gia của đội Lang Vương, hai bang hội này thường xuyên kéo bè kéo lũ đánh nhau. Việc này, cũng không có gì bí mật, tin tưởng là Lô Phương Đông có thể làm tốt hết. Diệp Phàm xuống đất lập tức lấy điện thoại gọi cho Trấn Đông Hải, nói rõ chuyện bên này. Làm tốt lắm, nếu Đỗ Phong đồng ý dốc sức vì tổ chúng ta, chuyện cũ trước kia của y sẽ bỏ qua. Trấn Đông Hải tôi có thể đảm bảo với y, còn nữa, chuyện nhà họ Đỗ, cậu đi xử lý một chút, nếu không để tổ đặc nhiệm A có lời, Đỗ Tử Nguyệt gần đây cũng nên đến cảnh cáo một chút. Nếu không, bàn tay ảnh hưởng quá dài không tốt. Trấn Đông Hải mặc kệ là phạm tội hay không đáng tội đối với cao thủ như Đỗ Phong, thiên hạ có bao nhiêu người. Không lâu Trấn Đông Hải tự mình gọi điện đến, Đỗ Phong nghe được tiếng vợ con, không ngừng xúc động, nước mắt không ngờ chảy xuống. Tướng quân Trấn, chúng tôi thỉnh cầu tổng bộ giúp The PX, xem ra tìm chỗ trốn vài ngày, và đợi tin tức qua đi lại hoạt động, chuyện phương viên còn chưa giải quyết được. Diệp Phàm nói. Chương 1083, Đại trang viên Rugby Los. Ôi, chuyện phương viên tổ đặc nhiệm A chúng tôi rất có lỗi, chúng tôi cần giúp anh ấy giải quyết. Như vậy đi, cậu chờ tôi liên hệ một chút, sau đó có thể tới một nơi an toàn. Trấn Đông Hải nói. Không lâu sau một chiếc ô tô đến. Mấy người Diệp Phàm vào trong xe. Cậu Diệp, tôi là đại sứ quan tại Thái Lan Dương Chí Hoa, các cậu sắp đến một nơi gọi là trang viên Rugby Los. Ông chủ là Lạp Lạc Đế, là họ hàng xa của quốc vương. Tuy nhiên anh cậu yên tâm ở đấy, coi như nhà mình, Lạp Lạc Đế rất hiếu khách. Dương Chí Hoa nói nhỏ vào tai Diệp Phàm. Trang viên này là nhà nước xây dựng nhưng dưới tên ông ấy. Không phải Lạp Lạc Đế không có tiền, ông ta rất nhiều tiền, ở Thái Lan, y có đến vài trang viên. Lạp Lạc Đế đã chờ ở trang viên. Hơn nữa, người quản lý của trang viên Babarat là hậu duệ của người Trung Quốc chúng ta. Thật ra, ông ấy ta đặc công bí mật của Cục Tình báo. Cần giúp việc gì ông ta sẽ ủng hộ cậu hết mình. Mặt khác, Đại sứ Kiều hỏi thăm cậu, ông ấy có chuyện quan trọng, ngày mai sẽ đến hỏi thăm cậu. Rugby Los thật sự rất có phong thái, cửa chính thô ráp, có hai người quân nhân súng vác vai. Thái Lan là một đất nước khá phức tạp, lực lượng vũ trang địa phương cũng khá phức tạp. Lạp Lạc Đế là họ hàng xa của quốc vương, có một đội quân nhỏ của chính mình cũng là chuyện thường. Lạp Lạc Đế khá cao lớn, làn da hơi đen nhưng không giống người da đen. Đứng bên cạnh là ba cô gái xinh đẹp và khoảng 7 nam thanh nữ tú. Xa xa là một hàng mười mấy cô nàng. Thấy mấy người Diệp Phàm đến toàn bộ xoay người lại cúi chào, nói tiếng Thái mấy người Diệp Phàm không hiểu. Bên cạnh là một người trung niên chính là người quản lý Babarat, ông ta rất lễ phép tiến lên tự giới thiệu và làm nhiệm vụ phiên dịch. Ông ta nói tiếng Trung tương đối tốt, chỉ là có hơi pha lẫn âm điệu tiếng Thái. Ông ấy giới thiệu mới biết Lạp Lạc Đế có ba bà vợ và 10 đứa con, Tề Thiên không kìm nổi quan sang nháy mắt với Lô Vĩ một cái đương nhiên là hâm mộ. Hạ Hải Vĩ cũng được dịp mở rộng tầm mắt, xem ra những người đàn ông đều không có gì khác, hâm mộ thôi. Lạp Lạc Đế rất hiếu khách, đêm khuya còn bày tiệc rượu trong đại sảnh tiếp mấy người Diệp Phàm. Tuy ngôn ngữ không giống nhau nhưng Lạp Lạc Đế có thể nói máy móc mấy từ phổ thông, khoa chân múa tay vài cái, Diệp Phàm có thể miễn cưỡng nghe hiểu được. Bởi vì Lạp Lạc Đế đã từng được đào tạo ở Bắc Kinh Trung Quốc. Một tầng trong trang viên là chỗ nghỉ của mấy người Diệp Phàm, quản lý Babarat phụ trách. Gia đình Lạp Lạc Đế ở một tòa nhà khác, thật ra bình thường Lạp Lạc Đế rất ít đến đây, đêm nay có khách đặc biệt mới đến. Cậu Diệp, tòa nhà này rất lớn, chúng ta có thể ở trong đó không? Diệp
tòa nhà này rất đặc biệt, canh phòng lối thoát hiểm đều là người một nhà, các cậu có thể yên tâm nói chuyện phiếm, có biện pháp giữ bí mật. Baba Rap nói xong lui ra đóng cánh cửa kính cách âm lại. Mẹ nó, nơi này thật là tốt, có thể cưới vài bà vợ, nếu biết trước thì bố đến đây định cư. Vừa vào phòng Tề Thiên liền lên tiếng. Ha ha, trước đây tôi đã đến vài lần ở Thái Lan, người ta thường dùng lu để thể hiện cưới bao nhiêu bà xã, tôi lúc đó đi lang thang phát hiện một nhà có đến 12 bà vợ. Tề Thiên, nếu cậu đồng ý đến đây, chỉ cần có tiền, thì cưới nhiều hay ít vợ không có vấn đề gì. Muốn sắp xếp biên chế càng có phong cách. Chỉ có điều, vợ chính chỉ có một, tất cả đều là vợ bé. Tuy nhiên, anh hai, tôi có chút lo lắng thân thể anh không trụ nổi. Nếu không thì sau vài ngày chỉ còn da bọc xương thì thảm quá, ha ha. Lô Vĩ nói rồi cười vang. Vậy thì thôi một người vậy. Tề Thiên nhún vai tỏ vẻ hơi sợ. Đúng vậy, nghe nói Thái Lan có mấy chục vạn người ái nam ái nữ. Nếu làm không tốt, lại mang về một người không phải con trai không phải con gái, ghê tởm chết đi được. Hạ Hải Vĩ cười nói. Vậy để lão Hạ tìm người yêu thôi vậy. Tề Thiên cười. Nói việc này thật sự có chút kỳ quái, Phương Viên, cái Mạc Giã hình như thật sự thích cậu, thằng nhãi này là PD, cậu kiểm tra một chút đồ chơi kia có còn hay không. Diệp Phàm chợt nghĩ đến vật trên người cái Mạc Giã. Tôi cùng anh Hạ đi tra hỏi, vừa nãy không phải cái Mạc Giã nói y sai người hạ âm thủ. Nắm được điểm mấu chốt chúng ta cũng dễ hành động. Phương Viên nói. Dẫn người lên, hỏi ngay tại phòng này, gọi Baba Rat vào cùng thẩm tra. Diệp Phàm hừ nói, chỉ một lát sau, cái Mạc Giã bị đưa lên, Phương Viên xông lên phía trước hung hăng đá mấy đá, đá đến khi tên kia gọi mẹ mới dừng lại. Cái Mạc Giã, tôi tin là anh thông minh, nội trong đêm nay, không nói thì kết của hẳn anh đã biết. Diệp Phàm hừ nói, Baba Rat làm phiên dịch. Ha ha, cậu nhóc, cậu có phải người của Lang Vương tạp chủng mời đến? Hoặc là cậu là người của tổ chức bí mật Trung Quốc? Cái Mạc Giã hét lớn. Còn tưởng Diệp Phàm mới mời đến một cao thủ, cũng nghi ngờ Diệp Phàm là cao thủ của tổ chức bí mật. Tổ chức bí mật chó má gì bố không hiểu. Diệp Phàm cố ý nói, dáng vẻ giống kẻ trộm nhìn cái Mạc Giã một cái, nói. Thành thật nói đi, việc này không liên quan tới anh. Nói, gia tộc của bố không lâu nữa sẽ tìm đến đây, cậu đừng cầu xin tôi, hiện tại thả tôi còn có thể tha mạng cho cậu, nếu không toàn bộ đều chết. Cái Mạc Giã hét lớn. Toàn bộ đều chết, chết cái đầu mày. Hạ Hải Vĩ tức giận lộ ra dáng của cảnh sát hình sự, bước lên một bước. Hung hăng đá cái Mạc Giã, thật sự là đá trứng. Cái Mạc Giã đau chảy nước mắt nước mũi. Đây chỉ là trừng phạt nhỏ, nếu không nói, trước tiên là lấy chân. Diệp Phàm hừ nói, vẻ mặt lạnh lùng. Đại ca, xem có phải là ái nam ái nữ. Tề Thiên cười gượng nói làm Baba Rat nghe Tề Thiên nói, vừa khẽ lật. Cái Mạc Giã rõ ràng run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chăm chằm Diệp Phàm quát. Mày dám gia tộc tôi sẽ băm thây mày thành ngàn mảnh. Việc này đều quá muộn, tuy nhiên, anh hãy suy nghĩ lại, gia tộc anh có năng lực đấy không? Thân thủ của tôi, còn có các anh em của ta, thực lực của bọn họ thế nào anh cũng đã biết. Hủy gia tộc anh không phải tôi nói quá, chắc chắn có thể làm được. Đêm qua hội Hắc La đã bị hủy, mất đi một cánh tay lớn của anh. Giải quyết gia tộc anh còn không dễ dàng, cái Mạc Giã có muốn thử không? Diệp Phàm nhếch mép cười nói. Cái Mạc Giã cảm thấy thằng nhãi này đơn giản là một ác ma, nghe xong chìm vào suy nghĩ. Diệp Phàm cũng không ép y, chờ y suy nghĩ. Ước chừng mười mấy phút sau, Tề Thiên và Lô Vĩ đều có chút không kiên nhẫn muốn ra tay, cái Mạc Giã nói. Tôi nhận thua, người anh em của các cậu chính là yêu độc. Yêu độc? Diệp Phàm tự nói một câu. Nhìn Tề Thiên và Lô Vĩ một cái, tất cả đều lắc đầu, đánh giá chưa nói qua điều này. Ôi, phiền toái. Một bên Baba Rat đột nhiên giận dữ nói. Yêu độc là cái độc gì, không phải là không giải được chứ? Hạ Hải Vĩ trầm ngâm hỏi. Lấy bao thuốc đi. Diệp Phàm tức giận nói. Tề Thiên lấy ra hộp xì gà Cuba, mấy người cùng hút. Cái Mạc Giã nuốt nước miệng, Diệp Phàm gật gật đầu, lão Hạ giúp hắn châm một điếu, mắng. Đồ tồi, đồ chó. Ông biết về yêu độc thì hãy nói. Diệp Phàm nhìn Baba Rat nói. Ở Thái Lan có truyền thuyết từ xưa, nói là ở tỉnh Bích Ba Vân có một khu gọi là Phật Samoa, đó thuộc dòng họ Samoa.
Dòng họ Samoa có yêu vương gọi là Kiệt Tây Bỉ Bang, không phải nam cũng không phải nữ, thật ra hiện nay chúng ta gọi là ái nam ái nữ. Kiệt Tây Bỉ Bang nắm trong tay trên trăm vị nam tử. Sau này dân chúng phẫn nộ, dân chúng cầu Phật thần đánh giá, dẫn đến thần Phật nhìn rõ điều đó. Cha của y một trưởng chụp xuống dưới hình thành hồ tà ác Mông Địch Á, xung quanh hồ Mông Địch Á là núi cao, nơi nơi đều là cây đại thụ. Yêu vương Kiệt Tây Bỉ Bang tuy nói đã chết nhưng thân hình anh ta hóa thành núi vạn độc có một loại cây có độc tố đặc biệt. Loại độc này là nguyên liệu chế tạo ra loại mọi người gọi là yêu độc. Yêu độc cũng chia ra cấp bậc, nghe nói lợi hại nhất có thể gây chết người vô hình. Baba Rod nói làm Diệp Phàm hiểu ra. Cái mạc giã, anh ấy là yêu độc cấp mấy? Diệp Phàm chỉ vào phương viên hỏi. Xuân Tràng độc. Cái mạc giã nói. Độc này ở trong người về sau người đàn ông sẽ mất tính năng đàn ông, những thứ khác không có nhiều ảnh hưởng lắm. Mẹ ông, vì sao lại muốn dùng độc này hại tôi? Phương viên vừa nghe nói, tức giận xông lên phía trước, tát tai vài cái, nâng chân lên đá mấy cái. Cái mạc giã toàn thân có lẽ đều sưng hết lên. Diệp Phàm khoát tay áo, Hạ Hải Vĩ qua kéo phương viên nói. Người anh em, chữa bệnh quan trọng hơn, đá chết y cũng không giải quyết được vấn đề. Sao ông lại hạ độc anh ấy? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi, ánh mắt làm Baba Rat đứng bên cạnh cũng phải dùng mình. Tôi thích y. Cái mạc giã vừa nói ra mấy chữ này, lập tức kính mắt rơi xuống đất. Anh thích cậu ta. Chính là Hạ Hải Vĩ hơi khiếp sợ, chỉ vào cái mạc giã lại chỉ vào phương viên, mồm miệng cũng có chút không được linh hoạt. Mà Baba đứng bên cạnh phiên dịch. Ừ, cái mạc giã nặng nề gật đầu. Tất nhiên. Mọi người ở đây đều hiểu, tất cả đều nhìn phương viên và cái mạc giã một cách kỳ lạ. Mẹ nó, anh không phải là PD chứ? Phương viên đột nhiên nảy sinh ý đồ độc ác, xông lên phía trước két vài cái mạc giã đến quần lót cũng kéo xuống hết. Mọi người nhìn chằm chằm vào, quái lạ, dưới háng kia gậy gộc vẫn còn, hơn nữa không nhỏ. Anh là... Lô Vĩ đột nhiên khoa chân múa tay, cái mạc giã cúi đầu, tất nhiên là cam chịu. Cái mạc giã hóa ra là người đồng tính luyến ái. Baba Rat thở dài nhìn cái mạc giã nói. Ừ, tôi thích đàn ông, chính là người kia, tôi rất thích. Tôi không có ý khác, chỉ là thích anh ta. Ai biết anh lợi hại như vậy. Tôi dùng yêu độc Samoa địch khắc ma đinh. Chính là muốn anh ta mất đi công năng nam tính, theo tôi. Cái mạc giã nói xong, đám người Diệp Phàm hoàn toàn ngã. Phương viên đỏ mặt, thật muốn đào hầm chui xuống. Ha ha. Cuối cùng không nhịn được trong phòng vang lên tiếng cười, đến nỗi đèn treo cũng dường như muốn rơi xuống. Chương 1084, Phật Samoa. Sau vài ngày, đến Samoa Phật tìm Đích Khắc Ma Đinh, tin rằng y có biện pháp giải độc. Diệp Phàm cố nén cười nói. Anh Diệp, cái này có khó khăn. Baba Rat sắc mặt đột nhiên lúng túng. Phật Samoa rất đáng sợ sao? Hạ Hải Vĩ hỏi. Rất đáng sợ. Phật Samoa đại lão Địch Khắc Ma Đinh thật ra là một tộc trưởng tộc Samoa, là dân bản địa. Một đám người lớn lên như khỉ, vả lại, bọn họ sống trên cây, giống như người rừng trong phim ảnh. Giỏi cung tên phi tiêu, bẫy. Có một truyền thuyết về một thiếu tá đặc chủng của anh xuất ngũ, mang theo 7 người đến Phật Samoa, nói là khảo cổ. Tuy nhiên, không biết vì nguyên nhân gì chọc giận người của tộc Samoa, kết quả không có ai sống sót trở về. Phải biết rằng 7 người này là nhà khảo cổ nhưng đều là lính đánh thuê cho thiếu tá mời đến. Bọn họ kinh nghiệm tác chiến phong phú, hơn nữa được trang bị vũ khí hoàn hảo. Phật Samoa thật đáng sợ, đến quân chính phủ cũng ít đến đó, gai gâu là tam giác vàng, nói vậy chắc mọi người đều đã nghe nói. Baba Rat vẻ mặt khó coi. Thật ra, Baba Rat là người mà Cục Tình báo Trung Quốc bồi dưỡng, coi như là nhân viên cấp dưới của Diệp Phàm. Với Diệp Phàm, ông ta biết gì sẽ nói ra hết. Tam giác vàng, chỉ một khu đất hình tam giác thuộc biên giới Thái Lan, Myanmar và Lào, ở đây có nhiều thuốc phiện và cần sa, là nơi sản xuất ma túy lớn nhất trên thế giới, cho nên tam giác vàng nổi tiếng. Phạm vi của tam giác vàng hình như là bang phía bắc của Myanmar, phía bắc của Thái Lan và mấy tỉnh phía nam của Lào, sở hữu thêm cả một thôn nhỏ nữa. Tổng diện tích vào 94.000 cây M2, đó là một nơi rất đáng sợ. Quốc dân đảng trước kia cũng có người ở đó, phần lớn đều thành các chùm ma túy. Tề Thiên nói ra các thông tin liên quan đến tam giác vàng. Đúng vậy,
ban đầu thì dòng tộc Samoa không có vũ khí, thế nhưng những phần tử đến Phật Samer. Bọn họ đã cung cấp khí giới hiện đại cho tộc người Samoa, toàn những thiết bị hiện đại. Bởi vì bọn họ thấy tộc Samoa hung ác, thân thủ cũng rất linh hoạt, cùng thủ đoạn giết người tàn nhẫn. Mà địch khác Ma Đình cũng dựa vào những người này tích lũy không ít tài sản, sau đó họ cũng có quân đội của chính mình gọi là lính Samoa. Quân chính phủ cũng khá đau đầu, tuy nhiên họ không phản đối chính phủ, chỉ có điều trộm trồng thuốc phiện kiếm tiền. Cho nên, chính phủ cũng mắt nhắm mắt mơ. Tam giác vàng nguy hiểm căn bản là không thể khống chế được. Nghe nói, bọn họ không chỉ huấn luyện lính vũ khí được trang bị còn tốt hơn so với bộ đội đặc chủng Trung Quốc. Ba rất tỉ mỉ xác thực lại thông tin. Tề Thiên, lại đây. Diệp Phàm ngoắc tay để Tề Thiên sát lại gần tai nói. Cậu lập tức dùng phương thức bí mật liên hệ với tổ đặc nhiệm A, tôi biết đạo Phật Samoa cùng với địch khắc Ma Đinh có liên quan. Tề Thiên đi đến một căn phòng lấy ra một thiết bị liên lạc. Chỉ chốc lát sau gọi điện thoại cho Diệp Phàm. Diệp Phàm sang phòng đó, trong đó là giọng của Triệu Thanh Ngọc tổ trưởng tổ tình bảo tổ đặc nhiệm A, nói. Phó soái Diệp, Phật Samoa, tộc Samoa là dân tộc khá đáng sợ. Điều kiện của bọn họ khá tốt, còn người cung cấp vũ khí cho bọn họ, trùm ma túy danh đông người này có hơn 100 lính vũ trang. Địa bàn cũng không nhỏ, gia sản đạt đến hàng trăm triệu. Bọn họ được Nga trang bị vũ khí hạng nhẹ mới nhất. Chính là ống phóng tốc két 8 kíp pháo, vũ khí chống tăng vác vai cũng có, ý của tổng bộ là việc này thôi đi. Không cần trêu chọc vào bọn họ, tránh những phiền toái không đáng có. Có phải bọn chúng đóng quân ở ngôi chùa và tượng Phật trên núi? Diệp Phàm hỏi. Cơ quan đầu não ở Tam Giác Vàng, bình thường có lẽ có 7-8 người giúp tộc Samoa luyện binh. Gọi là dũng sĩ nhưng trên thực tế chuyên môn chính của bọn họ là dùng độc. Khi đạt đến mục đích thì họ trả tiền cho tộc trưởng địch khắc Ma Đinh, trên thực tế là giao dịch dài ngày. Tộc Samoa nắm giữ một loại độc khá lợi hại. Gọi là yêu độc, tổ đặc nhiệm A chúng ta chỉ biết là có độc, còn rốt cuộc như thế nào, tổ khoa học năng lượng cũng không đoán được. Triệu Thanh Ngọc nói, tướng quân Trần nói chuyện với anh một chút. Diệp Phàm, tôi biết cậu và Phương Viên tình nghĩa anh em sâu nặng, tuy nhiên cậu phải vì đại cục, lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Cậu cũng là phó soái tổ nòng cốt số 8, lần trước trải qua trận chiến đảo Ưng Xà tổ đặc nhiệm A tổn thất cũng khá lớn, tuy nói hiện tại được bổ sung một ít người. Nhưng thực lực không thể khôi phục được như thời kỳ đỉnh cao. Lần này cậu có thể khuyên Đỗ Phong của nhà họ Đỗ vào tổ đặc nhiệm A chúng tôi đương nhiên rất vui. Lần này nếu có thể thành công thì chuyện cũ của Đỗ Phong đương nhiên bỏ qua. Hơn nữa, tổ đặc nhiệm A sẽ cho y đãi ngộ xứng đáng. Cậu nghĩ lại xem, cậu đưa đi lần này mỗi người đều là người giỏi. Hạ Hải Vĩ cũng là người chúng tôi chú ý đến, thân thủ cậu ta cũng không kém. Các cậu đến Phật Samoa nếu có tổn thương gì, nhà nước chịu không nổi. Đặc biệt là cậu, nếu nói không nghe lời, tương lai của tổ đặc nhiệm A đặt trên người cậu. Vừa rồi tôi đã nói với mấy người cố toàn, bọn họ đã đồng ý, yêu cầu cậu lập tức về nước. Chúng tôi có thể ra mặt thương lượng với chính phủ Thái Lan, cử chuyên cơ đón các cậu trở về. Trấn Đông Hải khéo léo khuyên, thật ra muốn cầu Diệp Phàm không tiếp tục vì Phương Viên mà tìm thuốc giải độc. Tướng quân Trấn, việc này tôi không thể đồng ý với ông, con người của tôi. Diệp Phàm nói đến đây tạm dừng một chút rồi lại nói. Phương Viên mất đi bản lĩnh, đúng là đối với người đã từng một thời ở tổ đặc nhiệm A hay một người bình thường mà nói thì là đòn đả kích quá lớn. Nếu cứ để yêu độc làm cho cậu ta đến một việc của người bình thường cũng không làm được, thì không công bằng với cậu ta. Như vậy, cậu là mất đi niềm tin vào cuộc sống. Tôi đã đồng ý thử xem hiện tại đã biết phương pháp giải độc ở Phật Samoa mặc kệ thế nào, tôi cũng sẽ đi thử vận may. Việc này, lấy danh nghĩa cá nhân tôi đi, không liên quan đến tổ đặc nhiệm A. Tề Thiên là người của tổ đặc nhiệm A, tôi có thể bảo cậu ta không cần tham gia ở lại trang viên chờ chúng tôi. Nếu vì việc này mà thật sự tôi không về được, hy vọng ngài có thể có cách tốt nhất để nói cho người nhà tôi cho dù là lời nói thôi. Nếu may mắn còn sống trở về. Có thể tôi có thể mang về yêu độc của đối phương, tổ đặc nhiệm A chúng ta có thể nghiên cứu một chút. Trung Quốc chúng ta không phải có câu tục ngữ, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đỗ Phong có thể đi, tuy nhiên, chính là y muốn đi. Người này tính tình cũng rất khó lay chuyển, y nói chỉ tin tưởng tôi. Và lại, bản vẽ kia y giấu ở đâu y chưa chịu nói,
nếu chúng ta làm quá nhanh, trên người y hình như có bom. Diệp Phàm giọng kiên quyết. Ôi, tôi biết tôi nói cũng vô dụng. Thôi vậy, cậu thật sự em mà muốn đi thì trong 3 ngày nữa tôi sẽ nghĩ cách điều động vài người sang hỗ trợ. Phương Viên cũng từng là người của tổ đặc nhiệm A, chúng tôi cử ra vài người cũng là nên làm. Việc này, tướng quân Trấn tôi nói rồi là việc tư. Diệp Phàm nhấn mạnh, có thể tư được sao? Cậu bảo Tề Thiên không cần đi cậu ta sẽ nghe sao? Còn có Đỗ Phong Y là cao thủ thất đẳng, tổ đặc nhiệm A chúng ta cần người như vậy. Lần trước tướng quân Lý xuất ngũ, tổ đặc nhiệm A mất đi một trụ cột, hiện tại bổ sung thêm Đỗ Phong, các lãnh đạo tổ đặc nhiệm A rất vui. Quan trọng là tổ đặc nhiệm A không thể mất cậu. Cậu mới là trụ cốt trẻ tuổi của tổ đặc nhiệm A, nếu nói cách khác thì người của tổ đặc nhiệm A có thể hy sinh toàn bộ nhưng cậu nhất định phải còn sống. Cậu có hiểu được ý của tôi không? Phải còn sống trở về. Tướng quân Trấn giọng nghiêm khắc. Không chỉ là vì dân vì nước mà còn vì lý tưởng của chính cậu. Cậu không phải còn muốn đảm đương trọng trách lớn hơn nữa sao? Làm một lãnh đạo lớn hơn, con đường của cậu còn dài. Còn có lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo tỉnh, cấp bộ, cấp nhà nước. Cuộc đời cậu còn dài, cậu nhất định phải còn sống trở về. Cậu cũng hiểu được vì sao tổ nòng cốt số 8 chuyển Thiết Chiêm Hùng về địa phương công tác vẫn không có chính soái, cậu hiểu được ý của tôi đúng không? Tổng bộ tổ đặc nhiệm A không phải không có cao thủ lục đẳng, cũng có mấy người. Với điều kiện của bọn họ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức chính soái của tổ nòng cốt số 8. Mã Thượng Chí cũng có khả năng và kinh nghiệm, gần đây cũng nói với tôi về vị trí kia. Cậu hiểu ý của tôi không? Tướng quân Trấn, cảm ơn ông đã coi trọng tôi. Tôi muốn nói, tôi thật sự không nghĩ đến việc lăn lộn trong quân đội, vị trí kia, nếu chọn được người thích hợp thì cứ quyết định. Tổ số 8 một ngày không có người đứng đầy, sao có thể triển khai công tác? Diệp Phàm ói, cảm thấy khó xử. Mẹ kiếp, tôi chưa nói là nhất định phải ép cậu trở lại quân đội. Không phải đã nói với cậu, cậu muốn lăn lộn trong chính quyền thì cứ lăn lộn. Tổ đặc nhiệm A chúng tôi không can thiệp. Nhưng cũng không có khả năng và cơ hội giúp cậu được đề bạt trong quan trường. Tổ đặc nhiệm A không phải là không can thiệp vào công việc của chính quyền, chỉ có điều là liên quan đến bí mật quân sự mới ra tay. Cho nên, cậu an tâm làm, chẳng qua thỉnh thoảng ra tay một lần hỗ trợ là được. Hơn nữa, tổ nòng cốt số 8 còn có rất nhiều người quản lý cấp phó, điều này cũng không cần cậu lo lắng. Lúc đó cậu làm chủ còn có khó khăn gì? Cậu ngẫm lại xem, tuy nói cậu chỉ nhận một hư chức nhưng ưu đãi cũng không nhỏ. Cậu không từng nghĩ đến sao? Ở chính quyền cậu liên quan đến quân đội thì mọi chuyện sẽ dễ hơn. Trước mắt cậu còn không có năng lực xuất thân, tin rằng phó trưởng ban quân vụ là thân phận sáng ngời của cậu. Nhận một hư chức với cậu là trăm cái lợi mà không có một cái hại. Nếu cậu sợ chết không dám nhận chức này, tôi hiện nay có thể cho phép cậu rời khỏi tổ đặc nhiệm A, hừ. Trấn Đông Hải có chút tức giận, nghĩ là Diệp Phàm muốn bỏ qua quan hệ với tổ đặc nhiệm A. Chương 1085, nhiều phụ nữ cũng là phiền toái. Sợ chết, đây không phải là tính cách của Diệp Phàm tôi, thôi vậy, phải cử người thì cứ cử đến vài người để giúp đỡ. Còn về vũ khí đem đến đây vài mặt hàng chất lượng cao, chúng ta cũng sẽ an toàn hơn. Diệp Phàm biết Trấn Đông Hải dùng phép kích tướng cũng không để ý. Cái này chắc chắn là có. Mang tất cả mọi người trở về bình an. Tướng quân Trấn nói trên điện thoại, vẻ mặt buồn bực, đập tay lên bàn quát. Đồ cứng đầu. Lão Trấn, cứng đầu cũng xấu tùy chỗ. Anh không thấy, cậu nhóc này trả giá cũng được. Cậu ta có những anh em có thể vì anh ta hy sinh tính mạng, không phải tôi chê cười anh, như Tề Thiên mà nói, cậu nhóc này thì quân lệnh của thủ trưởng có khi không bằng Diệp Phàm, có tin hay không? Lý Khiếu Phong mỉm cười châm biếm Trấn Đông Hải. Hừ, bọn họ là anh em. Trấn Đông Hải bất mãn thầm nói một câu, nhìn Lý Khiếu Phong liếc mắt một cái, hừ nói. Cậu nhóc này rất có duyên, con gái hình như cũng rất thích, như con gái nhà họ Triệu Triệu Tứ còn có Viên Viên đều có ý với cậu nhóc này. Ha ha ha, mỹ nhân yêu anh hùng, cái này có gì đáng ngạc nhiên, lão Trấn, chúng là đều già rồi. Còn phải nói thêm, cô bé nhà họ Phương kia đi Đức Bình tìm hắn, cô nhỏ xem ra đã yêu rồi. Tuy nhiên về sau cũng đủ làm cho cậu nhóc này bận bịu. Nhiều phụ nữ cũng phiền toái. Hơn nữa, hắn cũng hiểu điều này, tất cả đều là khuê nữ Bắc Kinh, bảo họ ba cô lấy một chồng là không có khả năng, ôi, hoa nhiều cũng có họa.
Lý Khiếu Phong cười xong thở dài. Đáng đời. Trấn Đông Hải tức giận nói. Xem ra Lạp Lạc Đế ở Thái Lan cũng không bỏ qua hắn, chúng ta cứ chờ xem. Lý Khiếu Phong cười. Lạp Lạc Đế không biết thân phận của hắn, hẳn là sẽ không làm gì chứ. Trấn Đông Hải lắc đầu. Ha ha, nhà nước xuất mã, anh nghĩ lại xem, Lạp Lạc Đế ngu ngốc sao? Người ta là người nhà của quốc vương không phải đồ ngốc. Lý Khiếu Phong đa mưu túc trí cười. Ha ha, cậu nhóc này thật lợi hại, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, gặp phải Lạp Lạc Đế thì phiền toái. Nghe nói Thái Lan có thể một chồng nhiều vợ, chỉ sợ đến lúc đó thành ra cậu nhóc này ở Thái Lan lấy vợ thì chúng ta lớn chuyện. Trấn Đông Hải không ngờ vui vẻ vì người khác gặp họa. Cưới vợ thì cưới, dù sao cũng để ở Thái Lan không mang về nước là được, huống chi Lạp Lạc Đế hợp tác với nước ta khá tốt. Ngày xưa đã thế hiện tại lại thêm quan hệ thông gia, có thêm quan hệ này chúng ta và Lạp Lạc Đế không phải cùng một nhà sao. Lý Khiếu Phong vẫn ngụy biện. Có thể, Lạp Lạc Đế có mấy người con gái hình như còn gọi là công chúa. Trấn Đông Hải cười nói. Việc này không rõ lắm, chúng ta thăm dò y sẽ làm y mất hứng. Trước đây nhà nước với y có hiệp định. Những chuyện có thể biết đều là chuyện bên ngoài, ví dụ như y có 10 người con gái, tuy nhiên có lẽ y còn có những đứa con chưa công khai, giống như cô con gái đã đến Trung Quốc chúng ta học đúng không? Lý Khiếu Phong hỏi. Đúng rồi, còn có tên tiếng Trung, gọi là cái gì để điều tra xem. Nghe nói dáng khá chuẩn. Trấn Đông Hải cười mờ ám. Xoay người sang thiếu tướng nói. Lập tức điều động ngũ đẳng cao thủ đến tam giác vàng của Thái Lan chấp hành nhiệm vụ bí mật, trang bị những vũ khí tốt nhất của tổ đặc nhiệm A. Lần này hành động là việc chính của phó soái Diệp Phàm, không được ai bất kính với hắn, anh nói với bọn họ, nói là tổ đặc nhiệm A chúng ta với Diệp Phàm có vụ giao dịch. Hành động là việc chính của hắn, phải cư xử giống như thủ trưởng. Nghiêm cấm lộ thân phận đích thực của hắn, còn nữa, thuốc thay đổi vẻ mặt mang một ít đến Thái Lan rồi nói sau. Lần này chỉ sợ hy sinh vài đội viên tốt, ngoài ra nếu có khả năng, bắt người năm kia đem về. Bảo Trương Hùng mang đội đến Thái Lan phối hợp với Diệp Phàm. Thân phận của Diệp Phàm Trương Hùng sẽ biết, không phải nói nhiều. Được. Người thiếu tướng xoay người sải bước đi. Tiểu Diệp, còn sống trở về. Lý Khiếu Phong miệng thì thào nói. Đúng vậy, còn sống trở về. Trấn Đông Hải nhìn ra xa, khóe mắt ươn ướt. Ai nói tướng quân không rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Lúc đó Diệp Phàm đang ngồi trong phòng vẻ rất khó khăn. Lô Vĩ, Lão Hạ, còn cả Trần Quân, Phương Viên. Phật Samoa tôi và Tề Thiên đến đó, các cậu ở đây chờ tôi. Nếu nhiều người đi sợ phiền toái lớn hơn, đến lúc đó tôi còn phải phân tâm quan tâm. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Đối với Lô Vĩ, Diệp Phàm thật sự là hết chỗ nói rồi, vốn là không rảnh không đến. Không ngờ lại chạy đến. Nếu tướng quân Trấn nói lần này là tổ đặc nhiệm A ra mặt, vậy thì thay đổi thành nửa cá nhân nửa nhà nước. Diệp Phàm không muốn mấy người Trần Quân và Lô Vĩ đã bị thương, tuy nhiên đối với chuyện tổ đặc nhiệm A lại không thể nói rõ. Cho tôi đến là được. Đỗ Phong lạnh lùng nói. Việc này không liên quan đến ông muốn đi làm gì? Diệp Phàm nhíu mày nói. Tôi lo lắng về bọn họ. Đỗ Phong nhìn mấy người Lô Vĩ. Lại nhìn Diệp Phàm hừ nói. Tôi chỉ tin tưởng cậu. Xem ra Đỗ Phong có tâm lý đề phòng cũng lớn, cũng khó trách y như vậy. Mấy tháng nay trốn khắp nơi có thể nói, không có người nào y có thể tin. Y tạm thời tin tưởng Diệp Phàm, thứ nhất là Diệp Phàm thân thủ cao, thứ hai là Diệp Phàm đã cho y nhìn rõ căn cứ về thân phận ban quân vụ. Và lại, nếu thực sự bị lừa, y cũng chỉ biết. Ông không cần lo lắng gì, chúng ta sẽ cùng đi. Lô Vĩ thản nhiên cười nói. Việc này không bàn bạc thêm, quyết định như vậy rồi, tôi và Tề Thiên, hơn nữa có cả Đỗ Phong, ban người đi là được. Diệp Phàm nhìn Lô Vĩ nói. Chê tôi làm vướng chân phải không? Hạ Hải Vĩ có chút tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Anh ta đương nhiên biết Diệp Phàm có ý tốt nói. Về võ công tôi kém các cậu, tuy nhiên về kinh nghiệm tôi chưa chắc kém so với các cậu. Trước đây tôi còn là trinh sát xuất ngũ. Hiện tại tôi càng mạnh hơn trước kia. Không cần phải nói anh Diệp, em với anh đã định, phải chết cùng chết, 20 năm sau lại là một hảo hán. Trần Quân hét lớn. Đối với Trần Quân này Diệp Phàm có chút khó xử, Trần Khiếu Thiên chắc chắn ẩn thân đi theo, làm nên vũ khí mạnh nhất của Diệp Phàm.
Nếu cả Trần Quân cũng đi thì như người ta nói một nhà đều ở trong này. Diệp Phàm thật sự không đành lòng vậy. Trừng mắt nói. Lời của tôi không ai nghe có phải không? Thật sự các cậu còn gọi tôi một tiếng anh Diệp nữa không? Chẳng lẽ bình thường đều là những lời ngon ngọt, ngụy trang? Diệp Phàm ra vẻ tức giận. Ha ha, anh Diệp, hai chữ này nói rất tốt. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không cầu cùng năm sinh tháng sinh nhưng cầu cùng ngày chết. Cậu Diệp, nói cách khác tin rằng không ai có ý định lùi bước bởi vì tất cả mọi người đều là anh em, cậu thấy có đúng không? Hạ Hải Vĩ đột nhiên mỉm cười nói. Anh Diệp, tôi thấy mọi người cùng đi, rất nguy hiểm, bệnh của tôi tin rằng từ từ có thể chữa, mặc dù chữa không được, coi như gặp xui xẻo lớn thôi vậy. Phương Viên cảm động nghẹn ngào nói. Vớ vẩn, nói rất hay, nhưng cầu cùng ngày chết, ha ha ha, cùng đi, ai cũng đi hết, đồng sinh cộng tử. Diệp Phàm vung tay lên, nói với mọi người cũng mệt mỏi rồi, trời đã sắp sáng, đi tắm và nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tìm hiểu nghiên cứu một chút về Phật Samoa, mảnh đất đó hẳn không phải là đầm rồng hang hổ. Yes! Không thể tưởng tượng được Hạ Hải Vĩ, Lô Vĩ, Tề Thiên, Trần Quân, Phương Viên bốn người đồng loạt bắt trước cảnh sát Hồng Kông. Hạ Hải Vĩ còn nghiêm mặt nói. Diệp Phàm, nếu hành động lần này là việc chính của cậu, nhất định phải có quy củ, lời của cậu mọi người phải nghe. Ví dụ như cậu ra lệnh người nào rút người đó lại không muốn đi, việc này không được, ở Phật Samoa chúng ta phải coi mình như bộ đội chính quy mới được. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đảm bảo an toàn, hơn nữa có thể gây thương vong lớn nhất cho đối phương. Về sau chúng tôi gọi cậu là đội trưởng. Đúng, gọi là đội trưởng. Mọi người trong phòng đều hô lớn. May là phòng có cách âm, nếu không đúng là có thể làm cho Lạp Lạc Đế không ngủ được. Lạp Lạc Đế chỉ là có chút thân thích với nhà nước, tuy nhiên với quốc vương Thái Lan quan hệ cũng tốt. Cho nên, nói là thân vương nhưng thực ra không phải. Toàn thể nghe lệnh, đi nghỉ ngơi. Diệp Phàm đứng thẳng như tướng quân ra lệnh cho mọi người. Sau đó mọi người đi nghỉ. Tuy nhiên, trong nháy mắt tất cả đều kích động. Vẻ mặt mọi người đều rất lạ, mọi người nhìn nhau không hiểu. Tề Thiên nhìn Lô Vĩ tò mò hỏi. Anh hai, phòng anh có không? Ok, tình hình rất lớn, một người. Lô Vĩ làm động tác, rất cường điệu, Hạ Hải Vĩ cũng vẻ mặt mờ ám hỏi Trần Quân cũng gật đầu. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn chăm chú về phía Diệp Phàm, hỏi. Đội trưởng, thế này rốt cuộc là thế nào? Có phải anh bảo Baba Rat sắp xếp, bọn họ không phải là Simeo chứ? Tôi biết thế này là thế nào đâu. Đang bực mình, vào phòng thấy một cô nàng, con mẹ nó, hình dáng đúng là không tồi, mặc một bộ đồ Thái truyền thống, một tư tưởng nước ngoài dị thường. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Đúng vậy, tôi vào phòng có cô nàng giống như Ấn Độ, dáng người thật sự là gợi cảm đến mức làm người ta sợ. Lô Vĩ nhún vai, mẻ mặt khổ sở nói. Của tôi thì không mập vừa phải, là một cô gái không tồi. Tôi còn khua chân múa tay hỏi một chút. Cô hình như là từ Lào đến. Tề Thiên cười nói. Của tôi thì cô ấy nói là người Indonesia, dáng người cũng rất tuyệt, chỉ có điều da hơi đen. Hạ Hải Vĩ vẻ mặt đau khổ cười nói. Nơi này thật sự thành kỹ viện quốc tế lớn, mẹ nó thật là kỳ lạ. Trần Quân không kìm nổi nói thầm. Chương 1086, lễ vật của thân vương. Kỹ viện, ha ha, chúng ta sẽ suy đồi đến mức đó. Phỏng chừng Lạp Lạc Đế thân vương sắp xếp, những cô gái này, tuyệt đối là hàng tốt, chắc không phải bán thân đâu, có lẽ chỉ giúp mọi người ấm áp khoản giường chiếu thôi. Diệp Phàm nói, đến trong đầu mình cũng không thể tin được. Luôn miệng nói thâm, tòa lầu này không phải do chính nước mình xây dựng sao? Có giải pháp bảo mật chặt chẽ, đến gác cổng cũng đều là cảnh sát có vũ trang do nước mình phái tới, chỉ có điều không mặc trang phục cảnh sát thôi. Cái này, cũng thật kỳ lạ. Làm sao Unique cô gái đó ra vào được? Chỉ chốc lát sau, Baba Rat bị Diệp Phàm gọi vào. Diệp tiên sinh, Lạp Lạc Đế thân vương đặc biệt hiếu khách. Cái này, thật ra là chuẩn bị ho các vị. Tôi đã điều tra qua, tuyệt đối không có vấn đề gì. Đừng có coi thường các cô ấy, bất kỳ cô nào cũng được chọn rất kỹ càng, tất cả đều là trinh nữ, thân thể khỏe mạnh. Cái kia thầy thuốc của chúng ta đã kiểm tra qua. Hơn nữa còn được đưa đến tận bệnh viện băng cố kiểm tra rồi. Baba Rat vẻ mặt thành thật, nói. Cái này, Baba Rat, chúng tôi và thân vương chỉ mới gặp nhau một lần.
không phải đối với khách nào đến ông ấy cũng đối xử như thế chứ. Nếu thật sự hiếu khách như vậy thì chúng tôi đành nhận vậy. Diệp Phàm nói, cái này thực là một khoản kinh phí lớn, một đoàn khách đến thì sẽ thay một loạt các cô gái. Những cô gái này nghe nói đều là tuyển chọn từ các nước, chưa từng hầu hạ ai, cái giá tiền đó, chắc không rẻ chứ. Hạ Hải Vĩ tò mò hỏi. Đương nhiên, nghe nói, mỗi cô gái đều có giá này. Ba rắt giơ 5 ngón tay lên. Cũng được, 50 ngàn. Ở Trung Quốc chúng ta cũng tương đối đắt. Tề Thiên thản nhiên cười nói. Là đô la Mỹ. Ba rắt giải thích nói. 50 ngàn đô la Mỹ. Thế thì cũng bằng 400 ngàn rồi. Hôm nay mấy cô này cũng phải mất mấy triệu. Một khoản tiền lớn, tuyệt đối là một khoản lớn. Trần Quân không kìm nổi nói. Không giống, các vị một người 50 ngàn đô la Mỹ. Chỉ có Diệp tiên sinh đây là không cần tiền. Ba rắt cười nói. Không cần tiền, có ý gì vậy, chẳng lẽ hàng chọn cho đại ca rẻ quá hóa ôi à? Tề Thiên vừa nói mấy lời này ra, đã bị Lô Vĩ đá cho một cái vào chân rồi, liền cười nói. Đầu óc của cậu bị làm sao vậy? Của đại ca mà là của ôi thì của cậu là gì? Cái này, là do em nhớ miệng, đại ca đừng trách nhé. Tề Thiên vội vàng cười nói. Của Diệp tiên sinh thì quý giá vô cùng, cô ấy là con gái của Lạc Đế Thân Vương, tên là Công Chúa Thi Mạn. Cô ấy còn có tên tiếng Trung là Thi Âm Âm, một cái tên có ý thơ. Cách đây không lâu, nghe nói Thi Mạn Công Chúa đã đến Trung Quốc chúng ta học ở trường Học viện Âm nhạc Trung ương một thời gian, mà cô ấy cũng đã có học vị ở Đại học Cambridge, một cô nàng giỏi ca múa. Ba rắt cười nói. Công Chúa, cái này, Ba rắt, nếu Thân Vương thật sự hiếu khách. Đổi cô khác tôi cũng chấp nhận. Còn Thi Mạn Công Chúa, thì tôi không dám. Diệp Phàm vội vàng từ chối nói, bụng nghĩ làm xong thì chắc chắn khó mà thoát được, tuy nói cô khá xinh đẹp. Nhưng cái đó là mầm tai họa, đem về cho Khuynh Thành hoặc Viên Viên thấy thì không ghen điên lên mới là lạ. Diệp tiên sinh, cái này tuyệt đối không được. Lạp Lạc Đế Thân Vương rất thật lòng, nếu ngài không nhận ý tốt của ông ấy, thì trở thành kẻ thù rồi. Bởi vì... đó là nỗi sỉ nhục của Thân Vương, trên thực tế Thân Vương rất ít làm những việc như vậy, tôi sống ở Vương quốc Thái Lan, đến trang viên này cũng có 5-6 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy. Ba rắt vẻ mặt khó xử bộ dáng. Cái này thật đúng là phiền toái. Diệp Phàm lắc lắc đầu, ngồi trên sofa, Tề Thiên cười gượng chạy tới, châm thuốc cho hắn, vẻ mặt đáng khinh, cười nói. Đại ca, có gì phiền toái đâu, làm xong rồi đi luôn mà. Làm xong rồi đi à, cô ấy là công chúa đấy, hình như còn là con ruột của Thân Vương nữa, cậu nghĩ lại xem, có hậu quả gì. Diệp Phàm tức giận hừ nói, liếc nhìn Tề Thiên một cái, thằng nhãi này sợ tới sắp thuột xuống ghế sofa rồi, phỏng chừng là sợ Diệp Phàm thưởng cho gã một hạt rẻ. Này còn thật là khó xử, không làm thì khinh thường Thân Vương, thành kẻ thù, Hạ Hải Vĩ thở dài một tiếng, đột nhiên hỏi. Ba rắt. Nếu Thân Vương nhiều năm như vậy cũng chưa hiếu khách như vậy, hôm nay lần đầu gặp mặt mà đã hiếu khách như vậy, chuyện này có nguyên nhân. Ừ, Thân Vương kỳ thật rất thích võ thuật của Trung Quốc chúng ta, nói người TQ chúng ta có võ công. Vừa rồi vị Dương tiên sinh kia giới thiệu nói các vị đều là cao thủ võ lâm, Thân Vương lập tức đã hứng thú. Bởi vì Thân Vương cũng là cao thủ thái quyền, nếu tính theo cấp bậc ở đây, thì ông ấy cũng là thái quyền sư tứ đẳng. Hình như có chút giống với cảnh giới quốc thuật của nước ta, cũng chính là cao thủ tứ đẳng. Mà con trai của Thân Vương là Lạp Mông cũng là dũng sĩ, thái quyền tam đẳng. Bọn họ ở đây nếu đạt tới ngũ đẳng có thể phong thái quyền vương, tam đẳng chỉ có thể là thái quyền thủ, dưới tam đẳng đều kêu thái quyền thủ, tứ đẳng xưng thái quyền sư. Thân Vương vẫn chưa lên được ngũ đẳng nên rất tiếc nuối. Ba rắt nói, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, còn nói thêm. Thân Vương chắc chắn là sùng bái Diệp tiên sinh, bằng không, làm sao đến cả công chúa Thi Mạn cũng ép đến. Hơn nữa, Thân Vương khả năng còn bảo Lạp Mông bái sư nữa, nguyện vọng lớn nhất của Thân Vương chính là Lạp Mông có thể đột phá lên trình giống như ông ấy, tranh thủ đến danh hiệu quyền vương, này cũng là vì vinh quang của gia tộc Lạp Lạc. 2. Đại ca, xem ra nắm đấm cũng có lợi, có hại. Cái này gây phiền toái rồi. Bọn em giải quyết xong thì có thể phủi mông đi là xong. Còn đại ca thì muốn đi cũng không được. Lô Vĩ thở dài, kỳ thực thằng nhãi này cũng có chút vui vẻ khi người khác gặp họa, chỉ là chưa biểu hiện ra ngoài thôi. Ba rắt,
ông có một chút liên hệ với thân vương, tôi có thể dạy ông ta hai tay, nhưng, công chúa Thi Mạn thì thôi đi, hoặc là đổi cô khác, ở đây có cô nào từ Nhật Bản đến không? Chọn cho em nào tử tế chút là được rồi. Mẹ kiếp, tôi cũng muốn gái của nước mặt trời mọc này. Diệp Phàm nói. Cái đó, tôi thử xem, hỏi ý kiến thân vương đã. Ba ba rắt đến phòng gọi điện thoại. Không ngờ còn có trò này nữa, thật là có chút bất ngờ. Hạ Hải Vĩ thở dài. Anh Hạ, có gì không ngờ. Đây chính là dị quốc diễm ngộ. Đối phương thì đã được kiểm tra qua, cứ yên tâm mà dùng đi. Tề Thiên thì chẳng thèm quản nhiều như vậy, có lẽ thằng nhãi này nóng ruột lắm rồi. Chủ yếu là thân phận của ba ba rắt, Tề Thiên đã rõ cho nên hoàn toàn yên tâm. Thôi vậy, nhập gia tùy tục. Diệp Phàm thở dài, có chút buồn bực. Diệp Thiên Sinh, thân vương nói, ngài là khách quý của ông ấy. Lúc rảnh khi còn muốn thỉnh giáo luận bàn mấy chiêu với ngài. Về phần công chúa Thi Mạn, là thành ý của ông ấy, là sự tôn trọng của một thái quyền sư với một thái quyền vương lục đẳng. Thi Mạn từ nay về sau sẽ là người vợ Thái Lan trung thành nhất của ngài, cô ấy sẽ ở Thái Lan để sinh và nuôi dạy con cái, cô ấy sẽ không gây phiền toái cho ngài đâu. Người TQ các vị là chế độ một vợ một chồng, điều này thân vương cũng hiểu. Về sau, mỗi năm Thi Mạn có đến TQ hay không thì đó là chuyện của ngài, con gái đi lấy chồng, muốn làm cái gì, thân vương cũng không can thiệp. Ba ba rắt nói, thái quyền vương lục đẳng, ai nói tôi là lục đẳng. Diệp Phàm có chút tức giận nói. Ba ba rắt nói, các vị có thể bắt cái Mạc Dã đến, nghe nói thủ hạ của hắn Park Xế Lốt là thái quyền vương lục đẳng cũng bị ngài phế. Phải biết rằng, bình thường Park Xế Lốt là người cao ngạo như thế nào. Mẹ kiếp, đúng là người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo. Cái này, đúng là gây ra phiền toái rồi. Diệp Phàm thở dài, bóp đầu mẩu thuốc lá, sau đó quay sang mọi người quát. Đi ngủ đi, chúng ta đều là đàn ông, trời đất cũng không sợ, chẳng lẽ lại sợ một đứa con gái hay sao? Đúng. Hạ Hải Vĩ đi đầu, hừ một tiếng, rồi ai trở về phòng người nấy. Căn phòng của Diệp Phàm, bên trong là ba phòng ngủ một phòng khách, bàn làm việc, phòng khách, bàn ăn, cái gì cũng không thiếu. Diệp Phàm vừa vào cửa, thì Mạn liền đứng lên, giơ tay phải giúp Diệp Phàm cởi quần áo. Diệp Phàm gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Tướng công, nước đã chuẩn bị xong rồi, để em tắm cho ngài nhé. Thi Mạn không ngờ lại giống như một phụ nữ cổ đại, gọi tướng công, Diệp Phàm lập tức sửng sốt, nhìn cô chằm chằm. Ngài chắc chắn là cảm thấy kỳ lạ. Thực ra, Trung Quốc các ngài gọi là ông xã, tuy nhiên em lại thích văn hóa cổ đại Trung Hoa, cho nên, tướng công và ông xã cũng như nhau, đúng không? Nếu ngài ngại thì em sẽ thay đổi. Thi Mạn nói tiếng phổ thông khá chuẩn. Diệp Phàm cười nói. Ở đây em là chủ, tôi phải tôn trọng em, tuy nhiên, gọi là tướng công thì có vẻ hơi sớm, cứ gọi tôi là Diệp Tiên Sinh, có được không? Không sớm nữa đâu, từ giờ em là của ngài rồi. Nếu tướng công không cần em thì gia tộc Lạp Lạc sẽ đuổi em đi mất, em sẽ thành cô nhi. Thi Mạn đúng là biết ăn nói. Nói tới đây, không ngờ khóe mắt còn rơm rớm. Được rồi, tôi đi tắm một chút. Diệp Phàm có chút phiền, phất phất tay, rồi đi vào phòng tắm, thấy một bồn tắm lớn. Sờ thấy nước ấm, hắn liền vào ngâm mình rất thoải mái. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy vào, biết Thi Mạn đến, Diệp Phàm liền nói. Vào đi. Thi Mạn đã thay bộ áo ngủ bán thân trong suốt, toàn bộ gò bồng đảo quyến rũ hiện ra trước mắt Diệp Phàm, tuy nhiên vẫn có chút mông lung. Mặt cô liền đỏ bừng như gấc chín, vừa kiều diễm, vừa ướt át như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Bị Diệp Phàm nhìn lướt qua, lập tức thân mình run rẩy, đôi chân cũng đứng không vững. Em chưa giúp ai kỳ lưng chứ? Diệp Phàm thản nhiên, hưởng thụ, nói. Chưa, chưa. Thi Mạn gật gật đầu, tuy nhiên sau đó nói. Em đã qua huấn luyện chính quy, massage kiểu Trung Quốc cũng từng học qua. Nghe nói, em được đào tạo chuyên sâu ở Học viện Âm nhạc Trung ương, tốt nghiệp Đại học Cambridge, em phải là người có tư tưởng, tiến bộ, mới đúng, tại sao lại chịu sự sắp xếp của cha mình như vậy? Tôi không nói là thân vương thế này thế khác, nhưng em không thấy sự sắp xếp này hoang đường hay sao? Diệp Phàm nhíu mày, muốn thuyết phục cô từ bỏ. Chương 1087, mối bất hòa trong vương thất. Em sinh ra trong gia tộc Lạp Lạc Đế, lời cha nói không khác gì lời của hoàng đế thời cổ đại nói. Kỳ thật, cái này không làm khó được em,
nhưng em còn có nguyên nhân khác. Thi Mạn nói những lời này xong, cũng thấy người thả lỏng hơn một chút, lượn lờ đến gần Diệp Phàm, ngồi xổm xuống trả lưng cho hắn. Có thể nói cho anh biết không? Diệp Phàm nói đến thấy hiếu kỳ, nghĩ, có lẽ là thân vương trong vương thất Lạp Lạc Đế. Anh là tướng công của em đương nhiên phải nói cho anh biết rồi. Mẹ của em tên Cổ Đế Ti, xuất thân thuộc gia tộc Cổ Đế xa xưa của Vương quốc Thái Lan, ông ngoại là người Trung Quốc, tên Thang Tông Cơ, bà ngoại tên Cổ Đế Lệ Lôi. Nhưng bởi vì sinh sống ở Vương quốc Thái Lan, cho nên mẹ em phải theo họ của gia tộc Cổ Đế mới được, bà còn có tên Trung Quốc là Thang Mai Chi. Khi trở về Trung Quốc thăm người thân bà đều dùng tên Thang Mai Chi. Thi Mạn nói, vậy ở Trung Quốc em còn nhiều thân thích không? Diệp Phàm hỏi, dạ, nhà ông ngoại, Thang gia, ở Trung Quốc cũng thuộc hàng giàu có rất nhiều bà con, em có đếm cũng đếm không hết. Thi Mạn trên mặt lộ vẻ hạnh phúc, mỉm cười nói. Mẹ em là vợ thứ mấy của thân vương? Diệp Phàm hỏi, bà là vợ thứ hai, không phải vợ chính thức do quốc vương sắc phong. Nhưng, mẹ cả bởi vì không sinh được con trai, mà hai vợ sau đều có con trai. Cho nên theo quy định của vương thất là không được, tuy nói cha em là thân vương nhưng đó cũng chỉ là một chức xuông mà thôi, nhưng gia tộc cha em rất coi trọng danh hiệu này. Đại phu nhân cũng biết quy củ này, nên tự động thoái lui. Vương thất cũng đã phê chuẩn, tuy nhiên, theo quy củ của gia tộc Lạp Lạc Đế, việc sắc phong danh hiệu chính thê sẽ không phải đi theo trình tự, mà là chọn ra một người trong số các người vợ còn lại. Người đó là người mạnh nhất. Người mạnh nhất này cũng không xem mẹ em xinh đẹp hoặc là có bản lĩnh hay không. Mà chỉ xem trong số các người con sinh ra người nào mạnh thì liền được tuyển mẫu này sắc phong. Lạp Mông là em trai ruột của em, nó năm nay mới 18 tuổi nhưng đã là quyền thủ tam đẳng. Phụ thân ký thác kỳ vọng cao ở nó, hy vọng nó có thể trở thành người Thái Quyền Vương. Tuy nhiên, chuyện này quá khó khăn, bởi cả Vương quốc Thái Lan Thái Quyền Vương ngũ đẳng không vượt quá 15 người. Lục đẳng kỳ thật không được gọi là Thái Quyền Vương, phải gọi là Thái Quyền Hoàng, cái này, đương nhiên càng khó. Theo như phụ thân nói thì chưa từng thấy người thứ hai. Thi Mạn vẻ mặt trầm tư nói. Thất đẳng thì gọi là gì? Diệp Phàm thấy hứng thú, thầm nhủ, mình chính là cao thủ thất đẳng đây, hẳn phải có cái danh xưng hàng đầu mới đúng. Thất đẳng gọi là Thái Quyền Đế, tuy nhiên, phụ thân nói là ông chưa thấy qua cao thủ như thế. Thi Mạn nói. Xem ra gọi em đến cũng có chủ ý của mẫu thân em trong đó. Diệp Phàm quay đầu nhìn chằm chằm Thi Mạn, hỏi. Ừ. Thi Mạn gật gật đầu, mịt mờ nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Anh có lẽ sẽ nói mẫu thân em ích kỷ, kỳ thật, ở trong một đại gia tộc, bà chỉ muốn tranh thủ vì ích lợi chính mình. Tam phu nhân xuất thân từ gia tộc Phúc Địch của Vương quốc Thái Lan, gọi là Phúc Địch Âm Âm, con trai tên là Lạp Hoa Lợi. Người này cũng là Thái Quyền thủ tam đẳng. Anh ta có sư phụ giỏi, tên Tư Phan Lâm, người này thuộc hàng Thái Quyền Vương ngũ đẳng. Vốn sau khi nghe Tư Phan Lâm nói xong phụ thân vốn đã cố ý xin vương thất sắc phong anh ta là Phúc Địch Âm Âm. Tuy nhiên, mẫu thân em đưa ra ý kiến trái ngược, cuối cùng, cha em hơi chút do dự, nói là chờ thêm một thời gian xem sao. Phiền toái, chuyện này phỏng chừng còn cuốn theo vào cái vòng gọi là vương thất tranh đấu. Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ, nhức đầu thật, nghĩ thế liền nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không dám hé răng, chỉ sợ Thi Mạn đề xuất ra chuyện gì, thì chính mình sẽ bị vây vào hoàn cảnh lưỡng nan. Chỉ Tam phu nhân là người của gia tộc Phúc Địch thôi, phỏng chừng cũng là đại gia tộc rồi. Tuy nhiên, khi Thi Mạn giúp hắn xoa xoa lưng thì đột nhiên khóc thút thít. Sao lại khóc, chuyện này? Diệp Phàm biết rằng cái nên tới cũng đã tới. Em khóc là vì ông ngoại. Thi Mạn khóc thút thít nói. Anh biết ý của em, đơn giản là muốn anh trợ giúp em trai của em một tay tranh thủ danh hiệu mẫu thân nên có được có phải hay không. Tuy nhiên, chuyện này đối với ông ngoại có gì quan hệ? Diệp Phàm nhíu nhíu mày, hỏi. Anh không biết đó thôi, cuộc sống của ông ngoại ở gia tộc Cổ Đế cũng không được như ý, mẫu thân em rất kính trọng ông ngoại. Cho nên vẫn luôn tranh thủ, muốn có được danh hiệu, trở về gia tộc Cổ Đế, đến lúc đó địa vị của mẫu thân rất cao. Cũng có thể vì ông ngoại lên tiếng. Kỳ thật ông ngoại là người rất tốt, ông rất thương em, ông chịu không nổi sự kỳ thị của gia tộc Cổ Đế, cho nên, vẫn ở Trung Quốc mà không muốn trở về. Về phần bà ngoại, trong lòng bà khó chịu, nhưng gia tộc có quy củ của gia tộc, bà không có sức để phản kháng,
Ở gia tộc cổ đế chỉ biết người có thực lực, nếu không có thực lực thì nói gì đến quyền phát ngôn. Bà ngoại một năm về Trung Quốc vài lần, bôn ba mệt nhọc, nhưng chẳng có cách nào chuyện này, mẫu thân đều nhìn thấy đau trong mắt, xót xa ở trong lòng. Cho tới bây giờ thì họ đều già cả rồi, trong lòng ông ngoại vẫn luôn như bị xương cá châm vào, cảm thấy uất ức, nhục nhã. Tuy nhiên, ông luôn yêu bà ngoại, bằng không hai người họ sớm đã ly tán. Thì Mạn mặt đầy nước mắt nói. Hừ, gia tộc cổ đế có phải không? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, khinh thường người Trung Quốc sao, phải dạy cho bọn họ chút giáo huấn mới được. Nghe xong, lửa giận như bị khơi dậy trong lòng Diệp Phàm, đây là một cơn giận về tự hào dân tộc. Thì Mạn, chúng ta có thể kết bạn, qua một thời gian nữa sẽ nói sau, thấy thế nào? Sau khi tắm xong Diệp Phàm ngồi trên sofa nói, vẫn không muốn dính vào loại phiền toái như thế này. Nhưng duỗi tay ra giúp Thi Mạn một tay thật ra là chuyện có thể. Anh coi thường em. Thi Mạn ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Có phải em rất xấu hay không, vì vậy anh không thích? Không phải, em rất đẹp, chỉ có điều anh cảm thấy vẫn chưa phải lúc. Diệp Phàm nói, cảm giác thấy thật liều. Được, vậy anh có thể không cần để ý tới em, sáng ngày mai em sẽ rời khỏi gia tộc Lạp Lạc Đế, về sau sẽ thành kẻ không có nhà để về. Em có bằng tốt nghiệp Cambridge, em sẽ tự nuôi sống chính mình. Thi Mạn tức giận, khí xung thiên nói. Chuyện này, em không cần phải làm như vậy. Chúng ta không nói, bọn họ sao biết được, có phải hay không, ha ha. Diệp Phàm cười nói. Vậy chúng ta có thể thử kết bạn một thời gian xem sao. Mẹ em rất thông minh, bà sẽ không tin. Thi Mạn lắc lắc đầu, mặt đột nhiên đỏ bừng. Có ý tứ gì? Diệp Phàm sờ sờ đầu. Thầm nhủ, chẳng lẽ còn giống như thời cổ đại, còn phải kiểm tra sao? Sáng mai mẹ sẽ kêu thầy thuốc tới. Thi Mạn nói đến đây, trên mặt giống như người uống rượu, đỏ bừng bừng, nhẹ nhàng nằm ở trên giường. Chiếc áo ngủ mỏng manh bằng tơ lụa cũng đã mở sẵn cho hắn, tuy nhiên Diệp Phàm nhìn thấy tay cô đang run, run lẩy bẩy, phải mất một hồi lâu mới mở xong, xem ra, nội tâm cô đang mất bình tĩnh, dù sao, đây cũng là lần đầu của cô. Rất chu đáo, thế này không phải bức ép mình nhất định phải lên lương sơn sao? Diệp Phàm hung hăng mắng một câu, qua phòng kế bên gọi điện thoại, đem tình hình nói sơ qua cho Trấn Đông Hải biết, nào ngờ lão già này nghe xong phán cho bốn chữ, nhập gia tùy tục. Tục cái con khỉ. Ngắt điện thoại, Diệp Phàm thấy phiền thật sự, lại gọi cho Thiết Chiêm Hùng, đem tình hình nói lại một lần nữa. Chúc mừng nha chú em, có mỹ nhân đưa đến tận miệng còn đẩy ra. Ôi! Đại ca đây sao không được may mắn thế này? Thiết Chiêm Hùng pha trò cười nói. Em sợ phiền toái. Diệp Phàm chua xót nói. Ông anh nói với chú này, chú an tâm hưởng thụ mỹ nhân, xong việc rồi đi, về sau ở Vương quốc Thái Lan có sinh ra cả lũ con thì có gì không tốt. Dù sao trong nước cũng không ai biết, tin tưởng bọn Tề Thiên kia hẳn cũng sẽ tự dán kín miệng thôi. Thiết Chiêm Hùng trở nên đứng đắn nói. Làm vậy chỉ sợ không ổn. Kỳ thực, Diệp Phàm này có chút gì đó nghĩ một đằng nói một nẻo, thật ra thì tâm hắn cũng đang rúng động. Thi Mạn mang hai dòng máu Trung Quốc và Vương quốc Thái Lan nên trông rất xinh đẹp, đứng trước vẻ đẹp độc đáo này Diệp Phàm không động tâm mới lạ, bởi vậy chuyện gọi điện thoại chỉ là cách tự tìm lời ủng hộ mà thôi. Nói thật với chú em vậy, anh đây phỏng chừng chú em sập bẫy người nào đó rồi. Thiết Chiêm Hùng cười gượng nói. Không thể nào, ai sập bẫy? Diệp Phàm căng thẳng hỏi, quả thực về phương diện này hắn cũng thấy mù mờ. Lạp Lạc Đế cùng quốc gia chúng ta có quan hệ rất tốt. Chuyện này cậu hiểu không, chuyện cậu cùng Thi Mạn là thiện ý mà Lạp Lạc Đế người ta thể hiện với quốc gia chúng ta. Xem ra phải có người chỉ thị làm, có thể hợp tác thì đương nhiên là hy vọng tiến thêm một tầng cao hơn rồi, tiện bề triển khai một vài công tác thôi. Thiết Chiêm Hùng nói một hơi một hồi. Ông anh nói chuyện này là do thủ trưởng Trấn làm. Diệp Phàm lập tức trợn tròn mắt, thật khó mà tin được có liên quan đến Trấn Đông Hải. Không phải ông ta đâu. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Vậy đó là ai? Diệp Phàm chưa từ bỏ ý định. Tự mình động não đi, họ Lý kia đó, ha ha, không nói nữa, ông em đi nghỉ ngơi đi. Về sau mang về cho tôi xem là được, chị dâu chú lại làu bầu rồi. Thiết Chiêm Hùng cười gượng hai tiếng treo điện thoại. Họ Lý, ai? Diệp Phàm buông điện thoại xong thử người ra một lát, đập mạnh bàn một cái, không phải Lý Khiếu Phong thì còn ai vào đây?
Lão già này, về hưu rồi mà còn chõ mõm vào, kiếm chuyện với bố đây mà. Nhưng, người ta hình như cũng có ý tốt, mình cũng đâu đã chịu thiệt gì, hơn nữa, của hồi môn của Lạp Lạc Đế hẳn phải rất phong phú. Diệp Phàm cười gượng hai tiếng bước vào phòng ngủ. Thấy Thi Mạn nằm trên giường đang nghĩ ngợi gì đó, sắc mặt thế nào ấy. Ừ, giống như khóc vậy, thoáng nhìn thấy Diệp Phàm tiến vào, khẩn trương đứng lên, bên trong chiếc áo ngủ đã mở sẵn cúc áo trống không, vừa nhìn thấy cảnh sơn cùng thủy tận trước mắt, nước chảy lọt tọt. Trong phòng, Long Phượng vần nhau, mà con chim Phượng này là chim ngoại quốc nữa chứ, Diệp Phàm vất vả gieo giống, thầm nghĩ chắc không phải một lần là dính chứ, vài lần mới được chứ. Nhưng nếu dính rồi thì phải mang họ Diệp của mình mới đúng, sao có thể mang họ ngoại lai. Mấy người cũng đã mệt mỏi, ngủ mãi đến giữa trưa ngày hôm sau vẫn không rời giường, khi tỉnh lại đã là trạng vạng ngày hôm sau. Ba ba rất sớm chờ ở trong sảnh, nói là đế thân vương Lạp Lạc mở tiệc chiêu đãi khách quý. Mấy người thay quần áo, đến sảnh lớn ngắm nghía cho nhau vài lần, Tề Thiên nhìn thấy sắc mặt Hạ Hải Vĩ có chút nhục nhã, cười gượng nói. Lão Hạ, làm được mấy lần? Có thể làm được mấy lần chứ, không so được với thanh niên các cậu rồi. Hạ Hải Vĩ cười đưa năm đầu ngón tay ra. Ha ha, cũng không tệ lắm, cả một bàn tay, tôi thì chưa đến hai bàn tay, hơn nữa, tôi sao có thể cùng đại ca so sánh, công chúa Thi Mạn cũng không biết chịu nổi không. Tề Thiên cười nói, thấy Thi Mạn đi ở phía sau Diệp Phàm, lập tức lùi về sau, không dám hé răng. Chương 1088, tiệc hồng môn. Tiệc của Lạp Lạc Đế gia mở trong đại sảnh, rất xa hoa và khí phái. Ba bà vợ cùng mấy người con ở nhà đi theo tò tò bên cạnh. Bên cạnh thì người hầu đứng cả một hàng. Diệp Phàm được sắp xếp ngồi ở phía đối diện Lạp Lạc Đế, Thi Mạn không ngồi vào hàng ngũ gia tộc Lạp Lạc Đế. Mà một người hầu kéo ghế cho Thi Mạn ngồi ở bên cạnh Diệp Phàm. Đó là một chiếc bàn rất dài. Ước chừng dài 4-5 mét, rộng độ 15 mét. Thân vương các hạ đáng kính, đối với nhiệt tình và khoản đãi của ngài, tôi chân thành cảm tạ. Tôi kính ngài một ly. Diệp Phàm tao nhã giơ chén rượu lên, cười nói. Nghe nói các hạ là quyền hoàng lục đẳng, ngài kính rượu tôi rất vinh hạnh. Hai bên nói những câu xã giao khách sáo kính rượu lẫn nhau. Hạ Hải Vĩ cũng kính rượu người nhà Lạp Lạc Đế. Tuy nhiên, với đôi mắt ưng của mình, Diệp Phàm mẫn cảm giác có người nào đó đang nhìn với ánh mắt không thiện cảm. Mịt mờ quan sát một vòng. Phát hiện người bên nhà tam phu nhân Phúc Địch âm âm đang nhìn qua. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, giơ chén lên tỏ vẻ giao hảo, Phúc Địch âm âm bộ dáng trông rất kiều diễm. Xem ra người phụ nữ này phỏng chừng rất biết dưỡng sắc, nhìn sơ qua không khác gì mấy cô nàng mới 27-28 tuổi. Mẹ của Thi Mạn cổ đế ti cũng không khác biệt lắm, nhìn qua vẫn khá trẻ so với tuổi. Lúc này, một người trung niên cao to cường tráng tay cầm một thứ gì đó là lạ cầm chiếc ly to bước qua. Nói, vị khách tôn quý này, tôi đại diện cho em trai vương tử Lạp Hoa Lợi của tôi kính ngài một ly. Diệp Phàm thản nhiên nhìn, biết người này chính là Thái Quyền Vương ngũ đẳng Tư Phan Lâm mà Thi Mạn vẫn nói. So với thân thủ Trần Quân thì không sai biệt lắm. Người này tất nhiên là cũng không có ý gì tốt, nhưng Diệp Phàm cũng thản nhiên không xem y ra gì cả. Nhìn lướt qua chén rượu to đùng có thể chứa đến 2 cân rượu, thấy Lạp Lạc Đế cũng không tỏ thái độ gì. Biết thằng nhãi này cũng mang tâm lý muốn thử, liền cười và hai người cùng cụng một ly to. Nghe thân vương đại nhân nói Diệp tiên sinh là Thái Quyền Hoàng Lục Đẳng, Tư Phan Lâm tôi rất khâm phục. Không biết có thể luận bàn cùng các hạ mấy chiêu, góp vui cho thân vương được không? Tư Phan Lâm ưỡn ngực, cố ý nói. Nâng cốc lên và chuẩn bị. Tay vừa dùng sức thì cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn như hai quả bóng chuyền. Ngay lúc đó khiến cho các cô nàng đang tuổi xuân hơ hớ của Lạc gia nhìn mà chật chật lưỡi lên hồi. Sau khi nói xong liền quay sang Lạp Lạc Đế ra hiệu tay, Lạp Lạc Đế gật gật đầu, như cười như không. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm, xem ra tiệc này căn bản không khác gì tiệc hồng môn, là Lạp Lạc Đế cố ý làm thế, xem ra ý đồ chẳng mấy tốt đẹp rồi. Thì Mạn ngồi một bên có chút run rẩy. Phỏng chừng là có chút lo lắng. Diệp Phàm giơ tay lên vỗ nhẹ vào tay cô, giúp cô bình tĩnh. Em trai của mẹ Thi Mạn cũng không sai biệt lắm, đều rất căng thẳng, đặc biệt là mẹ cô cổ đế ti. Căng thẳng đến mức trán toát cả mồ hôi. Cũng khó trách, chàng rể hờ này năng lực cao thấp sẽ quyết định phần nào địa vị mẹ Thi Mạn trong Lạc Đế gia.
Diệp Phàm thì không sao cả, tuy nhiên, Cổ Đế Thi thì khác, bà rất coi trọng việc được hay không được. Nhảy nhót như thằng hề. Trần Quân ngồi bên cạnh hừ thanh nói. Ngài nói cái gì? Tư Phan Lâm tuy nói nghe không hiểu Trần Quân nói gì, nhưng cũng cảm giác được chút gì đó. Trần Quân kia ánh mắt như có chút khinh bỉ, nhìn người trung niên đảm đương công việc phiên dịch đang ngồi một bên hừ nói. Đây, người trung niên kia không dám dịch hết ý, phải biết rằng tính tình Tư Phan Lâm không được tốt lắm. Nếu chọc giận gã thì người trực tiếp bị nện cũng có thể là chính mình lắm. Hơn nữa, Lạp Lạc Đế thân. Hơn nữa, thân vương Lạp Lạc Đế cũng để ý Tư Phan Lâm. Vị tiên sinh này nói là muốn luận bàn với anh, nói là anh vẫn chưa xứng để nói chuyện cùng đại ca anh ta là tiên sinh Diệp. Bởi vì, anh ta là thái quyền hoàng lục đẳng, anh chỉ là một thái quyền vương ngũ đẳng thôi. Lão hạ chỉ vào Trần Quân, nhìn người phiên dịch nói, người phiên dịch khẩn trương gật gật đầu, đem lời lão hạ dịch lại. Vừa dịch xong, tất nhiên là đưa tới cho Lạp Lạc Đế ra một phen kinh ngạc. Đặc biệt là cả nhà Tam phu nhân. Càng có chút phẫn nộ, bởi vì Phan Lâm là do Phúc Địch ra mời đến, bình thường cung kính gã giống như thần. Không ngờ bị đối phương miệt thị như thế, nên chịu không nổi. Con trai Phúc Địch âm âm là Lạp Hoa Lợi đầu tiên không kìm nổi đứng lên, nhìn Trần Quân hừ nói. Khách quý, Lạp Hoa Lợi tôi cũng có mấy chiêu muốn thỉnh giáo. Em trai Thi Mạn là Lạp Mông vừa thấy cũng muốn đứng lên, nhưng bị ánh mắt của mẫu thân là Cổ Đế Ti cản lại. Vương tử, ngài thật muốn luận bàn, tìm tôi thôi đã đủ. Hạ Hải Vĩ thản nhiên cười. Vẻ mặt rất thân thiện. Bởi vì Diệp Phàm nhìn anh ta ra hiệu, biết Lạp Hoa Lợi này nhiều lắm chỉ là thân thủ tam đẳng. Kinh nghiệm đánh nhau kịch liệt hẳn không phong phú bằng mình. Công lực gã so với mình cao, nhưng kinh nghiệm thì không phong phú như mình. Thường thì kinh nghiệm khi so sánh ở một vài trường hợp thì có tác dụng lớn hơn nhiều. Đến đây đi. Lạp Hoa Lợi chọc tức, bước đến gian phòng bên cạnh. Hạ Hải Vĩ cũng không yếu thế, trầm ổn bước qua, ánh mắt của tất cả mọi người tất nhiên cũng đi theo quan sát. Qua rát. Lạp Hoa Lợi đột nhiên giống lên một tiếng to, chạy lấy đà vọt lên, đấm thẳng một quyền. Nhắm thẳng cằm lão hạ mà đưa tới, quyền thế rất hung ác. Nếu bị đập trúng phỏng chừng cằm của lão hạ sẽ vỡ mất. Thái quyền rất chú ý đến tốc độ và sức khi ra đòn. Tới rất kịp lúc, lão hạ một chút cũng không hoảng hốt, ứng dụng thuật dùng quyền cước Diệp Phàm dạy trong quân đội. Cùng công phu đặc thù Diệp Phàm truyền. Chợt né người sang một bên, một quyền hung ác của Lạp Hoa Lợi chỉ đành phải đấm vào không trung, thật uổng phí. Ra bao nhiêu sức trong đó. Đến đây, Lạp Hoa Lợi cảm thấy có chút mất mặt. Lùi người lại, chân hướng lên phía trên vừa tính ra đòn. Nhắm vào phần eo của Hạ Hải Vĩ đá qua, tay cũng không để không, tung ra bên ngoài hướng về phía sau, phần ót của lão hạ. Vật lộn. Trong lòng Diệp Phàm đang nghĩ, quả nhiên Hạ Hải Vĩ không khiến hắn thất vọng, vội ngồi xổm xuống né đòn. Chân của Lạp Hoa Lợi đột nhiên vừa vặn vươn tới đỉnh đầu lão hạ. Thế là lão hạ giơ tay lên chụp lấy luôn. Một âm thanh nhỏ vang lên. Toàn thân Lạp Hoa Lợi thiếu chút nữa ngã xuống đất, lùi xéo về ba bước mới lấy lại được cân bằng. Mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm lão hạ, không dám vội vàng đưa chân ra quyền nữa, thật ra đã biết thận trọng hơn. Sao lại như thế, trình độ của người Trung Quốc này cao vậy sao, có bản lĩnh tiếp mấy đòn của Lạp Hoa Lợi. Tư Phan Lâm ngồi một bên có chút khinh thường, cố ý hừ nói. Ha ha, đây là đạo tinh thâm trong quyền thuật của Trung Quốc, cứng đối lại cứng là hành vi ngu ngốc. Có thể né thì vì sao phải tông vào, đến khi đối phương không còn khí lực để ra quyền thì đánh bại đối phương không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Đánh ngã đều là gấu chó cả, có thể thắng mới chính là anh hùng. Diệp Phàm hừ thanh trả đòn. Sau khi ba ba rắt vừa dịch xong, khóe miệng Phan Lâm co giật vài cái, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Không hé răng. Khốn thập. Lạp Hoa Lợi phẫn nộ rồi, kêu lên và vò tới bên người lão hạ. Ra thẳng một quyền mạnh như sấm công kích qua. Đó là tốc độ của thái quyền, đích xác rất nhanh, nắm tay Lạp Hoa Lợi nhanh đến sắp thành quyền ảnh. Hạ Hải Vĩ còn nhanh hơn, bởi vì, hắn có khinh thân để túng thuật của Diệp Phàm, chợt né một bước. Không ngờ đã di chuyển tới phía sau Lạp Hoa Lợi rồi. Khi Lạp Hoa Lợi mạnh mẽ một hơi đánh ra mười mấy quyền, kinh lực tiêu hao quá lớn. Thêm nữa là lão hạ không ngừng dụ gã di chuyển nên hao phí thể lực càng lớn hơn nữa.
bắt lấy cơ hội, Hạ Hải Vĩ hạ độc thủ. Đá một đá khiến Lạp Hoa Lợi khẩn trương nhấc chân đánh trả, tuy nhiên, nắm tay của Hạ Hải Vĩ nào chịu buông tha. Tặng thêm một quyền, ra đòn rất nghiêm trọng, hung hăng đánh vào mũi của Lạp Hoa Lợi, lập tức máu tuôn ra. Kỳ quái ở chỗ, thân vương Lạp Lạc Đế cũng không hô dừng đấu, riêng mẫu thân của Lạp Hoa Lợi thì nóng lòng. Lạp Lạc Đế không hé răng, thì mẫu thân gã có gấp cũng vô dụng. Lão Hạ thấy bên kia không động tĩnh, không có ý kêu đình chiến. Nếu ngài không bảo dừng thì tôi đương nhiên không khách khí. Thừa dịp Lạp Hoa Lợi đang lau nước mũi, hai chân liên tục ra quyền, một âm thanh nữa vang lên. Rốt cục gã bị quẳng xuống đất. Đứng lên, tiếp chiến. Lạp Lạc Đế nhìn thằng con lạnh như băng hô lên. Lạp Hoa Lợi máu mũi đầy mặt, gầm rú như điên đánh thẳng về phía Lão Hạ. Nhưng Lạp Hoa Lợi đã tự rước lấy nhục, ra quyền lung tung, chủ yếu đã không còn sức lực. Hạ Hải Vĩ bồi thêm mấy quyền nữa khiến gã ngã gục xuống đất, lần này, Lạp Lạc Đế ra hiệu ngừng chiến. Tư Phan Lâm cất bước đi lên phía trước, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Tuy nhiên, Lạp Lạc Đế cũng khoát tay áo, cười nói. Không cần tái chiến, nhất định phải luận bàn. Chọn thời gian chính thức luận bàn, thấy thế nào Tư Phan Lâm? Hừ, ba ngày sau sẽ gặp nhau một trận kịch liệt tại rừng cách đấu. Tư Phan Lâm nhìn Diệp Phàm hô lên, còn giơ tay ra quyền nữa chứ. Thi Mạn vừa nghe, sắc mặt liền có chút thay đổi. Xem ra cách đấu lâm này danh khí không nhỏ, kỳ thật, nơi đây chính là một nơi đánh nhau kịch liệt giữa các cá nhân. Nhưng có công chứng, song phương chỉ cần ký ước, đấu chết cũng được. Hơn nữa, quyền đánh cuộc khá lợi hại. Tôi cá là sư phụ sẽ thắng, 530.000 đô la Mỹ. Lạp Hoa Lợi lau khô máu trên mũi xong, hét lớn. Tôi ra con số lớn hơn, đánh cuộc Diệp tiên sinh sẽ thắng. Em trai Thi Mạn là Lạp Mông không chút yếu thế, cũng chen chân vào. Ha ha, tôi ra con số cao hơn ngày nữa, có ai muốn tăng giá hay không? Diệp Phàm nhìn nhóm Lô Vĩ nói. Liếc mắt một cái, tất cả mọi người lập tức đều hưởng ứng. Tề Thiên thêm con số chục ngàn đô la Mỹ, Trần Quân thêm hàng chục ngàn đô la Mỹ, Phương Viên không có tiền, cũng thế chấp 100 ngàn. Hạ Hải Vĩ không có tiền, Diệp Phàm cho anh ta mượn 100 ngàn đô la Mỹ. Mắt thấy có cơ hội kiếm được tiền nên cũng nhanh chân tới. Nhưng nếu không có tiền cũng như không, Lô Vĩ là người có tiền nhất, bỏ ra 1 triệu đô la Mỹ. Tư Phan Lâm tiên sinh, tiền phía Diệp tiên sinh bỏ ra còn có phần của Lạp Mông Vương thêm vào, con số tiền đánh cuộc tổng cộng cũng không nhỏ đâu. Ngài có đánh cuộc không? Phiên dịch viên Ba Ba Rắt nói. Chờ một chút, tôi thêm 600.000 đô la Mỹ. Lúc này, Thi Mạn đột nhiên nói. Diệp Phàm liếc mắt một cái, mặt hơi mỉm cười. Ngài nếu dám đánh cuộc cùng Kiệt Khắc Tây Lạc, tôi sẽ thêm 1 triệu đô la Mỹ vào tiền cá cược. Tư Phan Lâm nhìn Diệp Phàm nói. Không được ông xã, anh không thể đánh cuộc cùng Kiệt Khắc Tây Lạc. Thi Mạn khẩn trương nói. Kiệt Khắc Tây Lạc là ai? Diệp Phàm quay đầu, thản nhiên mỉm cười, hỏi. Ông ta là sư phụ của Phan Lâm, là Thái Quyền Hoàng Lục Đẳng nổi danh của Vương quốc Thái Lan chúng ta. Nghe nói vài năm qua đã lên tới đẳng cấp quyền đế, từng một mình đánh bại 4 thái quyền vương ngũ đẳng. La Bác Xế Lốt cũng bị ông ta chỉ mất vài phút đã có thể đánh bại, trong các quyền hoàng ông ta là vô địch. Vương quốc chúng em căn bản là chưa từng thấy ai là thái quyền đế thất đẳng, không thể đấu đâu anh ơi. Thi Mạn có chút nóng lòng. Vì sợ Diệp Phàm bị thiệt hại nặng nề nên nói. Chương 1089, kiếm món hời to trước rồi tính sau. Người Trung Quốc không dám so có phải hay không? Không dám so thì chui qua từ chỗ tôi đi. Tư Phan Lâm kiêu ngạo, ngông cuồng tới cực điểm, chỉ vào hán mình la lớn. Lạp Lạc Đế vẫn không hé răng, cho thấy rõ ràng muốn xem náo nhiệt mà. Ha ha, so thì so. Tuy nhiên, không phải 3 ngày sau mà 7 ngày sau, thấy thế nào? Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt hồn nhiên như không để ý. Được, đưa chi phiếu ra trước cho công chứng viên thu phí ký kết giao kèo. Tư Phan Lâm không ngờ mỉm cười rất quỷ dị, vừa mở miệng là đòi Diệp Phàm ký ước trước. Lô Vĩ, cái này cậu ứng ra trước nhé. Con số vừa rồi Tư Phan Lâm thêm anh tính cho. Diệp Phàm cười nói. Đại ca, ha ha, có thể mỗi người một nửa hay không, 1 triệu chia đôi. Lô Vĩ cười gượng, có tiền kiếm ai dại mà đi chê ít.
Tề Thiên gấp đến độ dương mắt nhìn, cũng bước qua, phỏng chừng là muốn chia phần, ghé sát bên tai Lô Vĩ nói thầm gì đó, nhưng Lô Vĩ lắc lắc đầu, nói. Nếu có tiền thì tôi gọi đại ca chia cho ông một ít, không có tiền thì bảo tôi ứng ra, chuyện như vậy đương nhiên không có cửa đâu. Lão đại, lão nhị, có thể cho mượn trước hay không, chú ba đây nghèo nhất trong ba huynh đệ chúng ta. Mỗi ngày dùng tiền phải đếm trên đầu ngón tay, có phúc cùng hưởng mà. Tề Thiên bất mãn nhỏ giọng hừ nói, một bộ dáng rất đáng thương. Kỳ thật, Tề Thiên thật đúng là không có tiền, lần này vẫn là nhờ số tiền 500 ngàn lần trước đi Hải Nam Diệp Phàm cho. Bởi vì Tề gia không tham gia vào chuyện kinh doanh, toàn bộ chi phí sinh hoạt dựa cả vào tiền cho thuê mấy gian hàng trên phố. Tề Chấn Đào lại không phải kẻ tham tiền, chỉ nhận chút tiền lì xì, Tề Thiên tiêu tiền như rác, tất nhiên thấy ngượng ngùng rồi. Không được. Lô Vĩ cùng Diệp Phàm đều lắc lắc đầu. Vậy mà kêu là huynh đệ. Hừ, tôi đem hai cửa hàng ở Thủy Châu cầm cố, tổng giá trị chắc cũng đủ số. Tề Thiên bất mãn hừ nói. Bỏ đi, chia ba vậy, cậu, Lô Vĩ, tôi ai cũng có phần. Diệp Phàm cười khan, Hạ Hải Vĩ chu mồm thè lưỡi ngượng ngùng mở miệng. Diệp Phàm vừa nhìn thấy, cười nói. Lão Hạ bỏ ít nhất, thôi thì tôi cho Lão Hạ mượn thêm một ít vậy. Trần Quân lại chu mồm thè lưỡi, tuy nhiên bị Diệp Phàm trừng mắt nên không dám hé răng, cảm thấy rất buồn bực. Lô Vĩ đi gọi điện thoại, không lâu sau thì Lô Phương Đông đưa chi phiếu tới, Vương quốc Thái Lan có địa phương chuyên làm công chứng, Diệp Phàm ký xong giao kèo thì giao tiền. Tuy nhiên, khi ký giao kèo Diệp Phàm nhìn thấy Kiệt Khắc Tây là không phải là người lớn tuổi, nhìn qua thấy cũng rất trẻ, mặt tròn, miệng cười tủm tỉm, còn để râu nữa chứ. Người này nhìn rất có phong độ nhìn Diệp Phàm gật gật đầu. Sau khi ký xong thì xoay người bước đi, cũng không nói thêm câu gì. Sáng ngày hôm sau Trương Hùng dẫn theo 4 người tới trang viên, tất cả ngồi trên xe cùng một xe đến, Diệp Phàm lúc này mới biết được công năng tòa lầu mà bọn họ trú ngụ thật đúng là không ít. Trương Hùng cho xe trực tiếp chạy vào tầng hầm, Diệp Phàm cùng Tề Thiên đi theo ba ba rắt thông qua bí đạo cũng đến được tầng hầm. Đương nhiên, khi tiến vào tầng hầm thì Diệp Phàm cùng Tề Thiên đều dùng thuốc biến sắc mặt, nên không lâu trên mặt từng thớ cơ nổi lên, nhìn qua thấy rất dữ tợn. Phỏng chừng nếu đi ra ngoài để cho Hạ Hải Vĩ thấy thì tuyệt đối anh ta sẽ bị dọa đến nhảy dựng. Xin chào. Trương Hùng đi đầu, cả năm người đứng nghiêm cúi đầu chào. Kỳ thật, Trương Hùng cũng là tổ trưởng tổ phản điệp thứ tư của tổ đặc nhiệm A, hơn nữa, chức vị là tổ trưởng chính, so với Diệp Phàm thì cấp bậc cao hơn. Tuy nhiên, bởi vì lần hành động này Diệp Phàm là thủ trưởng, cho nên, Trương Hùng phải cúi chào. Hơn nữa, Trương Hùng cũng biết, Trấn Đông Hải cũng rất coi trọng Diệp Phàm, và lại do lần trước đi theo Diệp Phàm thấy trận chiến giữa rắn với chim ưng cũng đã để lại ấn tượng sâu trong lòng Trương Hùng. Biết đồng chí này so với mình thì lợi hại hơn nhiều, nên Trương Hùng trong lòng thấy khâm phục, vì vậy mới cam tâm tình nguyện thừa nhận Diệp Phàm là đội trưởng, tiếng, thủ trưởng, được nói một cách tâm phục khẩu phục. Ừ, lôi vũ khí ra đi. Diệp Phàm lên tiếng, không chút khách khí ra mệnh lệnh. Chỉ trong chốc lát, từ trong xe được lôi ra rất nhiều vũ khí, loại súng trường bắn tỉa tiên tiến, lựu đạn, súng tự động, súng máy, còn có đạn đạo loại nhỏ dài bằng cánh tay, kính nhìn trong đêm, mặt mạ phòng độc. Đủ cả. Đương nhiên, thứ dùng cho vật lộn như dây, đao, cung, dụng cụ nào cũng đầy đủ hết, Tề Thiên đứng một bên nhìn mà mắt sáng chói, ngơ ngẩn hồi lâu. Đội trưởng, vũ khí mang lần này đều là loại nhẹ và tối tân nhất. Phỏng chừng còn phải gọi bọn họ đến làm quen một chút phương pháp khi thao tác, dưới tòa lầu này còn có một sân thử đạn nhỏ. Phải huấn luyện chặt chẽ một chút mới được. Tề Thiên, gọi bọn họ xuống dưới cả đi. Nếu bọn họ có hỏi thì nói đây là cơ mật báo săn là được. Diệp Phàm ra mệnh lệnh nói. Vâng. Tề Thiên đứng nghiêm nhận lệnh xong liền đi dẫn người xuống dưới. Không lâu sau. Lô Vĩ và Hạ Hải Vĩ, Trần Quân, Phương Viên đều xuống dưới cả. Phương Viên thì không có gì, bởi dù sao cũng đã gặp qua những tình huống như thế này rồi. Còn lại Lô Vĩ, Hạ Hải Vĩ cùng với Trần Quân, ba người này ai cũng giật mình, hai mắt chợt lóe sáng xông lên phía trước sờ mó mớ vũ khí đó. Cái kỳ quái chính là đám người Hạ Hải Vĩ không ai hỏi gì, cứ làm theo sự huấn luyện của Trương Hùng. Rạng sáng ngày thứ ba. Phong cảnh lọt qua rèm cửa là một màu hải dương xanh biếc, tất cả đều là cây cối, cỏ dại, chúng còn cao hơn so với người, đâu đâu cũng là đại thụ to đến mấy người ôm mới hết,
chiều cao độ 5-60 thước, nếu con người chui vào bên trong, thì nhìn giống như con kiến vậy, một chút động đậy cũng không thấy. Trương Hùng đi đầu, mọi người đi theo chỗ bước chân anh ta đã đi qua. Bởi vì, cây cối tùm nên rất nguy hiểm, côn trùng độc, rắn rết vô số, biết đâu khi vừa bước xuống đất thì những sát thủ thiên nhiên ẩn thân phía dưới này có thể là thứ lấy mạng của mình. Còn có cây cối nữa chứ, khi đột nhiên ngã xuống đập vào người thì đương nhiên có thể từ người biến thành quỷ rồi. Cái mạc giã ở phía sau Trương Hùng chỉ đường, anh ta cũng biết, nếu xảy ra chút lệch lạc nào đó thì cái mạng nhỏ của mình cũng toi đời. Cho nên, biểu hiện của thằng nhãi này so với nhóm Tề Thiên thì thận trọng hơn rất nhiều. Có anh ta dẫn đường, nên cũng thuận lợi tới được Phật Ma Nham. Đêm qua, Lạp Lạc Đế có Diệp Phàm đi cùng nên cũng có tán gẫu qua với cái mạc giã, bởi vì gia tộc cái mạc giã và Lạp Lạc Đế nói ra thì có chút thân, nên cái mạc giã cũng có chút cởi mở, hứa sẽ bồi thường một khoản tiền cho Phương Viên để kết thúc việc này. Hơn nữa, nghe nói người bị thương vào buổi tối hôm đó của hội Hắc La cũng đã được cứu. Tuy nhiên, tổn thất rất thê thảm và nghiêm trọng, 6 phần đã thành người tàn tật, không có khả năng lên đấu trường tiếp tục đánh đấm. Hơn nữa, ngày hôm sau hội Hắc La lại cùng đội Lang Vương đánh thêm một hồi, lại tổn thất thêm vài người tài giỏi, cái mạc giã sau khi nghe Lạp Lạc Đế truyền tin tức đến cũng thấy nóng bức. Nếu mình không đi thỏa hiệp thì phỏng chừng hội Hắc La thật sự sẽ xong đời. Đã không có hội Hắc La ủng hộ thì gia tộc cái mạc giã có thể sẽ bị đối thủ đối đầu nuốt chủng hoặc tiêu diệt. Ước chừng 8 phần là kết cục thế này rồi. Nên Lạp Lạc Đế nguyện làm chuyện này. Tuy nhiên, muốn can thiệp một chút cũng phải chờ xem lần này có còn sống mà từ Phật Ma Nham trở về hay không mới được, mất mạng rồi thì có nói chuyện gì cũng vô dụng. Cái tên Phật Ma Nham nghe ra rất giống tòa nham, kỳ thật không phải, bởi vì nơi đó có ngọn núi hơi giống như hình tượng Phật Tổ ngồi thiền cho nên mới được gọi là Phật Ma Nham. Người của Vương quốc Thái Lan có đến 6-7 phần đều tin Phật. Cho nên Phật giáo ở đây khá thịnh hành. Đội trưởng, ngài xem, đỉnh núi của cái ngọn núi giống bánh bao kia chính là núi Vạn Độc, bọn họ đều nói loại lá độc tông bát đều hái từ núi này, nhưng chỉ có cái mạc giã tôi biết chuyện căn bản không phải là như vậy. Cái mạc giã nhỏ giọng nói, cao thủ của tổ đặc nhiệm A có hai người biết tiếng Thái, lập tức phiên dịch cho Diệp Phàm nghe. Vậy yêu độc đó phối chế từ cái gì? Diệp Phàm vừa nghe. Nhìn ngọn núi phía xa xa liếc mắt một cái, hỏi. Cây tông bát, trên núi này mọc toàn cậy giả tông bát thụ. Chỉ có ở thánh địa tế thiên của tộc Samoa nơi đó mới có cây, đó mới là tông bát thụ chính cống. Hơn nữa, hàng năm chỉ có thể hái lá một lần, chỉ có lá màu hơi hồng mới có thể phối chế ra yêu độc, lá màu xanh thì không được. Cho nên, sản lượng của yêu độc kỳ thật cũng không cao, hơn nữa, giá rất mắc. Người Samoa chỉ dùng để đối phó với kẻ thù mà bọn họ căm hận nhất, bình thường sẽ không đem ra bán. Tôi lúc ấy cũng nhờ cơ duyên nên quen được tộc trưởng Địch Khắc Ma Đinh, mới may mắn có được một bao. Loại độc này rất giống xạ nước, xạ chất độc đi ra ngoài, và sẽ lan truyền trong không khí, không màu không vị nên rất khó phát giác. Cái mạc giã có tâm cầu hòa cho nên thật tỉ mỉ kể lại. Vậy sao anh không bị gì? Tề Thiên không kìm nổi hỏi. Tôi có thuốc giải, tuy nhiên, thuốc giải mà tộc trưởng cho chỉ có thể dùng để phòng độc, còn nếu đã nhiễm độc rồi thì không giải được. Cái mạc giã nói, Phương Viên lập tức quay đầu lại đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn, cái mạc giã không khỏi rụt cổ về. Lại đi thêm một đoạn đường nữa, Trương Hùng đột nhiên thủ thế, ngã người xuống đất. Đội trưởng, phía trước hình như có cái hố, là bẫy liên hoàn, một con lợn rừng đã bị đâm chết bởi mũi trông nhọn. Trương Hùng dùng vô tuyến dẫn âm nói. Vậy chỉ có thể thay đổi tuyến đường thôi có phải hay không? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Ừ. Trương Hùng đáp, cái mạc giã nói chỉ có hai con đường lên đó, con đường chúng ta đang đi là đường nhỏ. Đi theo đường lớn thì không được bởi chúng ta chỉ có vài người, không chống đỡ nổi hơn 100 người, sẽ chết chắc. Trương Hùng nói. Vậy thì chỉ có thể tìm đường nhỏ đi thôi, núi lớn như vậy hẳn phải tìm được đường lên núi mới đúng, chỉ có điều hơi phiền toái. Diệp Phàm hừ nói, tôi bảo người đi thăm dò trước. Trương Hùng nói, được. Diệp Phàm gật gật đầu. Tuy nhiên, không lâu sau thì tóm được một người và đã hỏi rõ mọi thứ, mới biết được bên Á Liên đang có một nhóm người đến chọn đội viên phòng hộ độc. Tới thật không đúng lúc. Trương Hùng có chút nóng nảy nhỏ giọng nói thầm. Hỏi một chút, Á Liên tới chưa? Diệp Phàm khoát tay nói. Vẫn chưa tới, phỏng chừng đang trên đường tới.
Trương Hùng nói. Lập tức xin chỉ thị tổng bộ, điều tra một chút về Á Liên. Diệp Phàm giật mình đưa ra chủ ý. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, tổng bộ cũng chưa từng nghe nói qua Á Liên là ai. Phải biết rằng bộ đội vùng tam giác vàng khá nhiều, mặc dù cũng thuộc tổ đặc nhiệm A quốc gia nhưng cũng không có khả năng ai cũng biết. Chỉ có thể nói biết được một vài gã trùm lớn thôi, người có chức vụ bình thường trong đội ngũ thì không rõ ràng lắm. Dù sao tổ chức tình báo tổ đặc nhiệm A cũng do người quản lý, mà người thì không phải thần tiên, cũng có cái giới hạn. Đội trưởng, có phải muốn cải trang công tiến vào? Trương Hùng cũng hiểu được ý tứ của Diệp Phàm. Rất khó khăn, một là chúng ta không quen thuộc tình hình của Á Liên, thứ hai, nếu Á Liên trước kia từng tới qua, tướng mạo vừa nhìn sẽ biết. Thứ ba, chúng ta giả trang nên rất dễ bị lộ. Bởi vì tài liệu căn cứ chính xác của Kanto, chúng ta một cái cũng không có. Hạ Hải Vĩ không kìm nổi nên lên tiếng nhắc nhở. Chương 1090, lên món thịt. Ha ha, diệt xong Á Liên thì không phải cái gì cũng có sao. Còn muốn biết về Á Liên đi hỏi người kia. Diệp Phàm nói. Vừa hỏi mới biết, Á Liên thật đúng là đã tới nhiều lần rồi, xem ra việc giả làm Á Liên trà trộn vào dám chắc sẽ không được rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn quyết định cải trang để tiến vào hàng rào, về phần Á Liên, Diệp Phàm tự có biện pháp, mặc dù đến lúc đó bị làm lộ thì có lẽ sớm đã bắt được tộc trưởng rồi. Trương Hùng, tổng bộ vẫn muốn lấy được yêu độc, vậy thú độc đó lấy về có ích lợi gì? Trương Hùng dẫn đường, mọi người thoái lui về phía sau hơn 10 dặm, mai phục tại đạo biên. Kỳ thật, con đường lớn này nhìn cũng không giống là đường lớn cho lắm. So với những con đường hẹp quanh co của Trung Quốc thì dấu vết con đường khá rõ mà thôi. Giống như con lộ mà bọn Diệp Phàm vừa đi qua, căn bản là không có dấu vết gì của một con đường, chỉ biết lần mò mà đi, nhắm một phương hướng đại khái mà tiến. Yêu độc à, tác dụng rất lớn. Lấy tình huống của Phương Viên ra mà nói, nếu chúng ta đem yêu độc đi nghiên cứu, sau đó phối chế ra loại dược có độc tính khác, ra tay ở trên người đối thủ không phải khá tốt đó sao? Hơn nữa, loại lá tông bát này có lẽ còn có thể có tác dụng kích thích khác. Chuyện này, lão bang ở tổ khoa học năng lượng có khi sẽ có biện pháp. Trương Hùng hắng giọng cười nói. Đợi khi phục kích Á Liên thì biết, hơn nữa, tốt nhất không nên dùng súng ống hiện đại, bởi nơi này suy cho cùng thì cách hàng rào không bao xa, nếu nghe được tiếng súng thì sẽ gặp phải phiền toái. Diệp Phàm vẻ mặt rất nghiêm túc nói. Một giờ chiều, ánh nắng rất gay gắt, tuy nhiên, bởi vì đang là mùa đông nên ánh thái dương kia chiếu lên người vẫn thấy rất ấm áp và thoải mái. Cả nhóm Diệp Phàm mai phục hơn nửa ngày, rốt cục cũng nghe được những tiếng bước chân hỗn độn. Không lâu sau thì truyền đến tiếng nói chuyện, nhưng điều khiến Diệp Phàm kinh ngạc chính là những người này không ngờ lại nói tiếng Trung Quốc, chỉ có điều phát âm có chút lơ lỡ, nghe kỹ thì cũng có thể nghe ra đang nói gì. Sẽ không phải là con cái đời sau của những tàn dư của quốc dân đảng trước đây chạy trốn tới vùng tam giác vàng này chứ? Diệp Phàm hỏi. Có 8 phần khả năng là vậy, ngày hôm qua tổng bộ cũng điều tra qua, thủ hạ của Đông Ba có rất nhiều người là người mang dòng máu Trung Quốc. Năm 1950, sau chiến dịch Nguyên Giang, tàn quân của quốc dân đảng chạy đến Myanmar, tuy nói là tàn quân nhưng bọn họ cũng khiến chính phủ Myanmar đau đầu 20 năm. Chính phủ Myanmar sau vài lần tác chiến với đám tàn quân này đều thất bại nên báo cáo lên Liên Hiệp Quốc rằng bọn họ là một đám tàn quân có kinh nghiệm được Mỹ trang bị vũ khí tiên tiến, mất 10 năm hỗn chiến với quân phiệt, 8 năm chiến tranh kháng Nhật, 5 năm nội chiến. Chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến tranh như vậy, đoàn lính đánh thuê của chính phủ Myanmar sao đánh thắng được. Sau đó, Thái Lan tiến hành chiêu an và bọn họ đã vì chính phủ Thái Lan ra sức cống hiến. Hiện tại bên ngoài nơi nào cũng có rất nhiều bộ đội. Nghe nói bây giờ ở vùng tam giác vàng có tới mấy chục vạn con sau đời sau sinh sống và vùng quanh mảnh đất này nữa, ôi! Bọn họ đều là người Trung Quốc, bọn họ muốn trở về, nhưng bởi vì nguyên nhân lịch sử nên việc này rất khó giải quyết. Trương Hùng thở dài. Truyền lệnh xuống, nếu người của Á Liên không phản kháng, thì không cần lấy tính mạng bọn họ. Diệp Phàm truyền đạt mệnh lệnh, dù sao, nhắm súng vào đồng bào nổ súng thì Diệp Phàm có chút không đành lòng. Có lẽ là bọn Á Liên chưa từng lọt vào vòng phục kích ở trên con đường này, cho nên vốn không dùng bất cứ thứ gì phòng bị, trên đường đi còn cười nói đùa giỡn rất vui. Họ nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng ngay dưới mắt của tộc Samoa còn có người chờ phục kích bọn họ. Trương Hổ, Lạc Kim Hoa không xấu,
nghe nói tiểu tử cậu muốn tán tỉnh cô em đó. Một thanh âm của một người đàn ông cười gượng nói, lập tức một trận cười vang lên. Cái này, ha ha, anh Á Liên, còn chưa tới tay mà. Kim Hoa là cháu gái họ của tộc trưởng, nói ra thì còn cần tộc trưởng Địch Khắc gật đầu mới được. Một chàng cười vang dội rất vui sướng. Thằng nhóc cậu mừng thầm đi, muốn làm thì làm có cái gì phải sợ, với tôi đây còn phải giấu sao, có phải muốn bị đánh hay không? Kèm theo những tiếng nói là âm thanh mông Trương Hổ bị đạp một cái, đau đến mức thằng nhãi này phải giơ chân lên, thấy vậy một đám người lại phá lên cười ồ. Đội trưởng Á Liên, nghe nói lần này chuẩn bị chọn lựa một số thanh niên tráng kiện có phải là chuẩn bị có động tác lớn hay không? Một thanh âm vẻ khàn khàn hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm quái gì, cẩn thận anh Đông Ba đem mày đi làm banh đá bây giờ. Á Liên hừ thanh nói, có ý cảnh cáo. Hành động. Diệp Phàm ra lệnh, bọn lão hạ đã sớm mai phục xong giờ bắt đầu xông lên. Vì phải trong khoảng thời gian ngắn nhất tạo hiệu suất cao nhất, khắc chế kẻ thù nên Diệp Phàm đồng thời phóng 5 cây phi đao ra, mục tiêu công kích tất nhiên là 5 rồi. Bên này, Trương Hùng như chim to xả tới. Một âm thanh vang lên. Á Liên còn chưa có phản ứng, súng trên tay sớm bị Diệp Phàm đá vang đến bụi cỏ dại rồi, cảm giác có bóng người thoáng qua, trên mông bị đạp một cước. Thằng nhãi này tuy nói cũng khí lực đầy mình, da dày thịt béo nhưng dù sao gã cũng xui xẻo khi gặp Diệp Phàm mà không phải ai khác. Lập tức giống như đang biểu diễn, phi người vào khoảng không trực tiếp quăng gã vào bụi cỏ dại. Không đợi gã phục hồi lại tinh thần, bồi thêm một chân nữa dẫm lên bụng gã. Các người là ai? Tụi tao là người của Đông Ba. Á Liên dùng tiếng Thái giống lớn lên nói. Hừ, Đông Ba có ở trước mặt ông đây cũng không là gì, thành thật chút đi. Diệp Phàm tung một cước đá vào người Á Liên, không ngờ gã cũng quên đau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Phàm hỏi. Các người là người trên đỉnh núi. Gã còn tưởng rằng Diệp Phàm cũng là người Trung Quốc, cùng phe với gã. Đỉnh núi, nơi này chỗ nào cũng là đỉnh núi của ông mày. Diệp Phàm ra vẻ hung hăng, chân vẫn dùng sức, cái đầu hói của Á Liên kia toát mồ hôi ra như tắm. Tuy nhiên, Diệp Phàm vì dùng qua nước thuốc biến hình nên quai hàm trên mặt trông rất giống ác ma, đích xác có chút gì đó rất đáng sợ. Đối với nước thuốc kích thích làm biến tướng khuôn mặt của lão bang ở tổ khoa học năng lượng tổ đặc nhiệm A kia. Diệp Phàm hoàn toàn không có chỗ nào phải nói rồi, một chút điển trai cũng không có, tất cả đều biến thành thứ bát quái dị dạng. Lúc đó Lô Vĩ và Hạ Hải Vĩ lần đầu thấy mặt biến dạng đã nói thầm một câu, bố mày giờ thành Ngưu Ma Vương rồi, chỉ còn thiếu hai cái sừng thôi. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Á Liên hỏi. Mày là con cháu mang dòng máu Trung Quốc. Diệp Phàm hỏi. Ừ, chẳng lẽ mày không phải? Á Liên hỏi ngược lại. Tao hỏi mày trả lời là được, nơi này không cho phép mày được hỏi. Đại ca, trực tiếp bắn chết nó đi, thực phiền toái. Tề Thiên cố ý bạo nộ, đi tới đá mấy đá khiến Á Liên chỉ biết nhếch miệng thống khổ, không chịu nổi nên lập tức cũng thành thật hơn. Có hai con đường cho mày lựa chọn, một là ngoan cố chống lại thì rốt cuộc chỉ còn con đường chết. Hai là làm một vụ giao dịch với cùng chúng tao. Diệp Phàm mỉm cười nơi khóe miệng, tuy nhiên, Á Liên cũng không vì đó mà cảm thấy người này giống hạng lương thiện. Ngài nói đi. Á Liên nói, không dám mở miệng là cuồng ngôn. Mày phụ trách tìm về phương thức phối của yêu độc và thuốc giải độc từ chỗ tộc trưởng Địch Khắc Ma Đinh, còn nữa, cây tông bát cũng phải xách về mấy khúc. Diệp Phàm cười nói, nếu là yêu độc thì tôi có thể xách mấy bình về, còn như cách phối thì không có khả năng. Không phải tôi không lấy, mà cái này là một bí mật trong tộc bọn họ, lần trước Đông Ba hỏi ông ta sao chưa giao thuốc, ông ta thiếu chút nữa đã trở mặt rồi. Á Liên không chút giả dối nói. Cái Mạc Dã cũng nói. Đúng vậy, cách phối thì không có khả năng lấy được đâu, Địch Khắc cất giấu như giấu bảo bối vậy. Trừ phi tiêu diệt toàn bộ tộc Samoa. Rất đơn giản, mày dẫn chúng tao đi, nhất định phải tìm thấy tộc trưởng, những chuyện khác chúng tao sẽ tự làm. Đừng mong dở trò, uống thuốc đi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn lão hạ gật gật đầu. Còn cả Trương Hổ cũng phải uống thuốc. Bởi vì vừa rồi nghe nói Trương Hổ cùng cháu gái của tộc trưởng tên là Kim Hoa gì đó có quan hệ, nên Trương Hổ khẳng định phải hiện diện trước mắt họ, có lẽ còn có thể nhờ được gã này. Hạ Hải Vĩ tiến lên. Đem một viên màu đen đen có mùi hôi nhét vào miệng Á Liên và Trương Hổ. Các người cho chúng tôi uống gì thế? Á Liên trừng lớn mắt,
hoảng sợ hỏi. Thuốc bổ thôi, Hoa Hạ Xuyên chàng Hồng có nghe nói qua chưa? Tề Thiên hắng giọng cười nói. Hình như, có loại thuốc viên này. Á Liên cái hiểu cái không, gật gật đầu. Biết là tốt rồi, không có chúng tao giải độc, ha ha, trong vòng 3 ngày, tụi bây có thể sẽ đến địa phủ uống trà. Hạ Hải Vĩ cười gượng một bên, Diệp Phàm đưa tay vỗ vào người Á Liên và Trương Hổ. Không lâu, cả Trương Hổ và Á Liên đều có phản ứng. Thế nào, có phải hơi tê tê dại dại hay không, nội phủ hơi đau, hơn nữa, là từng cơn một. Diệp Phàm cười nói, thuốc đó có độc. Trương Hổ sớm bị dọa đến mặt trắng bệch, mồ hôi toát ra như mưa. Rất đơn giản, chỉ cần các người phối hợp với chúng tao lấy cho được cách phối của yêu độc và cách phối của thuốc giải độc, còn có cả cây tông bát nữa, 3 ngày sau khi chúng tao rời khỏi thì sẽ giải độc cho các người. Nói thực, chúng tao với tụi bây cũng không có ân oán gì, đừng ảo tưởng sẽ có thể tìm thấy thuốc giải độc, vô dụng thôi. Diệp Phàm hừ lạnh. Kỳ thật, thuốc này do Diệp Phàm dùng thảo dược chế. Căn bản không có gì độc hại. Nhưng Diệp Phàm lúc nãy dùng thiên âm lôi cương chỉ hạ âm thủ, cho nên Trương Hổ cùng Á Liên mới có cảm giác đau. Chiêu này phải cao thủ lục đẳng trở lên mới có thể xuất chiêu, hơn nữa phải bí mật độc môn ra tay. Bởi vì, gã nằm mộng cũng không thể tưởng được có loại công phu thần bí này. Thay xong quần áo, ba ba rắt ở lại. Có Á Liên thành thật dẫn đường, nên thuận lợi vào được bên trong sơn trại. Khá rộng lớn. Từ giữa sườn núi bắt đầu, rải rác một vài phòng ở mộc lầu. Tuy nhiên, bởi vì cây cối khá cao lớn, cho nên, những gian phòng này nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó thấy. Diệp Phàm thuận miệng đếm, phóng mắt quan sát, không dưới 100 tòa, xem ra, nhân mã trên ngọn núi này cũng không ít. Đội trưởng Á, hoan nghênh anh. Tộc trưởng Địch Khắc Ma Đinh độ khoảng 50, tuy nhiên, nhìn qua thì da mặt nhăn nheo trông rất đáng sợ. Hơn nữa lại đen đúa nên khi người này với vẻ mặt thật thà chất phác tươi cười đã khiến Diệp Phàm nhớ tới dã nhân trong phim. Mấy người đi đến đại lầu, người đứng gác hai bên khom lưng cúi chào, những thanh niên trên mặt vẻ rằn di nhìn đám người Diệp Phàm mà như hổ rình mồi. Thủ lĩnh Đông Ba có khỏe không? Địch Khắc Ma Đinh hỏi. Tạm ổn. Á Liên gượng cười, gật gật đầu, mấy người bước vào đại sảnh, ghế bên trong nhìn khá thô ráp. Lạc Minh, lên món thịt đi. Tộc trưởng Địch Khắc Ma Đinh đột nhiên vỗ hai tay, Á Liên kia mí mắt đột nhiên nhảy vài cái, có chút khó coi nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Chương 1091, lão già này. Diệp Phàm lướt qua đoàn người liếc mắt một cái, ám chỉ phải cảnh giác, phỏng chừng cái thứ thịt đưa lên này hẳn là có tiết mục bên trong. Quả nhiên không ngoài dự tính. Một người đàn ông khỏe mạnh giống như bảo tháp, trên đầu cắm một cái lông chim thật dài, hai cánh tay thô như thùng nước nhỏ. Đùi thì phỏng chừng như thùng nước to. Người đàn ông này hai tay bưng một chiếc mâm bằng bạc, nói là mâm thì có chút nói quá sự thật, bởi vì, đích xác nó quá lớn, ước chừng rộng hơn một thước. Trong mâm có một con heo, độ hơn 100 cân, nướng nhìn rất bắt mắt, cái này còn chưa là gì, quan trọng nhất là trên mình con heo có cắm cây chủy màu đen, tay cầm còn khắc hình quái thú, nhìn qua rất hung hãn. Kẻ đến không mấy thiện chí đám người Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng. Nhìn Á Liên liếc mắt một cái. Tuy nhiên, Á Liên lúc này cũng không tiện mở miệng nói chuyện nên chỉ có thể dùng sắc mặt quái dị ám chỉ với Diệp Phàm. Ăn! Lạc Minh đột nhiên giống lên một tiếng, một tay nâng lấy cái mâm, tay phải nắm chặt cây chủy, nhằm vào thân con heo mà xẻ, từng khối thịt bị chủy nhọn đâm vào. Hơn nữa, lưỡi chủy rất nhọn nên khi xuyên qua và rút ra thì huyết heo từng giọt một nhỏ xuống. Trong lúc Diệp Phàm đang có cảm giác không hiểu gì xảy ra thì mũi chủy lạc hướng nhằm miệng Diệp Phàm mà đâm tới. Còn chơi trò này cơ à, Diệp Phàm trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Há mồm cắn chặt mũi chủy nhọn, Lạc Minh đột nhiên dùng lực đẩy tới, cơ tay cuồn cuộn nổi lên, trông rất đáng sợ. Tuy nhiên, mũi chủy nhọn bị Diệp Phàm cắn chặt thì đừng mơ tưởng động đậy được. Bát bạt, Lạc Minh giống một tiếng, không biết nói cái gì. Đột nhiên tay trái ném chiếc mâm về phía trước, thình thịch một tiếng bay thẳng đến chiếc bàn phía trước. Thằng nhãi dùng lực của hai tay bắt lấy cây chủy đẩy về phía trước. Tuy nhiên, Lạc Minh lúc này có bao nhiêu khí lực đều sử dụng hết, sao có thể mảy may nhúc nhích. Bởi vì Diệp Phàm dồn toàn bộ nội khí ngưng tụ ở ngoài miệng cả rồi. Hừ! Diệp Phàm hừ một tiếng, đầu dốc hết sức chuyển động, Lạc Minh bị lực này làm mất đà nên ngã nhào xuống sàn nhà. Phi!
Diệp Phàm phun ra cậy chủy có dính thịt trong miệng ra. Lập tức, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Dũng sĩ, dũng sĩ. Những người tộc Samoa này không ngờ dùng tiếng phổ thông. Vị dũng sĩ này là... Tộc trưởng Địch Khắc nhìn chằm chằm vẻ mặt dữ tợn của Diệp Phàm. Dạ lang, em họ thủ lĩnh. Á Liên cười to nói, nhìn tộc trưởng Địch Khắc liếc mắt một cái. Tộc trưởng, lần này chịu phục rồi có phải hay không? Lợi hại. Địch Khắc giơ ngón tay cái lên. Sau khi rượu và thức ăn nằm gọn trên bàn thì mọi người cùng uống thỏa thích, xong xuôi Địch Khắc để lại Diệp Phàm cùng vài người, mình thì một mình đi vào một gian phòng đóng kín cửa lại. Diệp Phàm đưa mắt ra hiệu, Trần Quân lặng lẽ đứng ở cạnh cửa, Địch Khắc liếc mắt một cái, ngoài miệng mỉm cười và không nói chuyện. Đội trưởng Á, lần này các ngài mang cho chúng tôi thứ tốt gì đây? Tộc trưởng Địch Khắc thản nhiên hỏi. Thứ tốt thì rất nhiều, tuy nhiên, Đông Ba Lĩnh bảo tôi dẫn Dạ Lang đến đây, anh ta có chuyện muốn đích thân nói với ngài. Á Liên nói mà nhìn Diệp Phàm gật đầu. Tộc trưởng Địch Khắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, chờ hắn lên tiếng. Tộc trưởng, bản thân tôi trước tiên thay mặt Đông Ba Lĩnh vấn an ngài. Lần này thủ lĩnh bảo tôi qua đây là có chuyện muốn thương lượng với ngài một chút. Diệp Phàm vừa nói chuyện vừa đi tới chỗ tộc trưởng Địch Khắc. Khi sắp đến bên người tộc trưởng thì dùng lực đột nhiên phóng tới chỗ tộc trưởng Địch Khắc, vài tay súng đứng phía sau tộc trưởng còn chưa định thần thì sớm bị Diệp Phàm cho đo ván cả. Đám người Hạ Hải Vĩ lập tức xông lên, dùng quyền cước chống đỡ. Không đến một phút đồng hồ, đã áp chế được người của tộc Samoa dũng mãnh. Muốn làm gì, nơi này là Phật Ma Nham. Tộc trưởng Địch Khắc giống lên nói, nhắc nhở Á Liên nơi này không phải địa bàn của các người. Thành thật chút đi. Hạ Hải Vĩ hừ lạnh một tiếng, một âm thanh vang lên, tộc trưởng Địch Khắc lập tức bị lão Hạ hung hăng tát cho một cái ngã chúi nhũi. Thông qua phiên dịch, Diệp Phàm nói ý đồ của mình ra, Địch Khắc lập tức quát. Không có khả năng, chết cũng không thể, Dạ Lang, trừ phi mày giết sạch toàn bộ người của tộc Samoa bằng không thì mày trốn không thoát đâu. Ha ha, nếu tộc trưởng đã hạ mệnh lệnh thì tôi đây cũng không ngại làm theo. Diệp Phàm trên mặt thản nhiên cười lạnh, Tề Thiên đã sớm rút chủy ra, mắt nhìn không chớp, dùng lực ấn mạnh xuống, trên đùi người thanh niên lập tức máu tươi phún ra. Tộc trưởng Địch Khắc, lần sau sẽ là tay, sau đó lên trên đầu. Diệp Phàm cười khoa tay múa chân một chút, Tề Thiên làm theo, trên tay người thanh niên máu tươi lại phún ra lần nữa. Đổi sang Lạc Binh. Diệp Phàm cười, gã Lạc Binh giống như bảo tháp bị Lô Vĩ túm tới trước mặt Địch Khắc. Diệp Phàm biết rằng, gã Lạc Binh này nếu đã mang họ Lạc, bạn gái Trương Hổ cũng họ Lạc, phỏng chừng Lạc Binh cùng Địch Khắc có quan hệ thân thích. Lô Vĩ bay lên đá mấy đá, Lạc Binh lập tức bị đá ngã xuống ngầm, Tề Thiên cười một tiếng âm hiểm. Cầm chủy căn bản là không để ý kịp gì hết, giống như nhìn đống cỏ mà đâm xuống, Lạc Binh trên đùi lúc này tràn đầy máu tươi. Tiếp tục, Diệp Phàm kia phát ra thanh âm không khác gì thanh âm của địa ngục, lạnh tanh, Tề Thiên tuyệt không chậm chạp, lại thêm một chủy, trên tay Lạc Binh máu tươi lênh láng. Bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Cái mũi, Diệp Phàm lại ra lệnh, tộc trưởng Địch Khắc sốt cục không kìm nổi hô lớn. Dừng tay. Kỳ thực đã bị Diệp Phàm làm cho hoảng loạn. Lạc Binh kỳ thật là con riêng của Địch Khắc thông dâm mà sinh ra, Địch Khắc đương nhiên không chịu nổi, đám người này nếu thực không cho thì chắc sẽ lấy mạng thằng con này mất. Cách phối của yêu độc và cách phối của thuốc giải, rễ cây tông bát già. Diệp Phàm hừ nói, tôi dẫn các người đi. Địch Khắc hô, được. Diệp Phàm gật gật đầu, bào chế đúng cách, dùng làm thuốc độc bức ép đám người Địch Khắc và Lạc Binh uống vào. Thông qua nội lực của Diệp Phàm khi đưa vào cơ thể tất có phản ứng. Các người canh giữ tại chỗ này, tôi cùng tộc trưởng đi là được. Diệp Phàm dẫn theo hai đội viên tổ đặc nhiệm A biết tiếng Thái đi theo Địch Khắc, kỳ thực là kèm hai bên. Thánh địa tế thiên của tộc Samoa ở phía sau núi trên một khối đá thiên nhiên to, chỗ kỳ quái ở chỗ bên cạnh tảng đá lớn mọc lên một cái cây rất to. Lá cây có chút kỳ quái, chín phần là màu xanh lá cây, xòe ra như bàn tay Phật. Chỉ có một phần là màu đỏ, phỏng chừng đây chính là cây mà cái mạc dã nói, có thể dùng phối chế yêu độc. Hôm nay phải tế thiên sao? Lúc này, từ bên cạnh cái cây xuất hiện một lão già nhìn như quỷ, râu dài cả thước, khoác quần áo tự may bằng da dã thú, tay cầm tẩu thuốc, trông rất dữ tợn. Vị này chính là em họ Đông Ba, tên Dạ Lang, tôi dẫn hắn đến xem cây tổ của chúng ta.
Địch Khắc thấy ánh mắt Diệp Phàm nhìn nên nói thế. Thấy qua rồi, đi thôi người thanh niên. Lão già kia nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hừ nói. Đại trưởng lão cứu tôi. Địch Khắc đột nhiên lớn tiếng kêu to, tuy nhiên, ngay sau đó đã bị Diệp Phàm dùng một tay đánh cho mềm nhũn nằm trên mặt đất. Một cơn gió thổi đến, Diệp Phàm biết rằng là đại trưởng lão kia ra tay. Tiện tay rút ra một cây gậy ở chỗ tế thiên. Một tiếng kêu đau đớn, Diệp Phàm cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ truyền đến, như cuồng phong đột nhiên nổi dậy rất hiếm thấy, bản thân không ngờ trụ không vững, liền lui về sau ba bước, kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm lão già râu dài này, thầm nhủ, không thể tưởng được tại chốn này không ngờ hội ngộ một cao nhân lánh đời. Vừa rồi tuy nói Diệp Phàm không dùng toàn lực, nhưng lúc khẩn cấp cũng dùng tới 5 phần, không ngờ bị lão già kia một cước đá cho lui về sau ba bước, đã lâu không gặp tình huống quỷ dị này trong giới võ thuật rồi. Diệp Phàm trên cơ bản không gặp gỡ qua dạng đối thủ giống như vậy, nên có thể thoải mái thu phục. Tâm tính tất nhiên cũng dần dần có chút thả lỏng, thậm chí có chút kiêu ngạo, ngông cuồng, lão già này rất có phân lượng của chân nhân ẩn mặt, nhưng thật ra cũng cho đồng chí Diệp Phàm hồi chuông cảnh báo, không thể không thận trọng. Trái lại thì lão già râu dài rất thoải mái, như một cây thông già đứng yên bình tĩnh, dường như cú đá vừa rồi chỉ là cái nhấc chân, không phí chút sức lực gì. Tiếp mấy đá của tôi nha lão già. Diệp Phàm nổi giận, giơ hai chân lên trên khoảng không liên hoàn đá về phía lão già. Lão già không hé răng, đưa tay lên giống như là đuổi ruồi bọ, uy vũ né qua, Diệp Phàm có cảm giác giống như gặp phải cỗ xe gió to vậy. Cú đá liên hoàn của chân bị lão già thủ thế phá đòn mà không cần dùng lực, nhưng đột nhiên lão già đá chật, cả người không khống chế được nhắm thẳng hướng cây tông bát nhào tới, rì rào một tiếng, cây đại thụ run rẩy mấy cái. Diệp Phàm thật ra cảm giác được hai chân như tê dại, dường như đi bộ ngàn dặm đường nên mỏi mệt không chịu nổi vậy, miệng ho liên hồi. Chỉ chút thân thủ còn con, tiểu tử kia, sư phụ của mày là ai? Thái cực Trần Vô Ba có phải hay không? Lão già này đột nhiên thốt lên một câu bằng tiếng Trung Quốc, Diệp Phàm giật mình, lại âm thầm cảnh giác, hừ nói. Ông là ai? E không phải người tộc Samoa. Ha ha ha, nhóc con đoán đúng rồi, ôi! Vài thập niên rồi. Lão già này đột nhiên thở dài. Ông là người Trung Quốc. Diệp Phàm hỏi, có chút kinh ngạc, không thể tưởng được ở trong này không ngờ lại có thể gặp cao thủ là người Trung Quốc. Nói vậy cũng đúng, nói không phải vậy cũng đúng, tôi đã không về Trung Quốc nhiều năm rồi. Lão già vừa nói, vẻ mặt u buồn, lại nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, đột nhiên cười nói. Để lão cân trọng lượng nhóc con trước rồi nói sau. Được. Tôi cũng muốn xem tiền bối tới đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, tay vung lên, rất tự tin. Lão già này cười, đột nhiên đá tới một cước, Diệp Phàm dồn toàn bộ nội kình lên trên đùi, lấy chân đỡ đòn. Thình thịch một thanh âm vang lên. Lão già này lui về một bước, Diệp Phàm lui liền bốn bước, lão già này vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giống như đột nhiên phát hiện ra gì đó, vẻ mặt không tin và ảm đạm. Chợt còn lắc lắc đầu dường như có chút không tin sao lại như thế. Mà Diệp Phàm đã sớm trừng mắt ngư, thầm nhủ, lão già này so với người tiểu phu nhìn thấy ở thôn Quy Lĩnh còn lợi hại hơn nhiều. Chuyện hôm nay khó nuốt rồi, lão già này nếu làm căng thì yêu độc của Phương Viên xem như tám phần tiêu tan. Hơn nữa, người có còn sống để ra ngoài hay không cũng là vấn đề. Chương 1092, qua đây, lão già. Lại đến nữa. Lão già này không lưu tình chút nào, liên tục đá mấy đá như mưa rền gió hú, cuốn theo làn khí mạnh mẽ đá qua. Hai người không ngừng chống chọi độ gần 20 hiệp, Diệp Phàm đã sớm mệt, thở như trâu vậy, mồ hôi ướt toàn thân. Bởi vì trận này thật sự là rất hao phí kinh lực. Lão già này cũng rất thong dong, trong lòng Diệp Phàm có chút lạnh, biết mình nội kình đang rơi xuống thất rõ, lão già này tuyệt đối phải là ở cấp bậc bát đẳng, cùng lão chống chọi tuyệt không khác nào chứng chọi đó. Cho nên, rơi vào đường cùng, đành phải thay đổi chiến thuật để đối kháng với lão già này. Tuy nhiên làm cho người ta mất mát, buồn bực vẫn không được, nơi nơi đều có gió, hơn nữa thi thoảng còn phải gánh một quyền cước của lão già kia. May mắn là Diệp Phàm nhờ có huyết chăn nên khá dũng mãnh, bằng không, sớm tan xương rồi. Càng quỷ dị hơn chính là Diệp Phàm cảm giác được lão già kia giống như thủ hạ lưu tình, dường như đang đùa với mình vậy, có loại cảm giác mèo vờn chuột. Một loại cảm giác bi thương, bi tráng cứ quanh quẩn. Thằng nhóc, xuất chiêu, ra bản lĩnh kim bộ đi.
Lão già này khinh thường cười nói, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, cười nói. Công phu bậc cao, phỏng chừng phải thất đẳng, tuy nhiên, kinh lực của cậu rất phù phiếm, bước chân không ổn, gia quyền có xảo quyệt nhưng chỗ gắng sức có chút trống rỗng. Không biết linh hoạt khống chế, và trọng yếu hơn là nội kình của cậu giống như không vững chắc, luyện công luyện chưa tới, lực ngoại lực dù sao cũng rất hư vô, hậu hoạn vô cùng. Lão già này chỉ nói mấy câu nhưng đem nhược điểm của Diệp Phàm toàn bộ lôi ra hết. Đến đây, ông phải chú ý một chút. Diệp Phàm tức giận khi bị khơi dậy ngạo khí của người trẻ tuổi. Cổ tay vừa động, xem bản lĩnh tôi đây, Nam Phi đao lập tức bay ra, bay thẳng về phía lão già. Ừ, đây là, còn chút tài sao? Lão già này tùy tay ném ra mấy viên đá. Phi đao của Diệp Phàm bị hạ xuống đất cả, hơn nữa, còn bị gãy đôi ra, Diệp Phàm đau lòng đến phát cuồng. Lão già này. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, nhào lên phía trước đá một cước ra ngoài. Lạc bảo tiền xoay tròn bay ra ngoài. Ừ. Lão già này có chút kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất, chuyển mình né tránh, thoát được lạc bảo tiền, tuy nhiên, chiếc áo da thú khoác trên người vẫn bị lạc bảo tiền lau phất qua, nhưng không rách, xem ra lão già trốn mất tuyệt diệu. Phí Phương Thành là gì của cậu? Lão già này đột nhiên ngừng tay hỏi. Phí Phương Thành là ai? Diệp Phàm hỏi, tự nhủ sư phụ họ Phí, không lẽ thật đúng là Phí Phương Thành? Hừ, thằng nhóc, đừng khoe khoang trước mặt ông đây. Phí Phương Thành còn là tiểu bối của bố. Nó có phải truyền tiểu lý đao cho cậu, còn có phí gia bí thuật, tai rơi thông thuật, hóa âm mê thuật. Lão già này liên tục kể ra mấy hạng bí thuật của phí gia. Đồng chí Diệp Phàm hoàn toàn khiếp sợ, ngơ ngác nhìn lão già này hồi lâu mới thốt ra một câu nói. Sư phụ của ta chẳng lẽ thực sự tên Phí Phương Thành? Vậy thầy cùng Tô Lưu Phương có phải một đôi hay không? Tô Lưu Phương là sư phụ của Kiều Viên Viên. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến, nên muốn chứng thật một chút. Con bé Tô gia kia cũng là người đáng thương. Lão già này thở dài, vẫy vẫy tay, nói. Người trẻ tuổi, nếu không có việc gì chạy tới mảnh đất này làm gì? Rất nguy hiểm. Muốn lấy được cách phối yêu độc cùng với cách phối thuốc giải, còn rễ cây nữa, xem có sống được không? Diệp Phàm thành thật nói, biết lão già này không có ác ý, hơn nữa, hình như còn có chút quan hệ với phí gia. Cậu lấy làm gì, đó không phải thứ tốt. Lão già này ánh mắt bỗng linh hoạt, sắc bén. Có người muốn nghiên cứu một chút, tuyệt đối không dùng đối phó người tốt. Diệp Phàm đáp, cách phối có thể cho cậu, bởi vì cậu là đệ tử phí gia. Tuy nhiên cậu phải giữ bí mật, không thể ngoại truyền, đây là chuyện tôi hứa với tộc trưởng Samoa, ông ta có ân với tôi. Nhưng, rễ cây có lấy cũng vô dụng, vì năm sau cây này mới có thể ra lá đỏ, cậu phải đợi đến năm sau thôi. Lão già này thản nhiên nói. Diệp Phàm âm thầm nhíu nhíu mày, vẫn gật gật đầu, dù sao mình chỉ cần có rễ cây, có công dụng không thì đó là chuyện của lão bang ở tổ khoa học năng lượng. Tiền bối quen sư phụ của tôi. Diệp Phàm không kìm nổi hỏi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Lão già này đột nhiên hỏi, không đáp lời của Diệp Phàm. Hư, thật. Diệp Phàm đáp. Không đơn giản, không thể tưởng được Phương Thành có thể nuôi dưỡng ra một cao thủ như cậu. Công lực của cậu ở hàng tứ đẳng chưa, ôi! Lão già này thở dài. Ông và sư phụ tôi khẳng định có quan hệ có phải hay không? Diệp Phàm lại hỏi, muốn thăm dò chuyện của sư phụ. Sống cùng sư phụ hơn 10 năm, chỉ biết được ông họ Phí, chuyện khác thì một chút cũng không biết. Quan hệ gì, nó là em trai ruột tôi, cậu nói quan hệ gì? Lão già này đột nhiên đề cao thanh âm, Diệp Phàm tất nhiên lập tức hóa đá, miệng há hốc. Ngơ ngác nhìn lão già này. Không tin có phải hay không? Lão già này hừ nói. Tôi tin, tuy nhiên, sư bá, xưng hô ngài như thế nào đây? Diệp Phàm vẻ mặt cung kính, xoay người làm lễ. Hổ ngồi Phí Thanh Sơn, Bắc Sơn tiểu tử Âm Vô Đao, Hán Địa Phi Hồ Xương Hồng Ngọc, Vu Sơn Thủy Tiên Mai Thiên Tuyết, Đại Mông Hảo Hán Quân Nhược Ly, Dấu Lang Chó Giữ Lạc Phiêu Phiêu. Ôi! Lão già lẩm bẩm như thuận miệng hát về. Diệp Phàm lại khiếp sợ, những lời này nghe sao giống như lời Thiết Chiêm Hùng từng lải nhải quá, đó chính là lục đại bá chủ thế hệ trước của Trung Quốc. Âm Vô Đao Diệp Phàm ở thôn Quy Lĩnh thị trấn Lâm Tuyền Ngư Dương từng gặp qua, Mai Thiên Tuyết, chủ cung Vu Sơn cũng có nghe nói qua, người phụ nữ này tuyên bố còn muốn lấy một chân của mình, Hán Địa Phi Hồ Xương Hồng Ngọc khẳng định là phụ nữ, Dấu Lang Chó Giữ Lạc Phiêu Phiêu,
người này thật ra rất cổ quái, khẳng định là phụ nữ. Vậy sư bá, chắc chắn tên Phí Thanh Sơn. Sư bá sao không trở về Trung Quốc, ở nơi này? Diệp Phàm có chút nóng nảy. Tôi nhận lời người khác bảo hộ nơi này bấy nhiêu năm rồi giờ cũng nên đi. Phí Thanh Sơn thản nhiên nói, tay đỡ tộc trưởng Địch Khắc Ma Đinh đứng lên. Phí Thanh Sơn nhìn ông ta nói vài câu, tuy ông ta có chút không muốn, tuy nhiên bị Phí Thanh Sơn trừng mắt, không dám cãi cọ, cúi đầu đi an bài nhân sự. Không lâu sau có vài tên đi đến, leo lên cây hái toàn bộ lá đỏ xuống. Địch Khắc Ma Đinh lôi ra hai tờ giấy đưa cho Diệp Phàm. Cảm ơn. Diệp Phàm nói. Cậu tên là gì? Phí Thanh Sơn hỏi. Diệp Phàm. Diệp Phàm đáp. Như vậy đi, cậu lấy đồ tốt của người ta, nên cũng không thể lấy đi không, không phải. Bỏ ra một số tiền là được, coi như là bồi thường cho tộc Samoa đi. Phí Thanh Sơn mắt cũng không nháy nói. Cái này, có phải rất quý hay không? Diệp Phàm nói thầm, hắn đương nhiên là muốn vì quốc gia tiết kiệm chút tiền rồi. Rất quý, ha ha, cậu có thể không biết, một công ty của Anh Quốc từng bỏ ra một số tiền khổng lồ mua nhưng người ta không bán. Lần này là tôi thay Địch Khắc làm chủ, đó là bởi vì cậu là người của Phí gia. Người trong nhà lấy đi chút đồ vật là chuyện bình thường, tôi ở đây bảo hộ bao nhiêu năm, cũng có một phần ân tình chứ. Cậu chi ra một số tiền đi, xem như là hai bên buôn bán. Phí Thanh Sơn thản nhiên nói. Tôi phải thương lượng một chút, tôi còn có mấy người đồng nghiệp. Diệp Phàm nói xong, không lâu sau gọi đám người Tề Thiên lại. Không lâu đã liên hệ được với Trấn Đông Hải, ông ta chưa nói đã chấp nhận rồi. Chỉ có một yêu cầu, đó chính là mỗi khi lá trên cây đỏ thì hy vọng tộc Samoa có thể tiếp tục cung cấp. Đương nhiên, chỉ cần 3 phần lá đỏ trên cây là được. Cuối cùng thương lượng được với Địch Khắc là sẽ cung cấp 2 phần lá đỏ trên cây, tổ đặc nhiệm A bên này mỗi lần như vậy sẽ chi ra 500.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, đối với điểm này Phí Thanh Sơn không đồng ý. Bởi vì, cái cây kia nghe nói phải vài năm mới có thể ra một lần lá đỏ, sản lượng yêu độc vốn rất ít. Nếu không có yêu độc, thì còn ai sợ người tộc Samoa? Phí Thanh Sơn không muốn nhìn thấy tộc Samoa vì mất đi yêu độc mà bị các bộ lạc khác hoặc trùm buôn thuốc phiện tiêu diệt. Tổ đặc nhiệm A cuối cùng đành phải thôi, Trấn Đông Hải, tất nhiên thấy thịt đau thật sự. Sư bá, người chừng nào thì về Trung Quốc? Đây là địa phương tôi công tác hiện tại, ngài bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Diệp Phàm để lại địa chỉ liên hệ. Xem tình huống sẽ nói sau, cậu cũng không nhất thiết phải tìm tôi cũng sắp rời khỏi nơi này rồi. Phi đao của cậu dùng rất tốt, này, cầm lấy. Phí Thanh Sơn đưa cho Diệp Phàm một chiếc bao da, mở ra thì thấy bên trong toàn là phi đao bằng xương, phỏng chừng có hơn 1.000 cây. Sư bá, tôi, cái này... Lúc trước sư phụ nói đã không còn loại này nữa rồi. Diệp Phàm trong lòng kích động. Cái này là 1.000 cây cuối cùng, tiết kiệm mà dùng, đao không hỏng thì tận lực thu hồi về. Sư bá, hiện tại tôi cũng từng thử dùng xương thú chế đao nhưng đáng tiếc không được, không có biện pháp nào dùng được. Miễn cưỡng mài chế ra lưỡi dao nhưng uy lực quá kém, hơn nữa, quá dày, mang theo không tiện. Hiện tại phương pháp chế đao sư phụ của cậu cũng có thể thử xem. Nếu thất truyền thì thật đáng tiếc. Phí Thanh Sơn hít sâu vào, sờ râu nói. Sư bá, sư phụ cùng cô Tô rốt cuộc sao lại như thế? Diệp Phàm vẫn muốn hỏi để hiểu được. Chuyện này, đi hỏi sư phụ của cậu đi. Phí Thanh Sơn bất mãn lắc lắc đầu, khiến cho Diệp Phàm càng thất vọng. Nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, từ cổ gỡ xuống sợi dây chuyền đưa cho Diệp Phàm, cười nói. Vài thập niên không trở về. Ở chân núi Hương Sơn ở Bắc Kinh tôi còn có người nhà, cậu tìm đến đó giao cho người phụ nữ là chủ nhà tên Yến Hồng sợi dây này. Diệp Phàm, thân thủ của cậu sao giống như khí huyết không ổn định, công phu bậc cao, tuy nhiên, thực lực của cậu hình như có chút không ổn. Lúc này, Phí Thanh Sơn thản nhiên nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, lại hỏi. Diệp Phàm kia mặt đỏ lên, nói. Sư bá, công lực của tôi đều có cơ duyên xảo hợp cả. Trước kia có nuốt qua cổ mộ Thái Tuế, sau lại uống máu chăn thiếu chút nữa chết rồi. Diệp Phàm đem sự việc lẩm bẩm kể lại một lần. Thì ra là thế, rốt cuộc dù sao đó cũng là hư, cậu muốn tăng mạnh thì phải tự thân khổ luyện, đem hư luyện thành thật mới được. Cậu hiện tại đã không phải là một người bình thường, người thường có thể bình an vượt qua cả đời, một khi ông trời cho mình một thân công phu,
vậy cậu cũng phải nhận chút trách nhiệm với đời mới được. Cậu không cần trốn tránh, cũng không cần trốn chạy, đó là chuyện không có khả năng, cậu không tìm người, người ta sẽ tìm cậu. Đây là quy luật tự nhiên, là quy tắc lên trời. Phí Thanh Sơn nói lời này rất thấm thía, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, còn nói thêm. Tuy nhiên, huyết chăn già dương tính rất mãnh liệt, trước khi chưa có cách giải thì nên chú ý chút, âm có thể khắc dương, âm dương tổng hợp mới là đạo dưỡng sinh. Khi chịu không được thì tìm mấy người phụ nữ giải quyết, tốt nhất là cô nàng âm khí đầy đủ chưa từng làm chuyện đó. Chương 1093, Thượng tướng tham gia cược. Sư bá, cái đó không phải thuật thái bổ. Làm vậy hại con gái nhà người ta rồi. Diệp Phàm hơi ngượng ngùng sờ sờ đầu. Bù bổ, thằng nhóc này xem điện ảnh nhiều quá rồi, đó chỉ là tung tin vịt. Chỉ cần làm chuyện đó bình thường với phụ nữ là được, miễn sao có thể hao phí một chút dương tính mãnh liệt là xong. Một lúc sau, tự nhiên sẽ giảm bớt một ít. Hơn nữa, đối với phụ nữ mà nói thì cũng không có gì tổn hại. Đây gọi là hái bị thuật. Còn những chuyện bịa đặt nghe được thì trên thực tế không có đâu. Phí Thanh Sơn vẻ mặt như cười như không nói. Ừ. Diệp Phàm lên tiếng. Sư bá, người đạt tới mấy đoạn rồi? Vài đoạn, dù sao so với cậu thì vẫn cao. Phí Thanh Sơn cười mắng. Vậy sư bá đây khẳng định là cao thủ cửu đẳng. Tôi từng gặp qua âm vô đao, ông ta phỏng chừng phải đạt tới bát đẳng. Diệp Phàm vẻ mặt hưng phấn bởi đến bây giờ vẫu chưa thấy qua cao thủ cửu đẳng. Âm đệ cũng không tệ lắm, đặc biệt một tay vô đao thủ, vô đao thắng có đao. Phí Thanh Sơn gật gật đầu. Sư bá, Mai Thiên Tuyết của Vu Sơn cung cùng âm tiền bối so sánh thì người nào mạnh hơn? Diệp Phàm muốn tìm hiểu thực lực của Mai Thiên Tuyết, người phụ nữ này luôn như âm hồn khiến Diệp Phàm có chút đứng ngồi không yên, chỉ sợ cô đột nhiên nhảy ra đòi lấy một chân của mình thì rắc rối to. Mai Thiên Tuyết có phần mạnh hơn một chút, tuy nhiên, cũng không chênh lệch lắm. Phí Thanh Sơn kia nói vừa xong, trong lòng Diệp Phàm có chút cảm giác dễ chịu, vẻ mặt này đương nhiên là Phí Thanh Sơn nhìn ra được, nên có chút kinh ngạc, hỏi. Thằng nhóc như cậu chắc sẽ không đi trêu chọc bà cô đó chứ? Không, không có, tôi chỉ tò mò. Diệp Phàm khẩn trương nói dối. Vậy là tốt rồi, phụ nữ có chồng thì đừng động vào, không tốt, chọc vào thì gặp đại phiền toái đó. Hơn nữa, năm đó cô nàng là giang nam đệ nhất mỹ nữ. Chỉ cần cô ta mở miệng hô vài tiếng, không chừng sẽ có một vài lão già lâu nay lánh đời sẽ đứng ra giúp sức. Thế đạo này, anh hùng tất thích mỹ nhân, mặc dù ở thế hệ trước so với hiện đại thì biểu hiện không được rõ ràng bằng. Đương nhiên, bọn họ không phải hạng người đáng khinh, tất cả đều là người hữu tình cả. Phí Thanh Sơn như thoáng có chút suy nghĩ, gật gật đầu. Tuy nhiên, nếu thực sự gặp phải tình huống thật sự nguy hiểm thì cứ nói tên của tôi ra là được. Tuy nói bao nhiêu năm rồi không về lại Trung Quốc, nếu nhắc tới chắc bọn họ sẽ không khờ dại mà nghĩ đến chuyện bố đây về từ cõi âm phủ chứ, ha ha ha. Cảm ơn sư bá. Diệp Phàm nội tâm cảm kích vô cùng, có chỗ dựa vững chắc thế này thì trong lòng ai không thoải mái. Chỉ có điều trong lòng có thiệt nhiều lời muốn hỏi, tuy nhiên, Phí Thanh Sơn vẫn chưa cho hắn cơ hội. Ông em, không thể tưởng được rằng lần này lại thuận lợi như thế. Diệp Phàm cùng cả đám người sau khi vòng vo mấy lượt xe cũng khôi phục tinh thần, Hạ Hải Vĩ ngồi ở đại sảnh cười nói, Trương Hùng sớm mang theo đội viên ngồi xe khác về nước rồi. Vận khí! Diệp Phàm cười nói, sờ sờ sợi dây chuyền. Chỉ chốc lát sau, Thân Vương Lạp Lạc Đế tới chào. Diệp tiên sinh, cái Mạc Dã nói là đồng ý bồi thường 5 triệu đô la Mỹ chấm dứt việc này, về sau không ai dính dáng ai, ngài xem thấy thế nào. Lạp Lạc Đế nhấp từng ngụm trà, nói. 5 triệu, nếu bằng hữu của tôi đã giải độc, Thân Vương ngài cũng ra mặt điều đình cái Mạc Dã cũng có thành ý như thế, vậy việc này sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, tôi hy vọng cái Mạc Dã tiên sinh nhất định phải nhớ kỹ, về sau ngàn vạn lần đừng gây chuyện nữa, hơn nữa từ nay về sau quên đám người chúng tôi đi. Bằng không, tôi không ngại tiêu diệt toàn bộ gia tộc cái Mạc đâu. Diệp Phàm đầu tiên tươi cười, nhưng càng nói càng lạnh giọng. Anh ta sẽ làm được, chúng ta là bằng hữu, còn có thân thích nữa nên việc này tôi bảo đảm ngài thấy thế nào. Lạp Lạc Đế giọng điệu rất nặng, nhìn mọi người liếc mắt một cái, còn nói thêm. Tôi lấy danh nghĩa Phật ra gánh lấy việc này. Người của Vương quốc Thái Lan tin Phật, cho nên Phật ở trong tâm bọn họ rất có phân lượng, lấy Phật ra thể so với lấy nhân cách ra thể thì có trọng lượng hơn nhiều.
Diệp Phàm tất nhiên không có ý kiến, huống chi, cái Mạc Dã Thất Tắc bị chính mình nắm, nói vậy hắn cũng sẽ độ lượng một chút. Lạp Lạc Đế mới vừa đi khỏi, Tề Thiên cười gượng nói. Khốn thật, tiền tài, loại chuyện tốt thế này đến thêm vài lần thì tốt biết mấy. Hay tôi đem yêu độc gieo rắc ở trên người anh, tôi cho anh 500 đô la Mỹ, thế nào? Dù sao anh vẫn luôn la hét rằng tiền ít quá không đủ tiêu. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Miễn đi, tôi vẫn thích phụ nữ hơn, thiếu cái thứ đó thì lấy tiền về có ích lợi gì. Tề Thiên khi đó vẻ mặt rất ngưng trọng. Phương Viên, cảm giác thấy như thế nào? Hạ Hải Vĩ hỏi. Loại dược này thật đúng là thần kỳ, vừa giải xong thì thứ đó cũng ngổng lên theo. Hơn nữa, hiện tại, thấy có chút khó chịu, hình như rất có tác dụng, mãi vẫn không chịu nằm yên. Phương Viên có chút thẹn thùng, nghe anh ta nói xong ánh mắt của mọi người toàn bộ dồn về chỗ đó, quả nhiên chỗ đó nhú cao lên rất nhiều. Phỏng chừng cứ như tích tụ đâu vài năm giờ cần bùng nổ ra vậy. Phương Viên, tiền này anh cầm đi, phần còn lại chia đều cho mọi người rồi, một người cũng được mấy trăm ngàn. Diệp Phàm đưa cho Phương Viên một tấm chi phiếu. Đảo mắt cười nói. Anh vẫn nên đi giải quyết một chút trước, bằng không sẽ nghẹn mà sinh bệnh đấy, tuy nhiên, cũng nên dịu dàng một chút, đừng vội vàng làm hỏng, dù sao, chúng ta phải nói đến tinh thần chủ nghĩa quốc tế, đối với phụ nữ ngoại quốc phải tôn trọng. Anh Diệp, tiền này tôi không cần, bệnh này có thể trị khỏi là tôi thấy sung sướng nhất rồi. Chuyện lần này ít nhiều cũng phiền các anh rồi, nên tiền đó các anh cứ chia đi, tôi thật sự không cần. Phương Viên tỏ thái độ rất kiên quyết, thoái thác nói. Hơn nữa, mắt lóe tia vui sướng và cũng không giống nói dối. Nếu không như vậy đi, tất cả mọi người đều là huynh đệ, toàn bộ chia đều, Phương Viên cũng coi như có một phần. Hạ Hải Vĩ đề nghị nói. Ừ, năm huynh đệ mà Tề Thiên gọi tới còn mua rất nhiều vũ khí, trừ khoản tiền này đi, thì còn phải tính năm vị huynh đệ kia vào, mọi người cùng chia nhau, Tề Thiên, anh cộng lại xem chi bao nhiêu. Còn lại bao nhiêu? Diệp Phàm gật gật đầu, lập tức hai mắt Tề Thiên tỏa sáng, bởi sớm đã tính sẵn rồi. Kỳ thật, cái gọi là chi phí mua vũ khí đương nhiên là thuộc tổ đặc nhiệm A, trừ khoản đó ra thì khoản còn lại mỗi người cũng được 50.000 đô la Mỹ, quy ra nhân dân tệ thì cũng được kha khá, một đám người, tâm tình ai cũng vui phơi phới. Trong nháy mắt trở thành triệu phú. Đặc biệt Hạ Hải Vĩ và Phương Viên cùng với Trần Quân, Tề Thiên vốn không có tiền bạc gì. Lần này cao hứng rồi. Cầm tấm chi phiếu mà sờ tới sờ lui mãi, sợ bay. Không phải nói bọn họ tham tiền, chỉ có điều nhất thời cảm giác được sự kích thích đặc biệt mà thôi. Có tiền chính là nghiêu, tôi hình như thấy ngực mình đầy hào hùng. Tề Thiên cười gượng không ngừng. Họ Tề, đơn giản là muốn gieo giống thôi mà, có tiền ông liền trở thành máy gieo giống hào phóng. Trần Quân đột nhiên phun ra một câu, nói xong mọi người nghe mà cười vang. Ha ha, ông vẫn nên giải quyết vấn đề cá nhân một chút trước đi, lão Trần. Tề Thiên đáp trả. Cách đấu lâm vài ngày sau. Một lôi đài đầy người xem ngồi xung quanh, nghe bằng hữu thân thích song phương vẫn còn chưa có khai chiến, tiền đánh cuộc đã ngày càng tăng. Tuy nhiên, tất cả đều cực kiệt khắc Tây Lạc thắng. Bên phía cực Diệp Phàm thắng thì không có ai, nhìn thấy hơi khó coi. Nếu bên Diệp Phàm không có ai cược, thì bên cực kiệt khắc Tây Lạc kia cũng không có được tiền thắng, bởi vì không ai cược thì lấy đâu mà thua với thắng. Để khuấy động không khí, lúc này tiền đặt cược công chứng giữa Diệp Phàm cùng Tư Phan Lâm ký hẹn đánh cuộc được đem ra, trước là nói rõ thắng bại phía sau không quan hệ gì. Công chứng viên là một lão già, lời ông ta vừa nói xong, hiện trường lập tức trở nên ồn ào. Diện mạo phúc hậu, lão già này bất mãn hô to. Ba ba Đa Lạp. Ngài không phải chơi chúng tôi sao? Không ai cùng chúng tôi đánh cuộc thì chúng ta còn đánh cuộc cái gì? Ngài đếm đi, chúng tôi bên này tổng cộng cược bao nhiêu? Công chứng viên Ba Ba Đa Lạp liền khẩn trương tươi cười, nói. Ba sắc đoá lâm, chuyện này tôi cũng không có biện pháp, bên Diệp tiên sinh không ai ứng chiến, đây là quy củ xưa, ngài cũng biết rõ. Nếu đối phương ứng chiến, tiền không đủ bồi thường thì vẫn theo luật cá cược bồi thường theo thứ tự trước sau. Có tiên sinh nào thắng, tuy nhiên, bởi vì cược quá muộn nên có lẽ không chia được tiền. Lúc này có người tiến lên điểm số nói. Diệp tiên sinh cùng quyền hoàng kiệt khắc Tây Lạc đầu tiên mỗi bên bỏ 5 triệu đô la Mỹ, vừa rồi ba sắc đoá lâm cộng lại từ lôi đài được 800.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên thật đáng tiếc,
tất cả đều là cược quyền hoàng kiệt khắc Tây Lạc thắng, trước mắt không có ai cược cho Diệp tiên sinh. Tôi cược 800.000 đô la Mỹ, cược Diệp tiên sinh thắng. Lúc này, thanh âm của cái mạc giã đột nhiên vang lên, lời vừa dứt, thì có hai người áo đen cố dùng hết sức bưng một cái thùng to tiến lên. Mở ra cho người công chứng đếm, con số bên trong không thừa không thiếu, rất chuẩn xác. Lôi đài lập tức chấn động, tất cả đang nghị luận cái mạc giã có phải bị hồ đồ rồi hay không, nghe nói thời gian trước hội Hắc La cùng đội Lang Vương có đấu một hồi, gia tộc cái mạc tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Muốn mò tiền thì cũng phải có nhãn lực lợi hại mới được, cái này thì tự nhiên không lại bị tổn thất 800.000 đô la Mỹ, mặc dù đối với gia tộc cái mạc mà nói thì cũng không phải cái gì to tác lắm. Bởi vì, không ai tin một người Trung Quốc nhìn thoáng qua một chút cường tráng, một chút ghê gớm cũng không này sẽ thắng. Ba Đoá Lâm lại la lớn. Cái mạc giã, đừng hối hận, hôm nay là ngày cược chính thức. Cái mạc giã tôi có khi nào cược mà không trả chưa, ba Đoá Lâm, tình huống này nên cược nhiều một chút. Cái mạc giã khinh thường chừng mắt nhìn lão đối đầu liếc mắt một cái, bởi vì, ba Đoá Lâm chính là lão oan gia của đội Lang Vương. Bưng đi lên. Ba Đoá Lâm trong lòng âm thầm cười lạnh, cái mạc giã mày muốn đưa tiền tới miệng thì gã đương nhiên không phản đối, lại cược thêm 5 triệu đô la Mỹ. Cái mạc giã vừa định ứng chiến, bên kia Lô Vĩ sớm đại diện cho mọi người trận cái mạc giã lại, bỏ ra 5 triệu đô la Mỹ cược cho bên Diệp Phàm, cái mạc giã chừng mắt nhìn Lô Vĩ liếc mắt một cái, không thể làm gì được nên lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối. Tề Thiên, anh nói với Diệp Phàm, con số mà tôi cùng Lý Tướng Quân bỏ ra đã cố định, nên đừng giảm bớt. Tề Thiên đột nhiên nhận được điện thoại của Thượng tướng Trấn Đông Hải, nghe xong mặt có chút đen, nói. Tướng quân, đây là chuyện đánh cuộc, với quốc gia chúng ta đây là việc làm trái pháp luật, ngài. Ngài cũng tham gia à? Các cậu kiếm tiền thì Đông Hải tôi chẳng lẽ không thích tiền sao? Kiếm chút tiền mà cậu cũng dài dòng, có phải xem chúng ta là hai lão già dễ bắt nạt hay không? Lý Khiếu Phong đột nhiên tiếp điện thoại, tức giận hừ nói. Cuối cùng bồi thêm một câu. Tổng cộng 600.000 bảng Anh, không phải đô la Mỹ, đến lúc đó cậu đổi thành nhân dân tệ cho chúng tôi là được. Lại bị hai lão già này chia phần bớt rồi, ôi, 600.000 bảng Anh, tôi tính xem. Tề Thiên nói thầm lại trong đầu và đang quy đổi, lòng đau muốn chết, nói. Lý Tướng Quân, hình như là 7-8 triệu nhân dân tệ. Ha ha, không nhiều lắm, nghe nói các cậu cược 10 triệu đô la Mỹ. Hai chúng tôi không đến 1 triệu đô la Mỹ, lấy chút tiền lẻ thôi. Lý Khiếu Phong cười gượng một tiếng treo điện thoại, Tề Thiên đành phải tìm Lô Vĩ thương lượng. Các ngài là lãnh đạo, có phải là cướp chuyên môn đi giật tiền hay không? Tự dưng không đòi chia phần, con số cả triệu đô la Mỹ chứ ít gì. Lô Vĩ kia khóe miệng co giật vài cái, mắt trừng lên, nghe nói lãnh đạo của Tề Thiên thuộc cấp tướng, đương nhiên là Tề Thiên qua loa. Bằng không? Lô Vĩ không sao lại kinh ngạc như thế. Chương 1094, vừa tặng trang viên vừa tặng công ty. Nếu như có thể thêm được 1 triệu nữa thì tốt quá. Vẻ mặt Tề Thiên chờ đợi, nhưng, cuối cùng lại thất vọng, đối phương chẳng có ai thêm nữa, chuyện đặt cược đã định như vậy rồi. Được rồi đó ông em, dù sao cũng là 1 triệu đô la Mỹ, mỗi người chúng ta ít nhất cũng được chia 1 triệu, ông em Diệp thì nhiều hơn, được 2 triệu đô la Mỹ. Ông em Lô khoảng 1 triệu rưỡi, đổi thành nhân dân tệ, lập tức thành đại phú ông 5-6 triệu rồi. Chuyện như vậy đến thêm vài lần nữa, sợ chẳng thể thành lập tức thành tỷ phú chục triệu. Hạ Hải Vĩ rất thỏa mãn. Tim của lão Hạ cũng không nhỏ nhỉ. Tề Thiên châm chọc, Hạ Hải Vĩ cười gượng hai tiếng không nói. Lúc đó, một tiếng đồng vang lên khắp sân, tiếng oang oang vang vọng, cuộc tỷ thí bắt đầu. Đến đây, người Trung Quốc. Để tôi xem thân thủ của anh nào. Kiệt khắc Tây Lạc vững như núi Thái Sơn, để Diệp Phàm Red Eye trước, kể ra, vì tuổi Diệp Phàm còn trẻ nên đã làm mở hai mắt y. Ha ha, mời anh trước. Diệp Phàm bình tĩnh cười, giơ tay múa chân một chút lộ tác phong thân sĩ. Ha ha, Kiệt khắc Tây Lạc cảm giác bị coi thường, giơ thẳng một quyền lên người Diệp Phàm. Thân mình Diệp Phàm nhoáng ra sau một cái, đã kỳ lạ xuất hiện sau lưng y. Toàn bộ công lực sớm đã tích tụ xuất ra mãnh liệt, khai bi thủ của Lô ra tung ra mạnh bạo, một chưởng hung hăng chưởng xuống lưng của Kiệt khắc Tây Lạc, cùng với tay còn có một cú đá hung ác. Bốp chát một hồi, người ta nhìn thấy một thân ảnh giống như một con chim lớn trực tiếp trở mình ra ngoài lôi đài,
khi tiếp đất còn phát ra âm thanh thịch thịch rất lớn, thân hình còn lăn vài vòng mới ngừng lại, lập tức tiếng vỗ tay như sấm, còn có người hét lớn. Quyền hoàng dũng mãnh phi thường, quyền hoàng thần thông. Âm thanh đó, như sóng, đợt này cao hơn đợt khác, cả hiện trường sôi sục, lúc này cái Mạc Dã trợn tròn mắt, không thể ngờ Diệp Phàm lại ra tay mạnh vậy, một chiêu đã đá cho xuống lôi đài rồi. Còn đám lô vĩ hơi chần chừ, cho rằng đại ca Diệp Phàm khinh địch. Nhưng, khi bọn họ nhìn lại người còn lại trên sàn, toàn bộ đều há hốc mồm rơi vào trạng thái hóa thạch, còn đám cái Mạc Dã lập tức hét lớn, tiếng vỗ tay như sấm, dâng lên như thủy triều, còn về Ba Ba Đa Lợi, khuôn mặt đó, dĩ nhiên là đen hơn cả bao công của Trung Quốc. Chỉ thấy Diệp Phàm vỗ vỗ bàn tay, bình tĩnh đứng trên đài, nhìn xuống khán giả xung quanh đài, dường như, hắn là quân vương trên trời đang nhìn chúng sinh. Thằng nhãi này trong lòng thầm nói một câu, quả nhiên như thế. Hắn nói lời này đương nhiên là có nguyên nhân, trước khi đi, Diệp Phàm có thỉnh giáo sư bá Phí Thanh Sơn, Phí Thanh Sơn cười nói. Kiệt khắc Tây Lạc, thanh danh rất vang dội ở Thái Lan, có khí thế ông đây thiên hạ đệ nhất. Thực lực của y chỉ lục đẳng đỉnh, còn cậu, dù nói cũng có thực lực thất đẳng đỉnh, cao hơn y cả một bậc lớn, nhưng, thực lực của cậu có chút phù phiếm. Giống như tảng đá so với bùn lầy vậy, bùn lầy dù có cái đầu to hơn tảng đá nhiều, nhưng khi cả hai đụng vào nhau, cuối cùng thì bùn lầy cũng tan ra. Theo độ dày của kinh lực mà nói, cậu cũng mạnh hơn y một phần. Hơn nữa, Kiệt khắc Tây Lạc xuất quyền cay nghiệt, tương đối quái dị, lại thêm, kinh nghiệm của y phong phú hơn cậu, y nhờ vào quyền mà đánh khắp thiên hạ. Còn về quyền cước, nếu không dùng phi đao Phí ra chúng ta, chưa chắc cậu đã thắng. Kinh nghiệm của y có thể bù lại sự thiếu thốn về nội lực, thật sự muốn so bì, thắng bại là 5 năm, cậu có nhỉnh hơn một chút. Thế sư bá có cách nào để nắm được y không? Sư bá đã ở đây 20 năm rồi, có lẽ tương đối quen thuộc cao thủ nước này. Diệp Phàm vỗ mông ngựa, nói. Ha ha, biện pháp tốt nhất là xuất chiêu khi chưa kịp chuẩn bị, vừa lên đài, cậu giả bộ thản nhiên, sau đó phát lực mạnh, nhớ kỹ, sử dụng toàn lực. Vừa rồi tôi có xem qua, sử dụng khai bi thủ của Lô Gia Thủy Châu trên người y là thích hợp nhất. Y thường không dùng toàn lực khi mới bắt đầu, luôn có tâm lý thăm dò thử. Còn cậu thì không cần bận tâm, vừa lên là dùng toàn lực, thành bại là ở hành động này mà không thành, thế thì cậu đổi lại thành du đấu, chậm chậm làm tiêu hao nội lực của y. Phí Thanh Sơn chỉ ám chiêu cho Diệp Phàm, vì Phí Thanh Sơn hiểu rất rõ võ thuật của Kiệt khắc Tây Lạc, trước kia cũng đã từng thử mấy chiêu với y. Vậy mà, Diệp Phàm dùng chiêu này, lại có hiệu quả thật, lần này Kiệt khắc Tây Lạc quá mất mặt. Đối phương nhoáng một chiêu đã đá mình xuống lôi đài. Theo như quy định là đã thua rồi. Tên Trung Quốc dối trá. Tư Phan Lâm đứng một bên lớn tiếng la lên, vì tránh cho sư phụ mất mặt. Gào cái gì, đi. Kiệt khắc Tây Lạc từ dưới đất bắn lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi. Mệt suýt chết, dùng chi phiếu thật tốt, cái đống tiền cược này, nếu đổi thành hiện kim, cũng phải hơn chục triệu đô la Mỹ. Tề Thiên đặt cái thùng đang vác trên vai xuống, kêu khổ. Vậy đem phần của cậu vứt đi, cho nhẹ thùng. Lô Vĩ tức giận, hừ giọng nói. Hai anh em khiêng cái thùng lớn, giống như hai công nhân bến tàu. Ha ha, em còn ngại ít à. Tề Thiên cãi lại. Nhưng cái tên cái Mạc Dã kia cũng tốt số thật, không ngờ lời được 8 triệu mốt đô la Mỹ, đưa cho chúng ta 5 triệu, y còn được hơn 3 triệu, kiếm lời quá. Tên đó tinh mắt thật, biết lão đại chúng ta lợi hại, nếu tôi không xuống tay nhanh. 5 triệu sau cũng bị y cướp đi mất rồi. Lô Vĩ cười nói. Diệp Phàm, tên Kiệt khắc Tây Lạc hôm nay hơi khác thường, sau này có sinh sự không? Hạ Hải Vĩ nhắc nhở. Sợ gì, y mà muốn sinh sự chúng ta chỉnh chết y. Tề Thiên hừ giọng nói. Chỉnh cái rắm, đây là Thái Lan, em nghĩ quyền hoàng Kiệt khắc Tây Lạc chắc chắn sẽ có động tác tiếp theo. Diệp Phàm thoáng suy nghĩ, gật đầu. Được rồi. Ngày mai chúng ta khởi hành về nước, y còn có thể làm được gì? Phương Viên nói. Không vội, tôi chờ y, ắt hẳn không phải ngày mai thì ngày mốt, y chắc chắn sẽ đến thăm hỏi thân vương Lạp Lạc Đế. Diệp Phàm khoát tay. Chúc mừng Diệp tiên sinh. Thân vương Lạp Lạc Đế mặt mày hồng hào, bước vào đại sảnh đầu tiên là thủ thế chúc mừng người Trung Quốc. Diệp Phàm biết rằng, tên nhãi này chẳng có lòng tốt gì, quả nhiên đến rồi. Thi Mạn rất khéo léo ngồi cạnh Diệp Phàm,
rót hồng tửu. Mẹ cô Cổ Đế Ti gương mặt cũng mỉm cười, liếc mắt xem xét Diệp Phàm, đoan trang ngồi cạnh thân đế Lạp Lạc Đế, Diệp Phàm thắng, gần như cũng quyết định vận mệnh của bà. Vị trí chính thất, có thể rơi xuống đầu bà rồi. Hơn nữa, bà cũng ngầm coi Diệp Phàm là con rể, dù nói không được vẻ vang cho lắm, nhưng tốt xấu gì cũng có quan hệ. Sau này có hắn chống, sợ gì Lạp Lạc Đế không nhìn thẳng nhà mình. May mắn thôi. Diệp Phàm khiêm tốn gật đầu. Diệp tiên sinh, có câu này không biết nên nói hay không? Lạp Lạc Đế hơi ngại ngùng, nói. Mời thân vương cứ nói. Diệp Phàm nói. Lạp Mông là em ruột của Thi Mạn, cậu ấy cũng là Thái Quyền Sư Tam Đẳng, Thi Mạn sau này là người của Diệp tiên sinh rồi, nói theo cách của người Trung Quốc các vị, Lạp Mông coi như là em vợ của Diệp tiên sinh đúng không? Cho nên, chúng ta đều là người một nhà, không biết có thể mời Diệp tiên sinh chỉ cho cậu ấy mấy chiêu không? Lạp Lạc Đế dày mặt, ngay cả con gái cũng bày ra, lời nói thì cũng có chút khách khí. Tướng công, xin anh hãy nhận Lạp Mông, em không dám nói cậu ấy là em vợ anh, nhưng Thi Mạn em, sẽ là người tình của anh ở Thái Lan. Dù anh có thừa nhận tất cả những chuyện này hay không, em sẽ âm thầm ở bên này xử lý chuyện làm ăn giúp anh. Vừa nãy cha đã nói rồi, ông ấy chuẩn bị đem Tử Trúc Lâm Sơn Trang cho chúng ta, hơn nữa còn cho một công ty nhỏ vốn 5 triệu đô la Mỹ. Thi Mạn đột nhiên xoay người lại, ngồi bên chân Diệp Phàm, vẻ mặt khổ sở nói. Thân vương, cái này thật ngại quá, không cần Sơn Trang và công ty đâu. Diệp Phàm nói, không hề có ý định nhận Lạp Mông làm đồ đệ. Cái này, chủ yếu là phiền phức quá. Lạp Lạc Đế hiển nhiên nóng vội, nói. Diệp tiên sinh, Sơn Trang và công ty chỉ là lễ bái sư của Lạp Mông, không phải của hồi môn của Thi Mạn. Không nói dối Diệp tiên sinh. Tôi từng đem điều kiện này cầu xin quyền hoàng kiệt khắc Tây Lạc, ông ấy không hứa chắc. Không phải là do điều kiện Lạp Mông không tốt, chỉ có điều quyền hoàng kiệt khắc Tây Lạc đã có người mời trước rồi, người mời ông ta, kể ra, cũng có chút quan hệ với đại đế bệ hạ. Lạp Lạc Đế biết, đàn ông rất sĩ diện, nếu nói là của hồi môn của Thi Mạn, cao nhân này chắc chắn sẽ không nhận. Không thể không nói Lạp Lạc Đế cao giá, Diệp Phàm cười nói. Thế thì tôi đành nhận vậy, ha ha. Sư phụ, xin nhận của đệ tử một lạy. Lạp Mông vội bái lễ sư, sớm bị Lạp Lạc Đế gọi lại, nói. Ba ba Lạp Kỳ, theo quy tắc Trung Quốc, bày hương án. Xem ra, để con trai có thể bái sư, Lạp Lạc Đế cũng đã tìm hiểu những thủ tục có liên quan đến vấn đề này của Trung Quốc. Một buổi lễ bái sư đơn giản kết thúc, tối, kiệt khắc Tây Lạc quả nhiên đến thăm. Diệp tiên sinh, tôi không hiểu. Sao anh có thể nghĩ đến cách dùng một chiêu thắng ngay? Kiệt khắc Tây Lạc muốn hỏi cho rõ, cái lão này vẫn không cam tâm. Ha ha, kỳ thực, thực lực của ông và tôi cũng sấp xỉ, có điều, tôi đã thỉnh giáo trước một cao thủ, ông ấy nói với tôi chuyện này. Diệp Phàm nhanh trí lộ ra một chút, quyết định là sẽ dùng sư bá để chính người này, chắc hẳn ông ta cũng cảm thấy được gì đó. Cao thủ, ai? Mặt kiệt khắc Tây Lạc tối sầm lại, truy vấn. Phật Ma Nham có một cụ già, chắc hẳn kiệt khắc Tây Lạc tiên sinh đã nghe nói qua. Diệp Phàm nói thẳng, dù sao sư bá cũng đã rời khỏi Phật Ma Nham, cũng chẳng lo kiệt khắc Tây Lạc sẽ đến gây phiền phức. Là y. Trong giây lát hai mắt kiệt khắc Tây Lạc lồi ra, Diệp Phàm hiểu, phiền phức của hắn đã được giải quyết, xem ra, uy danh của sư bá trong giới cao thủ Thái Lan cũng có chút tiếng tăm. Kiệt khắc Tây Lạc không hỏi thêm gì nữa, cuối cùng chỉ nói. Diệp tiên sinh, anh là người Trung Quốc, có thể cùng tôi luận bàn thêm lần nữa không? Thời gian là 3 năm sau, địa điểm do anh định, ở Trung Quốc cũng được, lúc đó anh có thể nói với thân vương một tiếng, tôi chắc chắn sẽ đến. Được. Diệp Phàm gật đầu, kiệt khắc Tây Lạc không nói nữa, gật đầu bỏ đi. Ông muốn đem tiền đến, ông đây cũng chẳng ngại ít, 3 năm say, cảnh giới của mình chắc chắn là có thể ổn định ở thất đẳng đỉnh, không chừng lần kỳ ngộ tới. Còn có thể đột phá xiềng xích lên bát đẳng. Kiệt khắc Tây Lạc, chuẩn bị cho nhiều tiền đi. Diệp Phàm trong đầu thầm lầm bầm. Trong 5 ngày, Diệp Phàm dạy Lạp Mông vài thủ pháp kỹ xảo, dùng thịt chăn chế thành dược liệu giúp Lạp Mông lên tam đẳng đỉnh, lợi hại hơn so với anh trai Lạp Hoa Lợi của y nhiều. Chương 1095, đề bạt. Vừa mới nghe Thi Mạn nói Lạp Lạc Đế đồng ý một năm sau cho Lạp Mông tiến hành tỉ thí với Lạp Hoa Lợi. Ai thắng thì mẹ người đó sẽ được đăng báo sắc phong chính thê của quốc vương. Thi Mạn dĩ nhiên là tin tưởng Diệp Phàm,
nhưng trong lòng Diệp Phàm lại đau khổ, vì hắn phát hiện, chút thịt chăn cuối cùng đã vào bụng Lạp Mông, bản thân mình đã chẳng còn có dược liệu chính để đề cao công lực. Không có đòn sát thủ này lòng Diệp Phàm không được thoải mái, tạm thời lại chưa tìm được thế phẩm. Thi Mạn mấy hôm nay dịu dàng như nước, toàn tâm toàn ý hầu hạ Diệp Phàm. Diệp Phàm đến xem công ty và trang viên Lạp Lạc Đế tặng, dưới sự thu xếp của đám Tề Thiên, ba ba Lạp Kỳ đã kêu người lắp đặt thêm một số thiết bị đặc biệt, người trong nhà cuối cùng cũng đã dọn qua, tiến vào trang viên Tử Trúc Lâm. Diệp Phàm lo lắng, đặc biệt căn dặn Trương Cường chọn từ báo săn năm cao thủ có khả năng, dùng mức lương cao để mời đến Thái Lan, Trương Cường làm việc rất mau lẹ, chẳng bao lâu đã tìm được đủ, tổng cộng 6 người, sẽ nhanh chóng đến Thái Lan, làm thủ vệ cho trang viên Tử Trúc Lâm của Diệp Phàm. Trang viên này quả là rộng lớn, chỉ tính phạm vi sơn trang, cũng rộng 7, 8 dặm. Bên trong cây cối mát mẻ, có rất nhiều trúc xanh, nên gọi là trang viên Tử Trúc Lâm. Dĩ nhiên, đối với cô vợ ngầm Thi Mạn, trong lòng Diệp Phàm, thông qua Lô Vĩ, gọi một cao thủ tứ đẳng, một cao thủ tam đẳng từ Lô ra đến làm vệ sĩ tùy thân, hơn nữa, là một nam một nữ, cũng khá thuận tiện. Vừa trở về Đức Bình, đã sắp đến cuối năm, Diệp Phàm bỗng nghe được một tin tức lớn khiến Diệp Phàm chấn động. Tôn Minh Ngọc nói, ngày hôm qua trong hội nghị thường vụ, Bí Thư Trang và Chủ tịch địa khu Lô đã có chút xung đột nhỏ. Liên quan đến vấn đề đề cử Phó Chủ tịch thành phố và Phó Cục trưởng Thường trực Cục Tài chính, Bí Thư Trang đề cử Thái Hồng Kỳ quận Thông Đô, Chủ tịch địa khu Lô đề cử Vương Thông Bình quận Đức Dẫn. Cuối cùng, hai vị đầu sỏ tranh chấp không chịu thỏa hiệp, việc này tạm gác lại sau này sẽ bàn lại tiếp. Trốn thị phi. Diệp Phàm thở dài, báo cáo với Chủ tịch địa khu Lô hết phép, thầm nhủ, tay chân Lô Trần Thiên nhanh thật, chưa đến một năm, mà trong tay ông ta đã có một tài nguyên nhất định, là một đối thủ lợi hại. Đang nghĩ ngợi thì bị Lô Trần Thiên gọi đến nhà. Kỳ phép lần này của cậu dài nhỉ, có phải là ngay cả đề bạt cũng chẳng có hứng thú không? Lô Trần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói một câu, sắc mặt, chẳng dễ coi chút nào. Đề bạt. Diệp Phàm nhỏ giọng nói, liếc mắt nhìn Lô Trần Thiên. Cậu hồ đồ thật hay giả hồ đồ? Lô Trần Thiên liếc mắt, bất mãn hừ một tiếng. Chú Lô, cháu mới ở Thái Lan về, thực chẳng hiểu gì tình hình Đức Bình. Diệp Phàm giả ngu, dĩ nhiên biết Lô Trần Thiên đang nói chuyện bí thư thị ủy thị xã La Châu. Thôi vậy, chẳng tranh luận với quả trứng như cậu. Đồng chí Thẩm Đạt Dân thị ủy thị xã La Châu một tuần trước chính thức về hưu. Cái vị trí mà cậu cho là chắc chắn của cậu, suýt chút nữa bị người ta hái mất quả đó, hừ. Lô Trần Thiên lạnh lùng nói. Hái quả, không thể nào. Chuyện này lẽ nào do ông ta sắp đặt, cháu chẳng nghe được chút tin tức nào cả. Diệp Phàm cố ý hỏi, ông ấy ở đây dĩ nhiên là chỉ Trang Thế Thành. Không phải ông ta, là người ở tỉnh. Lô Trần Thiên lắc đầu, nhấp ngụm trà. Thế, ý bí thư Trang thế nào? Diệp Phàm trong lòng kích động, thầm nhủ, là ai đã chỉnh ông đây? Chuyện này tôi với ông ấy liên thủ với nhau, nhưng áp lực của hai người chúng tôi đều rất lớn, có thể chống đến khi nào cũng không rõ. Người cấp trên đề cử kinh nghiệm nhiều hơn so với cậu, nhưng chiến tích lại kém hơn một chút. Còn cậu, dù nói năm nay cũng 23 rồi, nhưng chúng ta nói ở đây là tuổi tròn, tuổi thực thì nhỏ hơn một chút. Thị xã La Châu, lại là thị xã thứ nhất của Đức Bình chúng ta, cũng tương đối có tiếng trong tỉnh. Hiện nay quốc lộ Thiên Tường đi qua La Châu, tương lai La Châu sẽ trở thành đôi cánh của Đức Bình. Huống hồ La Châu giáp với huyện Thanh Dương tỉnh thành Thủy Châu, về vị trí địa lý mà nói giống như ba cửa biển quan trọng thời cổ đại. Lô Trần Thiên vẻ mặt nghiêm túc, nói. Vốn là do hội nghị thường vụ địa ủy Đức Bình lựa chọn bí thư thị ủy thị xã La Châu, nhưng, sự việc lại có biến cố, đã xé lên đến tỉnh. Cho nên, tôi và bí thư Trang có thương lượng, chuyện này phải giao sắt chặt dây rối. Cậu nên chuẩn bị tư tưởng đi. Cảm ơn chú Lô đã ủng hộ. Diệp Phàm nói, câu cuối cùng của Lô Trần Thiên, đã thể hiện rõ với Diệp Phàm rồi. Cảm ơn tôi, cậu đừng có mà khua môi múa mép, về nghỉ ngơi đi. Lô Trần Thiên khoát tay, câu cuối cùng nghe thì nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng, nghe xong trong lòng Diệp Phàm thoáng khựng lại một chút. Biết Lô Trần Thiên đang nhắc nhở mình phải chú ý vấn đề hàng ngũ, nếu như làm bí thư thị ủy thị xã La Châu, hướng về bên nào, đều có ảnh hưởng đến hai vị đầu sỏ Đức Bình. Lô Trần Thiên đây là đang ép mình. Chú Lô, ở tỉnh rốt cục là ai nhúng tay vào? Ra đến cửa,
Diệp Phàm đặt câu hỏi mang tính thăm dò. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, chuyện cấp trên cậu hỏi nhiều thế làm gì, cứ làm tốt chuyện của mình, đặc biệt là thôn Đại Vũ đã cải tạo một nửa rồi, có thành tích thì mới có vốn để đề bạt, có vốn rồi thì chúng tôi cũng dễ báo cáo tình hình với lãnh đạo, chúng ta cũng đỡ bị động đi một chút. Lô Trần Thiên vẻ mặt ngưng trọng, phê bình. Cháu biết rồi chú Lô. Diệp Phàm gật đầu, vừa mới ra khỏi ngõ, Hạ Hải Vĩ gọi điện đến, hai người đến ngồi ở quán vỉa hè. Lão Hạ, sao anh mặt nhăn mày nhó thế, có phải được chia nhiều tiền nên vui mừng quá mức không? Diệp Phàm khuôn mặt tươi cười vui vẻ pha trò. Hai, nhiều tiền thì tôi phải vui rồi, nhưng, lúc nãy bị Bí Thư Trang gọi đi, có hơi trách tôi nghỉ phép lâu quá, chắc hẳn là chuyện hội nghị thường vụ thiếu tôi thiếu mất một phiếu ủng hộ, cũng hơi ngại. Hạ Hải Vĩ chẳng giấu giếm gì Diệp Phàm. Hai, lão Hạ, chuyện của em làm liên lụy đến anh. Diệp Phàm thở dài, ngại ngùng. Sao nói vậy được, Phương Viên không chỉ là anh em của cậu, mà cũng là cấp dưới của Hạ Hải Vĩ rồi, chuyện này không trách cậu. Chỉ là, tôi xin nghỉ phép không đúng thời điểm, nên mới gặp phải chuyện này, xui xẻo thôi. Hạ Hải Vĩ thở dài, liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Vừa nãy chắc chủ tịch địa khu Lô cũng gọi cậu đến đúng không? Đừng có đóng kịch trước mặt tôi, cũng ăn cơm sống rồi chứ gì, ha ha ha. Hạ Hải Vĩ cười, cái này, hai người đồng bệnh tương lân, dĩ nhiên là vui rồi. Ừ, lão Hạ, anh nói đi, em làm sao bây giờ? Lô Vĩ với em là anh em, Bí Thư Trang với em cũng không tệ, khó cho em quá. Diệp Phàm hớp mạnh chén rượu, không ngừng thở dài. Có phải chuyện thị xã La Châu không? Hạ Hải Vĩ chắc cũng có nghe nói gì rồi, vừa đoán chúng ngay. Vâng, nghe nói trên có người nhúng tay vào. Lão Hạ biết là ai không? Diệp Phàm hỏi. Không rõ lắm, Bí Thư Trang chưa nói, nhưng, cũng có chỉ sơ qua, để nhắc nhở tôi. Nói là nội trong tuần tới sẽ quyết định Bí Thư Thị ủy thị xã La Châu, dựa vào dự định của cấp trên. Hạ Hải Vĩ nói. Bí Thư Trang có nói chọn ai không? Diệp Phàm cảm thấy tim đập hơi nhanh. Ai, trong lòng cậu em vẫn chưa đoán ra hả? Tự đi hỏi Bí Thư Trang đi. Nhưng... vấn đề thái độ của cậu là mấu chốt, cậu em, cậu tự suy nghĩ đi, nắm cho chắc mình nên làm gì. Hạ Hải Vĩ cùng hắn cụng ly. Làm sao, thôi bỏ qua đi. Diệp Phàm cầm bình rượu lên uống một hơi nửa chai. Nằm trên giường Diệp Phàm cảm thấy buồn bực, lúc này Ôn Bảo Linh gọi điện đến, cười nói. Cục trưởng Diệp, nghe nói anh mới nghỉ phép về. Nghỉ phép, ờ. Diệp Phàm cười khổ nói. Trước mắt thoáng hiện dáng người duyên dáng của Ôn Bảo Linh. Nghe nói anh sắp thăng chức à, hi hi hi, tôi chúc mừng trước, sau này thăng chức đừng quên chị này nhé, công ty nhỏ của tôi sau này nhờ cả vào cậu thăng cao tôi cũng kiếm được tiền. Vẻ mặt Ôn Bảo Linh vui sướng, cười hi hi không nói đùa, tâm tình cô nàng quả thực rất tốt. Thăng chức, cô nghe ai nói, tôi còn chưa nghe chút tin tức gì, xem ra tôi nghỉ phép cũng không thể nghỉ. Nghỉ vớ vẩn rồi. Ngay cả mình thăng chức mà cũng chẳng biết. Diệp Phàm giả bộ hồ đồ hỏi. Nói dối, anh không biết thì có quỷ mới tin anh. Ôn Bảo Linh tức giận hừ giọng nói. Tôi không biết thật mà, chị Ôn à, có phải là bác chỉ tiết lộ không? Nhanh nói cho tôi biết đi, tôi là người nóng vội, chịu không nổi nữa rồi. Diệp Phàm vội thúc giục. Ừ, chắc hẳn là mấy hôm nữa sẽ quyết định, nói là phải làm cho xong công tác của Tạo Thôn Đại Cũ. Để có thành tích cho mọi người xem gì đó. Ôn Bảo Linh thận trọng. Ok. Diệp Phàm đột nhiên hét lên, giọng thay đổi, cười nói. Chị Ôn, đêm dài đằng đẵng, thực sự khó quá. Cậu lại nói dối rồi, đường đường là một cục trưởng anh Tuấn, không lâu nữa là thành bí thư thị ủy, thích cô nào mà chẳng được, đừng có nói đùa với tôi. Ôn Bảo Linh cười khanh khách nói. Các cô ấy, không tốt được như chị, thế nào? Tôi chân thành mời chị đại giá quang lâm. Diệp Phàm cười. Không dám bậy bạ với cậu. Ôn Bảo Linh xấu hổ đỏ bừng mặt, khẩn trương gác máy, biết thằng nhãi này đem mình ra đùa. Miệng lầm bầm, oan ra. Diệp Phàm, gần đây chú ý một chút, chuyện khảo hạch chắc vài ngày nữa là quyết định. Sau này cậu là một bí thư thị ủy, phải chú ý ảnh hưởng, chú ý hình tượng cán bộ, phải có trách nhiệm với dân chúng, phải chú ý cậu là một đảng viên. Phải phục tùng lãnh đạo của đảng. Trang Thế Thành nói liền một mạch, rồi gác máy. Phục tùng lãnh đạo đảng,
bí thư đại diện đảng, đó không phải chỉ ông ta sao? Hơn nữa, đảng quản nhân sự, bí thư Trang không phải ngầm ám chỉ mình phải phục tùng lãnh đạo là ông ta sao? Câu này có ý gì? Lại phe phái, mẹ nó, Diệp Phàm lầm bầm cảm thấy phiền phức, mơ màng đi vào giấc ngủ. Hai ngày sau, khuynh hướng ngày càng rõ ràng. Khắp nơi đều đang bàn đồng chí Diệp Phàm cục trưởng cục xây dựng địa khu sẽ tiếp nhận vị trí của Thẩm Đạt Dân ngồi trên ngai vàng bí thư thị ủy thị xã La Châu, hơn nữa, còn gọi điện đến chúc mừng liên hồi. Diệp Phàm dĩ nhiên không thể nào từ chối những cuộc điện thoại này, đành phải nói những lời đại loại là cảm ơn, và làm ra vẻ không biết, hai ngày, thực tế là chẳng làm được gì, nhưng cũng mệt bã người. Cậu em, có phải gần đây bị làm phiền gần chết không, ha ha ha. Điện thoại reo, giọng quen thuộc, không phải bí thư thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy Đoàn Hải Thiên thì còn ai? Thầy, bí thư Đoàn, không ngờ lại là anh. Diệp Phàm không ngờ tói, cứ nghĩ là lại cục trưởng nào đó gọi điện chúc mừng. Chuyện của cậu tôi có nghe nói, cậu có quan hệ với Lô Gia tôi cũng có nghe nói. Trang Thế Thành với cậu có ơn chi ngộ, hai bên cậu đều không thể lựa chọn, đó là một quyết định khó khăn. Đầu nào nặng, cậu nên thận trọng lựa chọn. Đoàn Hải Thiên đột nhiên thu lại nụ cười, nói. Chương 1096, chức quan bất ngờ. Ừ, hai bên đều không tệ, em không thể nào lựa chọn được. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Muốn làm cỏ đầu tường nghĩa là người ba phải, gió chiều nào theo chiều đó mọi chuyện suôn sẽ là không thể. Nếu cậu chỉ là cục trưởng cục xây dựng địa khu, làm cỏ đầu tường còn được, cái vị trí đó dù quan trọng. Nhưng cũng không có sức ảnh hưởng lắm đến địa ủy. Sau khi đến thị xã La Châu thì lại khác, cái vị trí đó tương đối có phân lượng, quyền lực thực tế chẳng thua ai, thậm chí còn quan trọng hơn ngai vàng phó chủ tịch địa khu một chút. Dù nói là cấp bậc là cục trưởng, nhưng quyền lực trên sự tế so với cục xây dựng địa khu, không thể so được. Lời cậu nói, thái độ cậu thể hiện, một tiếng nói một hành động của cậu đều có ảnh hưởng sâu xa đến hai đầu sỏ Đức Bình. Vì thị xã La Châu mở miệng đâu phải chỉ có một mình cậu, cậu còn có cả một đám thủ hạ trong tay. Bọn họ đều coi lời cậu nói là trong chóng đo chiều, lấy cậu làm trung tâm, cậu chỉ chỗ nào, bọn họ dồn sức vào chỗ đó, cậu nói, cậu còn có thể trốn tránh được không? Một câu của Đoàn Hải Thiên hung hăng đánh vào chỗ trọng yếu của Diệp Phàm. Em không làm bí thư thị ủy nữa được không? Diệp Phàm nói. Không làm bí thư thị ủy. Thế thì cậu nghĩ ở Đức Bình còn vị trí nào hợp với cậu? Nếu hai năm nữa cậu muốn ngồi ở vị trí phó chủ tịch địa khu, cái vị trí đó không phải cũng có ảnh hưởng với địa ủy như vậy sao? Đến khi đó, không phải cậu vẫn phải suy nghĩ vấn đề nên theo ai à? Đoạn Hải Thiên nói, em về tỉnh tìm một phòng ban nào đó là được rồi. Diệp Phàm thở dài, ở Đức Bình này, quả thực là trốn thị phi, đối với người khác mà nói để bạt nghĩa là thăng chức. Còn đối với mình thì không phải vậy, La Châu, sắp trở thành địa ngục rồi. Dỗi rồi đúng không, cậu vẫn muốn lăn lộn trong chốn quan trường, thì phải dũng cảm mà đi. Từng là bí thư một huyện, đối với tương lai có thể đi tiếp trong thể chế sau này của cậu tương đối quan trọng. Để sau này cậu có thể đi lên vị trí quan trọng hơn thì phải thử nghiệm đã, ở nước ta dù là địa khu hay tỉnh đều tương đối nhiều, đại để là giống nhau. Tỷ như nói. Cậu có thể chủ trì tốt công tác ở thị xã La Châu, sau vài năm tôi luyện, sau này sẽ cho cậu một thành phố cấp 3, cậu cũng có thể chủ trì được, căn bản là na ná nhau thôi mà. Cho nên, kinh nghiệm nền tảng tương đối mấu chốt. Đoạn Hải Thiên cười nói, kỳ thực đã coi Diệp Phàm là bạn tốt. Vì con rể Trần Quân sau khi từ Thái Lan trở về, hầu bao lập tức nhiều thêm vài triệu, thêm phần Trần Khiếu Thiên được chia, hai cha con nghe nói cũng kiếm được hơn chục triệu. Đoạn Hải Thiên dù nói không phải người tham tiền, nhưng cũng tương đối vui vẻ, ít nhất con gái sau khi gả cho Trần Quân đầu tiên cũng được đảm bảo về mặt vật chất. Thế nên làm sao bây giờ? Thị xã La Châu không thể đi, cứ ở sở tỉnh thì lại lãng phí thời gian, hay là bí thư Đoạn, em đến chỗ anh kiếm cơm nhé, ha ha ha. Diệp Phàm đột nhiên hắng giọng cười nói. Hừ, tên nhãi này, đợi câu nói này của cậu, Đoạn Hải Thiên trong lòng cười suýt thành tiếng. Đó là vì biểu hiện của Diệp Phàm rất được mắt, từ khu kinh tế Lâm Tuyền Ngư Dương cho đến quốc lộ Thiên Tường huyện Ma Xuyên lại đến kiến thiết thôn Đại Vũ cục xây dựng địa khu, điểm nào cũng khiến Đoạn Hải Thiên hài lòng. Sớm đã muốn đưa Diệp Phàm đến Thủy Châu rồi, vừa hay, lần này cơ hội tới rồi. Đoạn Hải Thiên vì hỏi thăm quan hệ của Diệp Phàm với hai đầu sỏ Đức Bình, cũng tốn chút công sức.
Hơn nữa, Đoạn Hải Thiên từ thành phố Ngư Đồng tỉnh Việt Đông điều đến. Cũng không quen với người ở bản địa, gần đây mấy đối thủ trong hội nghị thường vụ tỉnh cũng chẳng có ai dễ nắm bắt, Đoạn Hải Thiên cần phải đạt thêm thành tích để làm đậm quầng sáng của mình, vì thế, đã nghĩ đến Diệp Phàm. Nhưng, y cũng chưa trả lời ngay, mà trầm mặc một lúc trong điện thoại, dĩ nhiên là muốn diễn một chút thôi, sau đó nói. Cậu đến Thủy Châu, nếu thực sự muốn đến, tôi sẽ nghĩ xem có chỗ tốt nào đang thiếu người. Cái đó, em đến thật đó. Diệp Phàm cũng bị ép không có đường lùi rồi, thận trọng nói, lòng thầm nghĩ Đoạn Hải Thiên sẽ nể mặt Trần Quân mà không bạc đãi mình, ở Đức Bình bị hai đầu sỏ ức hiếp, công việc sau này cũng chẳng thể nào triển khai mạnh một chút được. Nửa tiếng sau, Đoạn Hải Thiên gọi tới. Nói, vừa nãy tôi có kiểm tra rồi, có một chỗ thấy cũng hợp với cậu. Không sao, bí thư Đoạn sắp xếp chỗ nào thì em đi chỗ đó. Diệp Phàm ngoài miệng đương nhiên nói như vậy. Đừng có nghĩ một đằng nói một nẻo, cậu em, sau này lúc riêng tư cứ gọi tôi là anh Đoàn được rồi. Còn trước mặt mọi người thì cứ theo quy củ. Đoạn Hải Thiên tỏ vẻ thân thiết, vì Đoạn Hải Thiên cũng là cao thủ lục đẳng. Trên phương diện quốc thuật y rất bội phục Diệp Phàm, cho nên kết giao. Ha ha, anh Đoàn, được. Diệp Phàm tùy tiện gọi. Cái này đã không gọi thì thôi, gọi rồi chắc chắn sẽ không bị thiệt. Ừ, gần đây tỉnh thành làm một khu kinh tế tổng hợp, gọi là khu kinh tế mới Hồng Liên. Nhiệm vụ chính là thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Chuyên nghiên cứu phát triển công nghệ cao khu kinh tế mới. Đương nhiên, phạm vi quản lý bao gồm hai huyện. Tỉnh thành có tổng cộng 12 huyện, khu. Khu kinh tế mới Hoa Liên quản hai huyện, còn có địa bàn trung tâm của chính mình, chuyện này thành phố rất coi trọng. Đã báo lên tỉnh rồi, cũng có biến đổi bất ngờ, nhưng, giờ cuối cùng đã thông qua. Định sẽ để một phó chủ tịch thành phố đến kiêm bí thư quận ủy. Hơn nữa, cấp bậc khu kinh tế mới Hồng Liên là đơn vị phó giám đốc sở nói cách khác, một phó chủ tịch quận trong đó, cấp bậc của anh ta cũng là cán bộ cấp cục trưởng. Mà hàng cục của ủy viên thường vụ quận ủy không phải cục trưởng thì cũng là cán bộ cấp phó cục, còn đảng ủy quận ủy, tất cả đều là cán bộ cấp cục trưởng. Có thể còn sắp xếp một số cán bộ cấp phó giám đốc sở đảm nhiệm ủy viên thường vụ quận ủy, làm các chức vụ khác trừ chủ tịch quận. Chẳng hạn, bí thư quản lý đảng và quần chúng có khả năng là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Khu Hồng Liên, thậm chí tỉnh còn chuẩn bị lập một khu thử năng lượng cao, nếu có thể thành công thì sẽ mở rộng toàn tỉnh, thành quả rõ rệt ắt hẳn tỉnh còn có thể báo lên trung ương, cho nên, rất quan trọng. Những lời Đoạn Hải Thiên vừa nói ra quả có chút kinh người. Cái khu Hồng Liên đúng là một cái sọt lớn toàn cán bộ cấp bậc phó giám đốc sở. Diệp Phàm lúc này cũng hưng phấn, nói. Anh Đoạn, thế có phải sắp xếp em đến làm một chân phó chủ tịch quận không? Nếu là vị trí phó chủ tịch ủy viên thường vụ quận thì càng tốt, ít nhất trên đầu còn có mấy chữ ủy viên thường vụ, phần lượng cũng nặng hơn nhiều, ha ha, đó là cấp bậc phó giám đốc sở, so với bí thư thị xã La Châu còn tăng lên một bậc. Da mặt cậu cũng không mỏng nhỉ, mới bao nhiêu tuổi. Không ngờ lại muốn lên phó giám đốc sở. Đoạn Hải Thiên đâm thẳng một gậy, thằng nhãi Diệp Phàm vội vàng nói. Vậy thì vị trí cấp cục trưởng có phân lượng là được rồi. Ha ha, lá gan của nguyên chủ tịch thị trấn trăm triệu đâu mất rồi. Đoạn Hải Thiên đột nhiên cười, Diệp Phàm biết, chắc chắn bị đùa giỡn rồi, bất mãn nói thầm. Anh Đoạn, anh đùa em. Được rồi, nói chuyện chính, ý tôi là cậu đến khu kinh tế mới Hồng Liên đi. Đảm nhiệm bí thư đảng ủy, nghe hiểu ý tôi chứ? Những lời này của Đoạn Hải Thiên mang uy lực bùng nổ tuyệt đối. Làm cho đồng chí Diệp Phàm sửng sốt lát sau mới lẩm bẩm. Bí thư đảng ủy, vừa nãy không phải anh Đoạn nói trước đó là do phó chủ tịch thành phố Thủy Châu kiêm nhiệm sao? Nói vậy chẳng phải em cũng ghê gớm vậy à? Diệp Phàm thấy đầu hơi mông lung, miệng cũng phát khô cả rồi. Không đùa với cậu đâu. Thứ nhất cậu sẽ phải tranh thủ vị trí phó chủ tịch thành phố Thủy Châu, nhưng, cái cấp phó giám đốc sở, phải được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thông qua mới được. Trưởng ban tổ chức cán bộ đương thời Lô Minh Châu là người Lô gia, quan hệ của cậu với người nhà đó tôi cũng rõ, tôi tin bên bà ấy chẳng có vấn đề gì. Bên này tôi sẽ toàn lực ủng hộ cậu, nhưng, phân lượng hai chúng ta còn hơi nhẹ, dù sao, Thủy Châu cũng là tỉnh thành, phó chủ tịch thành phố nơi này không thể so với các thành phố cấp 3 khác được. Đoạn Hải Thiên nghiêm túc nói. Anh Đoàn yên tâm, em sẽ tìm được người ủng hộ. Giọng điệu Diệp Phàm đầy tự tin,
Đoạn Hải Thiên biết quan hệ của hắn với Tề Chấn Đào tương đối sâu, nhưng cũng không vạch trần. Trầm ngâm một lát, Đoạn Hải Thiên nói. Gần đây cậu có đắc tội với ai không? Anh Đoàn đang nói về chức bí thư thị xã La Châu. Diệp Phàm giật mình, hỏi thử. Chức bí thư thị xã La Châu chắc Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên đều lờ mờ tỏ thái độ ủng hộ cậu lên chức, nhưng, ở tỉnh có tiếng không đồng ý. Cái này, cậu thử nghĩ lại đi. Làm quan không sợ gây thù hằn, nhưng gây nhiều thù hằn quá cũng không sáng suốt. Có thể hóa thù thành bạn đó là thủ đoạn cao minh nhất, ai có thể nói bản thân mình có thể khống chế thiên hạ không cần nhờ vả ai. Trung Quốc chúng ta có câu sơn không chuyển thủy chuyển. Có thể hôm qua, cậu và Đoạn Hải Thiên tôi chẳng có xung đột lợi ích lớn, hơn nữa Đoạn Hải Thiên tôi không quản được cậu. Cậu có thể đắc tội với tôi, nhưng, có thể hôm nay, cậu điều đến Thủy Châu, không phải là chuyển cả một khối rồi sao? Đến lúc đó, tôi muốn ép cậu lại tương đối dễ dàng. Cho nên, thái độ với đối thủ, cậu phải suy nghĩ lại. Dĩ nhiên, chúng ta không phải sợ, cái này nên phân rõ. Giọng Đoạn Hải Thiên khá thân thiết, giống người anh trai đang nói chuyện với em, cũng giống như đang dạy bảo. Em sẽ suy nghĩ một chút. Diệp Phàm giọng kính trọng, nói. Sau khi gác máy, chỉnh trang lại suy nghĩ một chút, lập tức gọi cho Tề Chấn Đào. Chú Tề, nghe nói tỉnh thành đang định làm khu kinh tế mới Hồng Liên. Ừ, cậu hỏi cái này làm gì? Tề Chấn Đào thản nhiên nói, trầm mặc trong chốc lát, hỏi. Thị xã La Châu thế nào? Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên có ý đưa cậu lên, nắm chặt lấy cơ hội nhé. Tiểu Diệp, không phải chuyện gì cũng có thể đợi người khác làm sẵn cho đâu, có những chuyện, cậu thấy dễ dàng, cảm giác vị trí đó chắc chắn là của cậu. Nhưng, cậu phải nghĩ, có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào vị trí đó, hơn nữa, tuổi tác kinh nghiệm của cậu làm cậu ở trong hoàn cảnh không được tốt. Có lẽ, cậu cảm thấy ở tỉnh cũng có mấy ủy viên thường vụ ủng hộ cậu, chẳng hạn như tôi với trưởng ban Lô. Nhưng, cậu cũng phải nghĩ, chẳng lẽ trưởng ban Lô lại không có họ hàng bạn bè. Còn có rất nhiều vấn đề tình cảm thể diện, chuyện trong thể chế đều dính líu đến nhau. Tự cố gắng, và nắm bắt cho chặt cơ hội là tương đối mấu chốt. Có cơ hội, cậu thấy dường như đã nắm chắc rồi, nhưng kỳ thực sớm đã rời khỏi tay. Cậu phải nhớ kỹ, bất kể làm chuyện gì, đều phải nhớ kỹ, đời người, giống như đi trong dòng nước ngược, không tiến tức là lùi. Dĩ nhiên, trừ phi cậu muốn làm một người bình thường, cả đời không lăn lộn, còn chuyện muốn để bạt ngồi lên vị trí trên thành phố, cái đó không thể. Những gì Tề Chấn Đào nói nhìn thì dễ hiểu, nhưng kỳ thực lại là những lời huyền diệu, Diệp Phàm nghe cái hiểu cái không. Biết chú Tề lờ mờ phê bình mình không đủ tích cực chuyện lên chức bí thư thị xã La Châu. Thiếu đi ý chí và quyết tâm đi lên. Chương 1097, chức phó chủ tịch thành phố Thủy Châu. Chú Tề, chú phê bình là đúng, cháu cũng có chút lười nhác, ý dựa dẫm và chờ đợi cũng hơi lớn. Thậm chí, cũng có chút tự đại, cháu sẽ chú ý chuyện này. Diệp Phàm cảm thấy da mặt dường như phát khô, gần đây mọi việc đều tương đối thuận lợi. Chiến tích cũng tương đối rõ rệt, lại thêm chút thành tích bên quân đội. Cho nên, trong lòng dĩ nhiên cũng có chút tự đại, thậm chí có thể nói là kiêu ngạo, ngông cuồng. Lời nói của Tề Chấn Đào, đó chính là hồi chuông vang cảnh tỉnh mình. Ừ, làm quan, cậu phải thường xuyên nghiền ngẫm. Ý cấp trên cậu phải nghiền ngẫm, yêu cầu của cấp dưới cậu phải nghiền ngẫm, nguyện vọng của dân chúng cậu phải nghiền ngẫm. Còn nữa, bất cứ chuyện gì cậu cũng đều nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm có thể nâng cao nhận thức tư tưởng của bản thân cậu, tư tưởng là tổng chỉ huy của toàn cơ thể, tư tưởng lệch lạc, thì biểu hiện của cậu ở hành vi thường sẽ tạo thành kích động, xem nhẹ một số chuyện, tạo thành chuyện xấu. Chẳng hạn như nói chuyện bí thư thị ủy thị xã La Châu đi, nếu cậu bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ, cả đời cậu sẽ không có cơ hội ngồi lên vị trí đó nữa. Không trải qua nó, có lẽ, cả đời cậu sẽ nuối tiếc, có lẽ... sẽ tạo thành thiếu sót khi tiếp tục đề bạt cậu trong thể chế, ngồi lên vị trí cao hơn, quan trọng hơn. Hãy suy nghĩ xem có đúng là như vậy không, cậu phải học nghiền ngẫm mới được. Cổ nhân đã nói rồi ba lo bảy lường, những lời này nói rất có lý đó. Tề Chấn Đào giống như bề trên, đang dạy dỗ cho một hậu bối đang mơ màng. Cháu hiểu thưa chú Tề. Diệp Phàm nói xong, trầm ngâm một lúc mới nói. Chú Tề. Vị trí thị xã La Châu kia, cháu muốn bỏ. Hả, sao vậy, cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt à, chẳng lẽ có người nhúng tay thì lùi bước ngay,
cái đó mà gọi là dũng sĩ à, muốn lên vị trí lãnh đạo cao, thì phải như dũng sĩ có tinh thần vĩnh viễn không chịu thua mới được. Thị xã La Châu có người nhúng tay, hơn nữa, không phải chỉ một hai người nhúng tay. Nhưng cậu phải nghĩ, mấu chốt quyết định là ở chính quyền địa phương. Chỉ cần hai đầu sỏ Đức Bình có thể chống được, cậu lo cái gì? Huyện quan không bằng hiện quản, mọi người luôn nói như vậy, kỳ thực, trong thể chế, câu này rất hiện thực, nói đúng hiện trạng của thể chế. Làm một so sánh, một trưởng phòng sở tỉnh, lớn hơn một trưởng phòng ở xã trấn có phải là nhiều hơn không? Nhưng, một tổ trưởng cấp tổ nhỏ bé lại không thèm nhìn trưởng phòng sở tỉnh anh một cái. Đó là vì, tuy anh là trưởng phòng, nhưng anh không quản được anh ta, lợi ích của anh ta không nằm ở tay anh. Trong cảm nhận của anh ta, phân lượng của anh còn chẳng bằng cấp trên của anh ta, một trưởng ban cấp huyện. Còn nữa, ở tỉnh dù có tiếng phản đối, nhưng vẫn còn có tiếng ủng hộ cậu. Xem ra, những gì tôi nói với cậu lúc nãy cậu quên rồi đúng không? Giọng Tề Chấn Đào lớn hơn nhiều, thậm chí, hơi có vẻ trách cứ. Không phải vậy đâu chú Tề, chú cũng rõ, Bí Thư Trang với cháu có ơn tri ngộ, cháu không thể nào chống lại ông ấy. Mà quan hệ của Lô Vĩ với cháu chú cũng hiểu, chủ tịch địa khu Lô đối với cháu cũng khá tốt. Cũng tựa như cháu với Tề Thiên, cháu sẽ đâm sau lưng chú sao? Diệp Phàm trình bày vấn đề. Khó cả đôi đường đúng không, bọn họ tỏ thái độ à? Tề Chấn Đào thản nhiên nói. Dạ. Diệp Phàm lên tiếng. Đúng là hơi khó, cá và bàn tay gấu đều muốn có, trong điều kiện không thể cậu phải học lấy hay bỏ. Tề Chấn Đào nhắc nhở. Cháu không làm được, ít nhất là với thái độ của hai vị lãnh đạo Đức Bình, cháu không thể lấy hay bỏ. Thái độ của Diệp Phàm đột nhiên kiên quyết. Ừ, ơn tri ngộ không thể quên, quên rồi thì giống súc vật. Tình cảm anh em cũng không thể thay đổi rồi cũng là súc vật. Tôi biết tính cách của cậu, chẳng lẽ đây là lý do cậu bỏ vị trí bí thư thị ủy thị xã La Châu, đáng tiếc, vị trí đó, đối với sự trưởng thành của một cán bộ mà nói, quá quan trọng. 2. Tề Chấn Đào thở dài, trầm ngâm, trong chốc lát nói thêm. Tôi biết cậu đã quyết định, tôi có khuyên cậu cũng không nghe. Huống hồ, chuyện này dù là Tề Chấn Đào tôi, thì cũng khó lựa chọn được. Có phải cậu có chỗ mới để đi rồi? Lẽ nào lúc nãy cậu hỏi về khu kinh tế mới Hồng Liên là có mục đích? Vâng, cháu muốn đến khu kinh tế mới Hồng Liên, ở đó, cũng là một cơ hội lớn. Diệp Phàm nói. Được, nếu cậu đã quyết định thì cứ làm, chú Tề ủng hộ cậu. Nói đi, cậu nhắm vị trí gì ở khu kinh tế mới? Tề Chấn Đào chuyển sự chú ý. Lần này Tề Thiên theo Diệp Phàm đi Thái Lan. Hôm sau trở về trên bàn ăn đã lập tức khoe khoang, đưa một cái sổ tiết kiệm đưa qua đưa lại trước mặt cha mẹ. Lúc đó mẹ cậu ta Phong Nhã Mai còn tức giận mắng con có phải là nhặt được vàng đâu, đem cái sổ tiết kiệm nát ra khư khư cái gì. Nhưng, lúc bà cầm sổ tiết kiệm nhìn vào, lập tức ngây người, hơn nữa, sắc mặt cũng hơi khó coi. Liền đưa ngay cho Tề Chấn Đào. Tề Chấn Đào vừa thấy, sắc mặt liền thay đổi, lập tức đập bàn, quát. Con làm cái gì rồi? Không phải đã nói với con, không được lấy tiền của người khác, đó là đưa con lên đoạn lầu đài đó. Tề gia này dù chưa từng kinh doanh, cuộc sống cũng bình thường, thậm chí có thể nói hơi túng quẫn một chút, nhưng chúng ta sống yên tâm. Không cần nói chuyện khác, không phải lo lắng các đồng chí ủy ban kỷ luật nửa đêm đến gõ cửa. Huống chi, cuộc sống của chúng ta cũng không quá tệ, so với những đứa trẻ châu Phi không có cơm ăn thì đã là thần tiên trên trần gian rồi. Không thể ngờ con lại bị tiền làm mờ mắt, đầu óc không chịu suy nghĩ, không quản được cái đồ chơi dưới đũng quần của con, thế thì để bố đây cắt đi giúp con, cái thứ hại người. Tề Thiên, làm quan mà gặp chuyện không may, phụ nữ không chiếm được, mà ngay cả tiền tài. Nhưng vừa mới nói đến đây thì đã bị Tề Thiên cắt ngang, thằng nhãi này hét lên. Ba nghe con nói rõ rồi có giống lên nữa cũng không muộn mà, tiền này là của đại ca cho đó. Đại ca. Có phải thằng danh Diệp Phàm không? Nó kiếm đâu ra nhiều tiền vậy? Tên nhãi này, còn chơi chiêu đó với ba à? Muốn ba giúp đến khu kinh tế mới Hồng Liên thì cứ trực tiếp nói là được. Lại chơi trò này, nhưng, tiền của nó cũng không được. Làm người phải có nguyên tắc, có phải? Tề Chấn Đào vừa mới nói tới đây, lại bị Tề Thiên cắt ngang, nói. Ba, tiền này chính đáng, là con kiếm. Tề Thiên đem chuyện đánh cược ở Thái Lan kể lại, hơn nữa còn đem giấy chứng nhận ra. Thêm hóa đơn nộp thuế, còn có xác minh do báo săn cấp,
các nếp nhăn trên mặt Tề Chấn Đào mới giãn ra. Nhưng thay đổi quá nhanh làm cho Tề Chấn Đào thấy hơi mất mặt, cho nên, vẫn cố ý hử giọng nói. Con đó, thực là tìm được một đại ca tốt, chắc thằng nhãi kia cũng kiếm được không ít nhỉ. Lão Tề, xem kìa, Tề Thiên kiếm tiền chính đáng mà anh còn nhăn nhó cái gì, có bản lĩnh thì anh cũng đi kiếm đi, đừng có cả ngày ở nhà giống lên, người ta dùng nắm đấm cũng kiếm được tiền, còn kiếm tiền chính đáng, cả nhà nước cũng công nhận rồi, anh còn bất mãn cái gì. Tề Thiên nhà chúng ta gặp được quý nhân, có được chục triệu này, sau này chẳng lo gì nữa. Hai, vậy là đã giải quyết được phiền phức sau này của hai cha con Tề Thiên rồi. Phong Nhã Mai nói một câu, Tề Chấn Đào lập tức ngừng phát lửa, bị nghẹn lại. Chỉ có mẹ là hiểu con, ha ha. Tề Thiên đắc y dầm chưa từng thấy cha bị mẹ hỏi đến nỗi không trả lời được như vậy, thằng nhãi này còn đang quơ quơ cái thẻ trong tay, nào ngờ Phong Nhã Mai đưa tay ra nói. Đưa lại đây. Mẹ, nãy không phải mẹ đã xem rồi à, còn không tới 10 triệu, chỉ có vài triệu thôi, thuế thu nhập cá nhân đúng là ăn thịt người, mấy đi hơn 1 triệu, 2. Tề Thiên không nhịn được, mắng. Bảo con đem qua thì cứ đem qua đi, lề mề cái gì. Tề Chấn Đào trừng mắt, Tề Thiên cười gượng. Tiền này để đây mẹ bảo quản, bằng không, chẳng biết con tiêu hết lúc nào. Phong Nhã Mai nói một câu. Trong mắt Tề Thiên lập tức lồi hẳn ra, cũng bị nghẹn lại. Chừng cái gì, mẹ con lẽ nào cướp tiền của con sao? Tề Chấn Đào gõ đũa vào chén, vui vì người khác gặp họa. Cái này, ba, không phải, dù sao cũng cho con một nửa chứ, còn nữa kia con hiếu kính ba mẹ, còn cho mấy em vài trăm nữa, giờ, toàn bộ tài sản của con ở trong thẻ rồi, giờ trong tay chẳng còn đồng nào. Vẻ mặt Tề Thiên cay đắng, không ngừng hối hận. Cho 200 ngàn, tiêu trong năm nay, đừng có mà về lấy nữa. Phong Nhã Mai mở miệng, Tề Thiên cũng chẳng dám rông dài thêm, sợ là 200 kia cũng bị ông già nhai mất. Tên nhãi này buồn bực, nhưng, trong lòng Tề Chấn Đào lại tương đối cảm kích Diệp Phàm, dù sao, cũng chính đáng kiếm về gần chục triệu, Tề gia có khoản tiền này, căn bản là không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Chức Phó Chủ tịch thành phố Thủy Châu kiêm Bí thư Quận ủy khu Hồng Liên. Diệp Phàm nói thẳng vị trí. Phó chủ tịch thành phố mà thằng nhãi cậu cũng dám nghĩ tới. Chuyện này e là chú Tề cũng khó nắm được, nếu là phó chủ tịch quận khu Hồng Liên, cũng là chức vụ cấp cục trưởng, thậm chí cho cậu giữ một vị trí nhỏ nhoi trong hội nghị thường vụ, tôi còn có thể nghĩ cách. Tề Chấn Đào cũng nói thẳng. Nếu đã có bí thư tỉnh thành Đoạn ra sức ủng hộ thì sao ạ? Diệp Phàm tung con bài chưa lật. Đoạn Hải Thiên, sao có thể? Đoạn Hải Thiên này cũng tương đối có thế lực, gần đây cũng muốn tạo một số thành tích để nâng uy tín của mình. Cậu với anh ta lẽ nào có quen biết cũng không thể nào gọi cậu đi làm phó chủ tịch thành phố kiêm bí thư quận ủy, cái vị trí đó, nói thật với cậu. Vì khu Hồng Liên trực tiếp quản quận Hồng Liên, quận Hoành Đô, quận Mã Cảng. Tổng nhân khẩu đoán chứng cũng gần 1 triệu người. Mà địa hình tổng thể hình lưỡi giao thẳng, quận Mã Cảng nghe nói nhà nước cũng có động tác lớn. Chuẩn bị xây dựng bến tàu nước sâu, ắt hẳn ngay cả tàu lớn mấy trăm ngàn tấn cũng có thể vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.